nhưng là, thua cũng là thua, nhất định phải nhận. Ngộ kiếm thạch, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Chỉ cần kiếm tộc lớn mạnh, ngộ kiếm thạch sớm muộn có hy vọng. Mà lại, cục diện hôm nay còn đang biến hóa, đến đón lấy cửu long bản thần kết giới có khả năng phá nát, kiếm vô ý chưa hẳn hoàn toàn mất đi cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thật nhanh. Tại hiên viên đạo đuổi theo thời điểm, hắn xoay người chạy. Kiếm vô phong là hắn thân đệ đệ, nhưng, hắn cũng không có nhìn nhiều vài lần. Hiên viên đạo, cái này thần tông chỉ còn lại chính ngươi, các loại kết giới một phá, quỷ vương, thanh vũ cùng độc cô tấn, đều sẽ chia cắt ngươi, chờ chết đi. Kiếm vô ý nghênh ngang rời đi. Hắn tuy nhiên bị thương, nhưng nói thật, cùng các loại cảnh giới hai người, hiên viên đạo muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Mà lại, hiên viên đạo còn có chuyện trọng yếu hơn. Quả nhiên, còn không có chạy bao xa, kiếm vô ý liền phát hiện, phía sau của hắn cũng không có gì kẻ đuổi giết. Vô phong, thanh nguyên, chờ ta, cho các người báo thù. Hắn đứng tại không có hòa tan tuyết động phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi này là hắn sống tiếp cận 200 năm thần tông, là hắn lớn lên địa phương. Nhưng bây giờ, hắn phản bội nơi này, thân thủ đem cái này quê nhà, đẩy hướng địa ngục. Đúng hay là sai? Trong lòng của hắn, chính là sóng to gió lớn. Có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ nhớ Thái Cực Phong Hồ Tuyết. Nhưng ít ra khi đó, ta đã được như nguyện, không phải sao? Hắn đem nhuốm máu kiếm, cắm trên mặt đất, che ngực, bắt đầu cười to. Ngẩng đầu nhìn về phía thương thiên. 9 tầng kết giới, phá nát ngũ trọng. Còn lại tứ trọng lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể bạo phá. Rất hiển nhiên, thần tông xong đời. Hắn nghe được quỷ tông thảm liệt hướng giết thanh âm, nghe được thần tông những cái kia người quen nhóm, còn tại liều chết ngăn cản, vì cái này thủ hộ nơi này, máu nhuộm chiến trường. Hắn dường như đã thấy, cái này bao la hùng vĩ mỹ lệ cảnh tuyết, tại một phút sau, khả năng liền sẽ bị máu tươi cùng tàn thi chìm ngập. Mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá, sự vật tốt đẹp, cuối cùng sẽ là một trận bọt nước. Thái Cực Phong Hồ, gặp lại. Hắn dùng hai tay nâng lên một thanh tuyết, bôi tại máu me đầm đìa trên mặt, đau đến hắn quái khiếu. Có thể trong lòng của hắn là thống khoái a. Hôm nay, là ta cả đời tuyệt vời nhất một ngày. Đáng tiếc duy nhất, cũng là tạm thời không thể cầm tới, ngộ kiếm thạch. Nhưng, hắn cùng kiếm tộc, đang chờ ta. Kiếm vô ý nhìn hướng về phía đông, cười đến thoải mái. Một thân áo lam, dường như dung tại trong tuyết. Hắn bước chân, hướng về hắn khát vọng phương hướng, vọt tới. Đúng vào lúc này, trước mắt xuất hiện một người. Đó là một cái thanh niên mặc áo đen. Hắn dáng người không cao, tướng mạo bình thường, chỉ có một đôi nắm giữ bốn cái tròng mắt yêu dị ánh mắt, lộ ra quỷ dị như vậy. Ngươi chính là quỷ tông bí mật vũ khí A, ngươi đều tiến đến, nói rõ, còn lại kết giới, đều sắp không chịu được nữa. Tới thật nhanh A, kiếm vô ý híp mắt. Hắn có dự cảm, các loại hai vị kia quỷ vương sau khi chết, cái này Khương Vô Tâm, cũng là kiếm tộc đại địch. Hiên Viên Hồ, ngay ở phía trước. Khương Vô Tâm ánh mắt đờ đẫn, tiếng nói, không quá lưu loát. Ngươi bây giờ liền muốn đi, tấn công Hiên Viên Hồ. Ta cùng đi với ngươi. Kiếm vô ý lại thấy được ngộ kiếm thạch hy vọng. Khương Vô Tâm gật đầu. Kiếm vô ý quay người dẫn đường. Đúng vào lúc này, uy hiếp chí mạng đột nhiên truyền đến. Kiếm vô ý toàn thân rét run. Đúng lúc, hắn vừa rút lên thương khung thần kiếm, liền trực tiếp quay người nhất sát. Làm. Kiếm của hắn đâm ra ngoài, trúng đích huyết nhục, đâm vào Khương Vô Tâm xương bả vai phía trên. Kiếm khí bạo phát, nổ tung một cái lỗ máu. Nhưng là... Khương Vô Tâm nhất quyền, đánh vào mặt của hắn phía trên. Ầm. Một tiếng chấn động, kiếm vô ý đầu dẹp xuống dưới. Hắn ngũ quan, toàn bộ bị một quyền này, đánh ở cùng nhau, thành bánh quai trèo. Ây! Kiếm vô ý mềm mại quỳ trên mặt đất, đã dùng hết thảy lực lượng để hô hấp. Hắn duỗi tay nắm lấy Khương Vô Tâm quần, tay cầm run rẩy kịch liệt. Vì cái gì a? Kiếm vô ý đã dùng hết thảy khí lực, nói ra câu nói này. Không có vì cái gì, chủ nhân của ta nói, trừ bọn họ ba cái, trên thế giới này hết thảy mọi người, ta đều có thể giết chết. Khương Vô Tâm ngồi xổm xuống, dùng song tay đè chặt kiếm vô ý mặt. Mà lại, người cộng sinh thú rất mạnh. Ta, muốn ăn. Răng rắc. Một chữ cuối cùng nói xong, hắn đem kiếm vô ý mặt, chật đến gáy.
hoạt động. Kiếm vô ý thua ở đất tuyết bên trong. Máu tươi tràn ngập ra, nhuộm đỏ thuần trắng đất tuyết. Tại cái này vết máu đỏ sậm hình chiếu bên trong, có thể nhìn đến. Một cái thanh niên tóc đen, chính nắm thương khung thần kiếm, truy sát kiếm vô ý kiếm thú. Phốc phốc phốc, vô số cỗ thi thể, nện ở kiếm vô ý bên người, càng là máu chảy thành sông. Kiếm vô ý có 4 đầu kiếm thú. Sau cùng, có 3 cái rơi tại bên cạnh hắn. Gió lạnh thổi qua, mùa xuân tháng 3, bỗng nhiên có chút lạnh. Khả năng, lại muốn tuyết rơi. Thiên viên hồ. Thiên viên đạo thu hồi thần kích, triệu tới một cái tam nguyên kiếp lão, nói. Thiên viên diệu, ngay lập tức đem mệnh lệnh của ta, truyền đạt đến độ kiếp tháp cùng 9 tầng kết giới. Tộc vương xin phân phó. Thiên viên diệu trầm giọng nói. Đệ nhất, để độ kiếp tháp toàn lực ứng phó, đem tứ trọng kết giới mở ra đến cực hạn, tạm thời ngăn lại địch nhân. Thứ hai, để còn lại tứ trọng trong kết giới kiếp lão, toàn bộ lui ra kết giới, lui về hiên viên hồ, bao quát tiên tông, địa tông cùng tâm tông minh hữu. Thứ ba, để thái cực phong trong hồ hơn 100 triệu đồng bào, theo 4 phương 8 hướng rút khỏi thái cực phong hồ, ra bên ngoài đào tẩu. Đối phương chỉ có cường giả, không có quân đội, mục tiêu là chúng ta. Không có công phu đối phó bách tính, bọn họ có thể rút đi. Thiên viên đạo thẳng tiếp nhận 3 cái mệnh lệnh. Tộc vương, đây là muốn chúng ta, từ bỏ sau cùng tứ trọng kết giới, tại hiên viên hồ sống mái một trận chiến A. Thiên viên diệu há mồm trợn mắt nói. Đúng, tông môn tư nguyên cơ bản thu vào hiên viên hồ, tứ trọng kết giới chống đỡ không được bao lâu, một khi bị ép rút lui không kịp, sẽ chỉ tổn thất nặng nề. Thời gian không nhiều, nhanh đi làm. Thiên viên đạo nhanh chóng quyết đoán nói. Vâng, tộc vương, tráng sĩ bóp cổ tay, đại phách lực. Thiên viên diệu sùng kính nói. Tại dưới tình hình như vậy, vì người bảo lãnh, trực tiếp vứt bỏ cái kia tứ trọng kết giới, quả thực cần rất lớn dũng khí. Đi. Thiên viên diệu lập tức rời đi. Thiên viên đạo đứng tại hiên viên hồ bên cạnh. Toàn thể thu về, hắn không cần đi ra. Bây giờ, toàn bộ thái cực phong hồ đều tại run rẩy. Thần tông đã đến thời khắc sinh tử. Thiên viên đạo nhắm mắt lại. Thủy tổ, ngươi nhìn thấy không? 200.000 năm, chúng ta cũng chưa chết, hôm nay, ta không muốn để cho hiên viên diệt tuyệt. Như bỏ mình có thể phá kiếp, liền lấy ta huyết, tiến hiên viên. Thiên viên đạo mệnh lệnh, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Từ bỏ tứ trọng kết giới, thần tông, tên tông, địa tông cùng tâm tông sở hữu người, khẩn cấp thu hồi cửu long bản thần kết giới. Thiên viên hồ, chính là bọn họ sau cùng gia viên. Mà bây giờ, thì dùng để bảo hộ tất cả mọi người. Đây là một cái quyết định chính xác. Bây giờ tứ đại tông môn thế yếu, lại phân tán các phương, sẽ chỉ bị dần dần diệt sát. Nếu có thể toàn bộ lui vào cửu long bản thần kết giới, coi như đã mất đi thái cực phong hồ, cũng còn có hy vọng. Độ kiếp tháp bên trong đầu tiên đạt được tin tức. Bọn họ cần tại phe mình toàn quân lúc rút lui. Đem đối phương đại quân khóa kín tại tứ trọng trong kết giới, tranh thủ thời gian. Cái này kỳ thật, cũng không phải là vô cùng khó. Dù là Khương Vô Tâm bọn người, có thể vọt thẳng tiến đến, còn lại quỷ tông cường giả, vẫn là đến bị kết giới chế ước. Tiếp đó, là sinh tử vận tốc. May mắn, lúc này thời điểm âm dương ma tông, lục đạo kiếm tông các loại đều không tiếp tục tiến công, thần tông tứ trọng kết giới, mới có thể thở một ngụm. Đi! Tứ đại tông môn! Phân biệt theo 4 phương 8 hướng rút lui. Tản ra, đừng để người một mẻ hốt gọn. Những cái kia sinh tử kiếp cảnh cường giả, cùng thái cực phong trong hồ hơn 100 triệu dân chúng, gặp thoáng qua. Bởi vì thực lực cùng địa vị khác nhau, cái này hơn 100 triệu chúng sinh ra bên ngoài chạy, bọn họ thì hướng bên trong rút lui. Phương hướng khác biệt, nhưng cũng là vì sinh tồn. Thiên viên đạo dự đoán không lầm, tối thiểu nhất, cửu cung quỷ tông mục đích, cũng là hắn cùng Âu Dương Kiếm Vương. Thậm chí ngay cả Khương Phi Linh, đều không phải là bọn họ mục tiêu. Cho nên, cái này hơn 100 triệu chúng sinh, cơ bản không có việc gì. Tại cái kia hiên viên hồ bên ngoài, hiên viên đạo đã mở ra cửu long bàn thần kết giới, chờ đợi lấy tất cả mọi người rút về tới. Cửu long bàn thần kết giới cùng cái kia 9 tầng kết giới cũng khác nhau, đây là một cái tự nguyên kết giới, uy lực ổn định, không cần chúng sinh cung cấp lực lượng, hắn kết giới hạch có thể tùy thân. Hiên viên đạo có thể trực tiếp trưởng khống toàn bộ kết giới. Kết giới này, là thái cổ hiên viên thì các đời tổ tông trí tuệ kết tinh, là bọn họ thủ hộ con cái đời sau sau cùng nhất đạo bình chướng, cơ hồ có thể được xưng là phức tạp nhất tam nguyên kiếp văn kết giới,
thiên hạ hiếm thấy. Lúc này kết giới bên trong, tại 9 cái phương vị bên trong, có cửu đầu long ảnh sinh ra, mỗi một đầu đều nắm chắc dài ngàn mét, bọn họ gầm thét, tại hiên viên hồ phía trên bốc lên, gào thét, dần dần ngưng thực, mênh mông long uy, đã chấn động tứ phương. Cửu long cộng sinh, đây đã là kết giới này trạng thái mạnh nhất. Tự nguyên kết giới, khẳng định sẽ có tiêu hao, trạng thái mạnh nhất không thể vĩnh viễn duy trì, cho nên không đến thời điểm then chốt, đương nhiên sẽ không mở ra. Một khi mở ra, tự nhiên bật hết hỏa lực. Hiên viên đạo tay cầm thiên tinh diệu long thần kích, đứng tại trong kết giới, hoang cổ đế hồn long cùng ám dạ đế hồn long nương theo bên cạnh thân, còn có 9 đầu mấy ngàn thước lớn lên thần long, ở bên cạnh hắn lăn lộn. Tổ tiên, long hồn, bạn ta bên cạnh thân, đến chết đánh cược một lần. Hiên viên đạo lấy nóng rực chi tâm, cảm thụ được kết giới long uy hạo đáng. Cái kia 9 đại thần long, đều chính là vô số 15 điều kiếp văn linh tai hội tụ mà thành, phân biệt mang theo phong, hỏa, thủy, địa, quang, ám, lôi, băng, mộc 9 loại thần uy, bọn chúng sinh ra, để hiên viên hồ triệt để sôi trào, trời đông giá rét băng triệt để hòa tan, vô số chấn thiên long ngâm, tại cái này trong kết giới vang lên, truyền khắp toàn bộ thái cực phong hồ. Những cái kia phía ngoài hiên viên thì con cháu, nghe được về nhà kêu gọi. Trở về đi. Hiên viên đạo một tiếng chân giống. Hắn thấy được, mấy cái phương hướng, đều có theo tứ trọng kết giới trên chiến trường, rút lui trở về người, tứ đại tông môn đều có. Nhưng là, trong đám người, cũng có một ít quỷ tông cường giả, đuổi vào. May mắn người không nhiều, không có cách nào ngăn chặn tứ đại tông môn tổng thể rút lui. Hô hô hô, nguyên một đám người, bắt đầu vọt vào cửu long bàn thần kết giới. Nhanh, hiên viên đạo chỉ dẫn bọn họ đi vào. Đúng vào lúc này. Phương Nam kết giới bên ngoài, có một đạo chí mạng ánh mắt, để mắt tới hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ cửu long bàn thần kết giới đều đang chấn động, rõ ràng là gặp to lớn uy hiếp. Cái kia 9 đầu mấy ngàn thước lớn lên thần long, lại lần nữa buông xuống tại hiên viên đạo bên cạnh thân, nhìn chằm chằm bên ngoài kết giới người. Hiên viên đạo quay đầu. Hiên viên hồ bên ngoài, đứng đấy một cái thanh niên mặc áo đen. Trên tay hắn dẫn theo một thanh nhuốm máu trường kiếm. Trên bờ vai còn có vết máu. Hắn nhếch môi, mỉm cười nhìn lấy hiên viên đạo, lấy khàn khàn mà máy móc thanh âm, nói, chìa khóa, thì ở trên thân thể ngươi, đúng hay không? Khương vô tâm. Một cái liền cộng sinh thú đều chiến tử người trẻ tuổi, hắn dựa vào cái gì tại thời gian ngắn như vậy, cầm giữ có như thế năng lượng kinh khủng. Hắn cũng không phải Lý Thiên Mệnh. Nhưng, hiên viên đạo lại khó có thể tin, hắn đều không thể không, tin tưởng sự thật này. Người trẻ tuổi trước mắt này, hắn thậm chí đều chờ không nổi hiên viên đạo trả lời, hắn thì cưỡng ép xông vào cửu long bàn thần trong kết giới. Cửu long bàn thần kết giới, trước kia là, bình chướng, trạng thái, loại trạng thái này, thường nhân rất khó đánh vỡ, nhưng cũng không có gì lực công kích. Mà bây giờ, thì là thủ hộ kết giới trạng thái chiến đấu. Tiến đến không khó, nhưng chỉ cần là địch nhân, lại để 9 đầu tổ tiên long hồn, khóa chặt. Cái kia mấy ngàn thước lớn lên thần long, tại Khương vô tâm thực sự lúc tiến vào, liền một tiếng long ngâm, vây quanh mà đi. Kiếm vô ý kiếm, hiên viên đạo nhíu mày. Chìa khóa, cho ta. Khương vô tâm nắm cái kia thương khung thần kiếm, hắn không có chiêu thức gì, hướng thẳng đến hiên viên đạo phách lên tới. Tộc Phương, cẩn thận, người này đánh bại Phương Thái Thanh. Đằng sau rất nhiều người nhắc nhở. Biết, tranh thủ thời gian sắp xếp người đi vào. Hiên viên đạo gầm nhẹ một tiếng. May mắn, Khương vô tâm mục tiêu, cũng là hắn. Những người khác, ngược lại bởi vậy an toàn. Nhưng, muốn là hiên viên đạo chiến tử, không chỉ là thần tông, đến đây trợ giúp ba cái tông môn, đều sẽ không còn có hy vọng. Hiên viên đạo biết rõ, trước mắt người trẻ tuổi kia cổ quái, cường đại, khát máu. Bất quá, hắn vẫn là cùng cái kia 9 đầu tổ tiên long hồn, cùng cái này Khương vô tâm đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên tinh diệu long thần kích cùng thương khung thần kiếm, lần nữa giết nhau. Làm, hiên viên đạo bị đẩy lui, cánh tay run lên, miệng hổ đánh rách tả tơi. Hung mãnh quá thân thể lực lượng, cái này không là một người, tối thiểu là một đầu, hình thể có mấy ngàn gạo lớn cự thú. Hiên viên đạo hoang cổ đế hồn long, thân dài có 300 mét, nhưng là rất rõ ràng, làm cộng sinh thú, lực lượng của nó, vẫn chưa tới cái này Khương vô tâm 10%. Đây chính là Khương vô tâm, chỉ dựa vào ngũ lục trọng sinh tử kiếp cảnh, thì cường hãn đến loại trình độ này nguyên nhân. Thân thể lực lượng,
siêu việt nhân tộc cực hạn. Vậy thì không phải là người. Hiên Viên Đạo tuy nhiên bại lui, nhưng may mắn, còn có 9 đầu tổ tiên long hồn. Đây là cửu long bản thần kết giới căn bản lực lượng, mỗi một đầu đều nắm chắc dài ngàn mét, cái kia lớn như vậy thân thể, oanh tạc, dây dưa, cắn xé, trong lúc nhất thời đem Khương Vô Tâm giết đến đầy người nổ huyết, khó tiến một bước. Cửu long bản thần kết giới, mới có thể ngăn cản cái quái vật này. Thật mạnh, Hiên Viên Đạo cố nhiên chấn kinh, nhưng, hắn vẫn là lại lần nữa giết đi lên, cùng kết giới cùng một chỗ đối chiến Khương Vô Tâm. Có lấy mấy vạn năm lịch sử cửu long bản thần kết giới, so dịch tinh ẩn nhật nguyệt tinh thần mạnh hơn rất nhiều. Cái này tổ tiên long hồn thì vượt qua nhật nguyệt đồng huy, mới có thể ngăn cản Khương Vô Tâm. Nói thật, quỷ thần sơn mạch, đồng dạng có tương tự kết giới, chỉ là không thể di động ra đến sử dụng. Muốn công chiếm người khác lãnh địa, nhất định phải sẽ vượt qua đối thủ lực lượng, tại đối thủ thủ hộ kết giới bên trong giết người, mới có thể công thành đoạt đất. Cho nên, không phải quỷ tông không có kết giới, mà chính là bọn họ tại xâm lược. Cuộc tỉ thí này, có thể nói là kinh thiên động địa. Hiên Viên Đạo gắt gao đỉnh ở phía trước, chống đỡ lấy, để tứ đại tông môn cường giả, cấp tốc lui về Hiên Viên Hồ. Rầm rầm rầm, thần long gào thét, linh tai tàn phá bừa bãi, thần thông nổ tung, khí huyết ngút trời. Nhanh, mỗi một khắc, đều là sinh tử vận tốc. Thiên Nguyên Thần Sơn, Thiên Nguyên Đỉnh. Dịch Tinh Ẩn đã lui về Hiên Viên Hồ, nơi này chỉ còn lại có Âu Dương Kiếm Vương. Rời đi thời điểm, Dịch Tinh Ẩn hỏi hắn, vì sao không cùng lúc đi? Âu Dương Kiếm Vương cười hồi đáp, huynh đệ, chỉ có tại cái đồ chơi này bên cạnh, ta mới xem như một cái tối đỉnh cấp chiến sĩ, hiện tại thần tông sinh tử tồn vong, ta thì lưu tại nơi này bồi tiếp nó đi, ngươi làm qua anh hùng, tiểu đệ ta, cũng nghĩ qua một thanh nghiệt. Đáng giá không? Dịch Tinh Ẩn cười khổ hỏi. Đương nhiên đáng giá, không có thần tông, liền không có ta Âu Dương Tiểu Vũ. Âu Dương Kiếm Vương cười vang nói. Ha ha, Dịch Tinh Ẩn cũng cười. Một cái cường tráng đại hán, tên thật lại là Âu Dương Tiểu Vũ, đen như vậy lịch sử, Âu Dương Kiếm Vương mỗi lần nhắc lên đều muốn giơ chân, làm cho tất cả mọi người gọi hắn Âu Dương Kiếm Vương. Kết quả hôm nay, chính hắn đem tên thật, cho gọi ra. Thật, huynh đệ, nếu như ta năm đó, không có tới nơi này, ta hẳn là còn ở nhà trồng trọt, ta nói không chừng đã quy thiên, ngươi nói ân tình này, tiểu lão đệ ta còn không phải muốn báo sao. Đúng hay không? Sống sót, Âu Dương Tiểu Vũ, Dịch Tinh Ẩn đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Lăn, bựa, Âu Dương Kiếm Vương cho hắn dựng lên lớn ngón giữa. Dịch Tinh Ẩn mục đích như sao, ngắm nhìn hắn. Ta tại Hiên Viên Hồ, chờ ngươi. Nói xong câu này, hắn xoay người rời đi. Đưa lưng về phía Âu Dương Kiếm Vương thời điểm, hắn cắn một chút hàm răng, hốc mắt đã đỏ lên. Gặp lại, Âu Dương Kiếm Vương ngồi tại Thiên Nguyên đỉnh phía trên, đung đưa hai chân. Một phút sau, địch nhân của hắn xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Một cái nam tử áo bào tím, mang theo 10 cái tam nguyên kiếp lão, xuất hiện ở Âu Dương Kiếm Vương trước mặt. Thì ngươi tử tiêu quỷ vương một cái bao cỏ, mang 10 cái bọc mủ. Thì dám ở Thiên Nguyên đỉnh gặp lão tử a. Âu Dương Kiếm Vương vui vẻ. Địa tạng, bà xa hai cái người chết đâu? Thể cốt hoạt động không ra, không đuổi kịp đến thật sao? Hắn hỏi lại. Hắn đương nhiên biết, hai vị kia quỷ vương uy hiếp lớn nhất, độ kiếp tháp bên kia đã bỏ sót Khương Vô Tâm, tự nhiên toàn lực phong tỏa ngăn cản hai vị kia quỷ vương. Tử tiêu quỷ vương khẽ ngẩng đầu, nhìn Âu Dương Kiếm Vương liếc một chút. Sau đó, trầm giọng nói. Giết hắn, coi như hắn cái chìa khóa, giấu ở ngũ tạng lục phủ, đều phải cho ta móc ra. Vâng, 10 cái quỷ tông tam nguyên kiếp lão, trong đó còn có 5 cái cùng Âu Dương Kiếm Vương giống nhau cảnh giới 10 tầng tử kiếp, trùng sát mà đến. Đến mức tử tiêu quỷ vương, hắn tự nhiên giết tại phía trước nhất. Thương Thiên phía trên, Lý Thiên Mệnh ngồi tại Miêu Miêu trên thân, chính lấy tốc độ nhanh nhất, tiến đụng vào Thái Cực Phong Hồ trên không. Đây là cái gì? Trong tay hắn dẫn theo cái kia quỷ thần thái tử đầu, lung lay một chút, hắn hai cái tái nhợt ánh mắt, vậy mà hóa thành trạng thái dịch chảy xuống, sau cùng ngưng kết thành một cái màu trắng tiểu cầu. Lý Thiên Mệnh cầm ở trước mắt, dùng trộm thiên chi nhãn nhìn một chút. Tại sao cùng thủy tổ cho ta thiên hồn, có chút tương tự? Bên trong, giống như có rất nhiều ngày hồn a. Trước mặc kệ, hắn đem cái này hạt châu màu trắng thu vào, tại Miêu Miêu trên thân đứng dậy. Còn kịp. 9 tầng kết giới còn không có phá đâu. Miêu Miêu tầm mắt,
đã xuất hiện một cái cự đại kết giới, bao phủ tại Thái Cực Phong trên hồ hư không. Đến mức đến cùng có mấy trọng, tạm thời khẳng định thấy không rõ lắm. Ngay tại Miêu Miêu lời nói âm vừa hạ xuống xong. Ông! Nó trong mắt kết giới, tại chỗ nổ tung. Phanh phanh phanh! Một cái không đề phòng Thái Cực Phong hồ, triệt để xuất hiện tại mặt đất bao la phía trên. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh bọn họ đều ngây dại. Làm sao có thể sẽ phá? Đối phương không có quân đội, không có thi khôi a. Hiện tại khó có thể tin, căn bản vô dụng. Lý Thiên Mệnh mang theo lớn nhất tin tức trọng yếu trở về. Hắn để Miêu Miêu trở lại cộng sinh không gian, trực tiếp triển khai Thiên Chi Dực vọt xuống dưới. Chờ ta! Thiên Chi Dực chấn động ở giữa, Lý Thiên Mệnh giống như một đạo sao băng, va vào Thái Cực Phong hồ trên không. Tâm tình của hắn khẩn cấp, dùng trộm Thiên Chi nhãn quét ngang, cơ hồ liền có thể đem trạng huống trước mắt, nhìn ra một thứ đại khái. 9 tầng kết giới phá, tứ đại tông môn khẩn cấp thu hồi Hiên Viên Hồ, Quỷ Tông đuổi đến hung hăng. Thái Cực Phong trong hồ, trước đây tụ tập hơn 100 triệu bách tính, không có địch nhân nhằm vào, đã bắt đầu chạy. Cái này mang ý nghĩa, đến đón lấy Cửu Long bàn thần kết giới, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. 9 tầng kết giới làm sao lại, bị phá đến nhẹ nhàng như vậy. Dựa theo Lý Thiên Mệnh tính ra, tối thiểu chống đỡ nửa tháng, vấn đề cũng không lớn. Thậm chí có thể phản sát ngũ đại thần vực, để bọn hắn đã đi là không thể trở về. Hiện tại truy cứu nguyên do, căn bản không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về Hiên Viên Hồ phương hướng phóng đi. Tất cả mọi người đang đuổi hướng, Cửu Long bàn thần kết giới. Một đường lên cuồng phong gào thét. Ngẩng đầu nhìn lên, đầu mùa xuân hoàng hôn, bắc phong vù vù, luồng khí lạnh xuôi nam, băng lãnh thấu xương. Sợ là lại muốn tuyết rơi. Thần Tông, cuối cùng vẫn là không có ở tháng 3, chờ đến băng tuyết tan rã. Lý Thiên Mệnh, hắn chả không có chạy bao xa, mặt bên một đám người thấy được hắn, nhất thời, có khá hơn chút cường giả, hướng về hắn phong tỏa mà đến. Bắt hắn lại, tối thiểu có hơn 40 tam nguyên kiếp lão bao vây quanh, đằng sau còn mấy ngàn nhị nguyên kiếp lão. Bởi vì phát hiện Lý Thiên Mệnh động tính, một đám khoảng chừng hơn 200.000 đại quân kiếp lão, thay đổi phương hướng, khống chế lấy bọn hắn cộng sinh thú, đem Lý Thiên Mệnh vây quanh đến nước chảy không lọt. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một người mặc lửa trường bào màu đỏ trung niên nam tử. Hắn tức giận diễm phách lối nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, trực tiếp hạ lệnh, giết hắn. Ông! Vô số người đè lên. Dừng tay! Bỗng nhiên, có người sau lưng nhẹ nhàng vừa quát. Nàng uy nghiêm, thì phủ lên Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương. Người nói chuyện, tự nhiên là Lý Thải Vi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, liền thấy được nàng cái kia thon dài yêu nhiêu thân thể mềm mại. Bị một đám kiếp lão chen chúc, bá khí mười phần, như là tuyệt thế nữ hoàng, một đôi phấn mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp đè lên. Không sai, đây là ngũ đại thần vực bên trong, ngoại trừ Quỷ Tông bên ngoài, lớn nhất một đám cường giả, đến từ Âm Dương Ma Tông. Thái Âm Tông chủ, nhanh ép buộc hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi. Trong tay chúng ta, nếu là có cái này Lý Thiên Mệnh làm con tin, tuyệt đối có càng lớn quyền chủ động. Tranh thủ càng nhiều địa bàn. Tần Phong Dương giống to. Tại hắn cổ động phía dưới, rất nhiều Âm Dương Ma Tông cường giả, đều là ý nghĩ này. Ta tiến cái kia ngũ sắc tinh thần bên trong. Tình huống khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề. Trên tay hắn dẫn theo quỷ thần thái tử đầu, thả ở trước mắt, nói, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Một người thủ cấp, thế nào? Lý Thải Vi thản nhiên nói, khác dở trò gian. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cái này là quỷ thần nhất tộc, cũng chính là địa ngục nhất tộc. Bọn họ hô người này vì thái tử, ta chém giết hắn, trốn thoát. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nhiệt liệt, nói, Lý Thải Vi, Cửu Cung Quỷ Tông là quỷ thần dư nghiệt, mục đích của bọn hắn là đánh nát Hiên Viên Đại Đế thần thể, đánh vỡ ngũ sắc tinh thần phong cấm kết giới. Ngôi sao này gọi là 9 tầng địa ngục, bên trong có vô số quỷ thần nhất tộc, đang thức tỉnh. Chờ đợi buông xuống nhân gian. Đoạn văn này nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó, bạo phát ra xôn xao cười to. Âm Dương Ma Tông mỗi người, đều cơ hồ cười đến gãy lưng rồi. Tùy tiện cầm cái đầu người, bôi cái nhan sắc, liền nói là quỷ thần nhất tộc. Cái này tiểu hài tử, làm chúng ta là con lừa sao? Tần Phong Dương bị chọc cho cười đến gãy lưng rồi. Chỉ có Lý Thải Vi, lấy nghiêm túc ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh.
Ta biết lấy ngươi thông minh tài trí, sẽ biết cái gì là chân tướng, ta không có thời gian, chính mình nhìn rõ ràng đi. Lý Thiên Mệnh thân thủ, trực tiếp tại tu di giới chỉ bên trong, ném ra vô số cỗ cao 3-4 mét thi thể, toàn bộ đều là quỷ thần nhất tộc. Những thứ này phổ thông quỷ thần nhất tộc, tướng mạo cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, mà lại cũng không phải thú loại. Bọn họ có lục huyết, lam huyết, thân phận rất tốt phân biệt. Chỉ cần đối trải qua sự ghi chép, một chút có như vậy một chút trải qua người, đều có thể nhìn ra, Lý Thiên Mệnh ném ra cái này mười mấy bộ thi thể, bọn họ rốt cuộc là thứ gì. Lý Thiên Mệnh đã sớm đoán trước, sẽ không có người tin tưởng mình nói lời. Chứng cứ trọng yếu nhất. Cho nên, hắn tại 9 tầng địa ngục, một bên giết người, chỉ cần có cơ hội, liền đem thi thể thu lại. Ta hỏi các ngươi, hiện tại tin hay không? Làm âm dương ma tông người, nhìn đến trước mắt những thứ này kinh khủng thi thể, bày ở trước mặt mình thời điểm, bọn họ cười vang im bặt mà dừng. Mỗi người sắc mặt, cơ hồ đều cứng ngắc lại. Ngốc trệ, đều không cách nào hình dung tâm tình của bọn hắn. Sau đó thì là hít một hơi lãnh khí. Quỷ tông chỉ cần cầm tới chìa khóa, đánh phá thần thể, 20 vạn năm trước, nô dịch nhân tộc quỷ thần, liền sẽ buông xuống nhân gian. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Lý Thải Vi, gần từng chữ một, ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm sao lựa chọn? Là thân thủ đem chọn cái Viêm Hoàng Đại Lục, đưa cho quỷ thần nhất tộc, sau đó mang theo âm dương thần vực ức vạn chúng sinh, làm quỷ thần nhất tộc xúc sinh, vẫn là cùng ta dừng cương trước bờ vực, làm một người, việc. Lý Thải Vi cái kia phấn sắc đôi mắt, ngơ ngác nhìn hắn rất lâu. Nhanh điểm, khác lãng phí thời gian, Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Lý Thải Vi nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, nàng giơ tay lên, lấy thanh âm run rẩy đối tất cả mọi người nói. Các vị, ta đối trên trời cái này bỗng nhiên buông xuống tinh thần, sớm đã có hoài nghi, tại thiên tinh cảnh thời điểm, quỷ tông mục đích không thuần, phá vỡ cái này tinh thần phía trên đệ nhất trọng kết giới. Hiện tại, chân tướng rõ ràng. Ta muốn nói, mọi người mỗi người, đều có thể chiếu một soi gương, nhìn một chút mặt mũi của mình, chúng ta đến cùng thuộc về người nào. Chúng ta muốn đoạt về Thái Cực Phong Hồ, chúng ta muốn tranh bá thiên hạ, những thứ này đều không gì đáng trách. Nhưng là làm một cái người sống sờ sờ, chúng ta nếu như bị quỷ thần sử dụng, thân thủ đưa ức vạn đồng bào đi chết, vậy chúng ta nhưng là chân chính xúc sinh. Cho nên, chúng ta nên làm như thế nào, cần ta Lý Thải Vi, cho mọi người đáp án sao? Nàng hỏi lần tất cả mọi người. Tin tức này, thực sự quá kinh bạo. Trước đây nghe được suy đoán này, rất nhiều người còn đang cười nhạo. Nhưng bây giờ, cái kia quỷ thần nhất tộc thi thể, bày ở trước mặt, chứng cứ vô cùng xác thực a. Tông chủ, ta, chúng ta, phải có làm người lương tâm a. Chúng ta thân vì nhân tộc, đấu tranh nội bộ không quan hệ, nhưng là quỷ thần muốn là tái nhập, người nào đều không có đường sống. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, đây là trăm vạn năm ác mộng a. Tông chủ, nhất định phải lập tức ngăn cản quỷ tông. Lập tức. Theo có người tỏ thái độ bắt đầu, toàn bộ âm dương ma tông cấp tốc thống nhất ý kiến. Liên Tần Phong Dương, đều mang theo một cái quỷ thần thi thể, không rời mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Làm tất cả mọi người làm ra quyết định thời điểm, hắn cũng nhịn không được nói một câu, đúng, đây là đại sự. So với chúng ta nhân tộc sinh tử tồn vong, một cái Thái Cực Phong Hồ, đáng là gì? Trái phải rõ ràng trước mặt, tất cả mọi người là đồng bào, không có cái gì ân oán. Đây hết thảy, để Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Hắn liền sợ trong những người này đấu, giết đỏ cả mắt, liền quỷ thần nhất tộc đều không muốn quản. Tối thiểu nhất, Lý Thải Vi tuy nhiên cùng hắn trận doanh khác biệt, nhưng gia hỏa này một mực rất cẩn thận. Trước mắt toàn bộ ma tông cường giả, cơ hồ đều không chiến đấu qua dấu vết, có thể gặp bọn họ cũng không có tiến công 9 tầng kết giới. Tại Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú bên trong, Lý Thải Vi sau cùng tuyên bố. Nghe ta hiệu lệnh. Tất cả nhân mã phía trên, bảo hộ thần tông. Vâng. Bá khí, Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Nàng tóc dài phấn khởi, khí chàng nổ tung, làm việc quả quyết nhanh chóng quyết đoán, trách không được ma tông nhiều người như vậy, đều khăng khăng một mực theo nàng. Đi, nàng chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Ma tông mở đường. Lý Thiên Mệnh thiên chi dực chấn động, cùng Lý Thải Vi cùng một chỗ, mang theo hơn 200.000 ma tông cường giả, hướng về Hiên Viên Hồ phương hướng phóng đi. Lần này tính người có lương tâm, trước kia ân oán, ta không cùng người so đo. Lý Thiên Mệnh nói, người đừng cao hứng quá sớm, các loại quỷ thần sự tình qua đi, chúng ta Thái Cực Phong Hồ, còn muốn đoạt lại tới.
Lý Thải Vi lườm hắn một cái, có thể nói là phong tình vạn trùng. Không có vấn đề, chúng ta trước tiên làm quân tử, các loại đại sự xong, tùy tiện ngươi làm tiểu nhân. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi mới nhỏ người, miệng còn hôi sữa xú tiểu tử. Lý Thải Vi chửi mắng một câu, song mắt nhìn về phía trước, khí tức chập trùng, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đúng rồi, 9 tầng địa ngục làm sao lại phá? Lý Thiên Mệnh hỏi. Các ngươi Nhân Nguyên Tông chủ trưởng khống kết giới hạch, chính mình đem kết giới hủy. Lý Thải Vi thản nhiên nói. Kiếm vô ý, hắn tại sao có thể có tật xấu này? Ngươi nói là Phương Thái Thanh ta đều tin a? Lý Thiên Mệnh khó có thể tin nói. Chi tiết ta không rõ ràng, nhưng nghe nói Thái Ất kiếm tộc, đang cùng lục đạo thần vực tụ hợp, đoán chừng là kiếm vô ý cùng Phong Thanh Ngục, muốn kiếm tộc gây dựng lại, cùng Quỷ Tông chia cắt thiên hạ. Bất quá, hiện tại tình thế đại biến, Phong Thanh Ngục cùng kiếm vô ý, đoán chừng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lý Thải Vi nói, hy vọng Phong Thanh Ngục có thể thanh tỉnh một chút đi. Mặt khác, Phương Thái Thanh đâu? Lý Thiên Mệnh tâm lý có dự cảm bất tường. Như thế thế yếu, người này sẽ an phận thủ thường. Nghe nói, hắn mang theo 80.000 Thái Thanh Phương thị kiếp lão, cũng không quay đầu lại, trực tiếp chạy. Chúng ta có người đang giám thị vị trí của bọn hắn, đang chờ nơi này tranh phong kết thúc, đi diệt bọn hắn bọn này phản tặc đâu. Nói lên Phương Thái Thanh người này, Lý Thải Vi thì chán ghét, tức giận. Mà nó, cái này lão cẩu tặc, thật không thể đánh giá cao. Ba đại tông chủ, một cái phản bội chạy trốn một cái chạy trốn, trách không được thần tông rơi vào như thế hiểm cảnh. Hiên Viên tông chủ cùng Âu Dương kiếm vương, cần phải đều tại Hiên Viên hồ, ta mang ma tông 200.000 cường giả trợ giúp, hẳn là có thể tiêu trừ nguy cơ. Phía dưới thì nhìn, Phong Thanh Mục, Độc Cô Tấn, trưởng tôn thần khung bọn người, như thế nào chỗ đứng. Thái cực phong hồ đông phương. Sau cùng tứ trọng kết giới một phá, hai đại kiếm tộc đội ngũ, cứ như vậy đụng vào nhau. Lục đạo kiếm tông có 180.000 cường giả, trong đó tối thiểu có 100.000 là Thái A kiếm tộc. Bây giờ có hơn 40.000 Thái Ất kiếm tộc sinh tử kiếp cảnh, tại bọn họ tam nguyên kiếp lão chỉ huy dưới, đi tới Phong Thanh Ngục trước mắt. Hoan nghênh, kiếm tộc gây dựng lại. Kiếm tông người, sớm liền biết được chi tiết. Kiếm vô ý phản nghịch thần tông, làm vì bản tộc, lại để xuống tư thái cùng Thái A kiếm tộc dung hợp, đã được đến tôn trọng của bọn hắn. Sau đó, kiếm tông lại lần nữa lớn mạnh. Có Phong Thanh Ngục, kiếm vô ý hai đại cường giả. Còn có hơn 40.000 Thái Ất kiếm tộc thêm vào, luận chỉnh thể thực lực, đã vượt qua Âm Dương Ma Tông. Hết thảy giống như Phong Thanh Ngục lường trước như thế. Hắn căn bản không nghĩ đánh nữa. Tụ hợp Thái Ất kiếm tộc về sau, các loại kiếm vô ý mang theo Ngộ kiếm thạch trở về, hắn liền chuẩn bị trực tiếp rút đi, tọa sơn quan hổ đấu. Bất quá! Bởi vì đại đa số Thái Ất kiếm tộc, cũng không biết kiếm vô ý dự định. Cho nên, ngoại trừ tam nguyên kiếp lão bên ngoài, những người khác nhìn thấy kiếm tông, trực tiếp sắc mặt đại biến. Có ý tứ gì? Kiếm tộc gây dựng lại, Thái A kiếm tộc là phản tặc A. Đây là muốn làm gì? Để cho chúng ta dung nhập bọn họ. Ông trời của ta, các ngươi quên tổ tông răn dạy sao? Bọn họ nói, là chúng ta tộc vương kiếm vô ý, tự hủy kết giới. Cái này chẳng lẽ là thật? Tộc vương điên rồi đi. Thái Ất kiếm tộc bên này, tại chỗ đại loạn. Bọn họ phẫn nộ, mờ mịt. Đại đa số người, căn bản không muốn tới gần Thái A kiếm tộc. Các vị, nghe ta nói, một hồi tộc vương đi ra, sẽ cùng mọi người giải thích rõ ràng. Kiếm tộc các huynh đệ tỉ muội, mời mọi người không muốn tại cố thủ thành kiến, đây là chúng ta kiếm tộc xưng bá thiên hạ cơ hội tốt nhất. Để xuống thành kiến. Chúng ta mới có thể trèo lên đỉnh Viêm Hoàng Đại Lục. Tam nguyên kiếp lão nhóm vội vàng giải thích. Xưng bá thiên hạ, người nào tới làm vương? Kiếm tộc là họ kiếm, vẫn là họ phong. Kiếm vô ý đâu, để hắn đứng ra, cho một cái công đạo. Trong tộc có rất nhiều nhị nguyên kiếp lão, là 4-500 tuổi lão nhân. Kiếm vô ý đều là bọn họ hậu bối. Bọn họ quả thực khí đến sắc mặt trắng bệch, tại chỗ thổ huyết. Kiếm vô ý. Hắn đây là đại nghịch bất đạo, bán tộc cầu vinh. Hắn ắt gặp trời phạt, chúng ta Thái Ất kiếm tộc 200.000 năm tổ tiên, tất nhiên đâm đoạn sống lưng của hắn xương. Trận này hỗn loạn, chửi rủa, vừa rồi nhiệt tình vạn trượng Thái A kiếm tộc, hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Nhiệt tình của bọn hắn, như là bị nước lạnh dội tắt. Tuy nhiên Thái Ất kiếm tộc bên trong, chửi rủa cũng không có nhiều người, nhưng là làm vì bản tộc, bọn họ ánh mắt bên trong đối Thái A kiếm tộc oán hận.
miệt thị, xem thường, vẫn tồn tại. Đây hết thảy, so Phong Thanh Ngục trong tưởng tượng, còn muốn cho nhân nạn thụ. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại có chút tàn khốc. Các vị, nghe ta một câu, mọi người theo ta cùng một chỗ, tiếp kiếm vô ý trở về. Đến lúc đó, chúng ta hai cái, sẽ cho tất cả mọi người rõ ràng bàn giao. Phong Thanh Ngục để xuống tư thái, lấy vô cùng giọng thành khẩn, cùng Thái Ất Kiếm tộc mọi người nói. Cút, cút, có người cúi đầu, có người chửi rủa. Phong Thanh Ngục sắc mặt, dần dần băng hàn xuống dưới. 9 tầng kết giới đã phá, tất cả mọi người hướng Hiên Viên Hồ phương hướng mà đi, không biết hắn lấy được Ngộ Kiếm Thạch không có. Phong Thanh Ngục trầm ngâm một lát, sau đó nói. Tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ, thẳng hướng Hiên Viên Hồ, hộ tống kiếm vô ý đi ra. Các vị mời tin tưởng, ta cùng kiếm vô ý, nhất định sẽ cho mọi người bàn giao. Thái Ất Kiếm tộc Tam Nguyên Kiếp Lão, thì còn tại tận tình khuyên bảo thuyết phục. Các vị, thanh tỉnh một chút a, chúng ta phản bội thần tông, đây là một sự thật, thần tông đã không có khả năng dung hạ được chúng ta. Sau ngày hôm nay, thần tông tất nhiên diệt vong, chúng ta làm gì lại vì bọn họ hiệu lực? Kiếm tộc có thể làm chủ nhân của mình. Thái Ất Kiếm tộc bên trong, những cái kia phản kháng người tập hợp một chỗ. Bọn họ cũng đều biết, phản bội là một sự thật. Tâm lý lại khó mà tiếp nhận, sự tình đều phát sinh. Tìm kiếm vô ý, để chính hắn tới nói. Cứ như vậy, kiếm tộc hơn 200.000 đại quân cũng không có rời đi, mà chính là hướng về Hiên Viên Hồ trùng trùng điệp điệp mà đi. Thái Cực Phong Hồ phía Bắc. Một tòa băng tuyết ngập trời núi hoang bên trong. Một đám 80.000 người cường giả, đứng lặng ở chỗ này. Trên trời đã hạ mưa lâm thâm, chẳng mấy chốc sẽ chuyển thành tuyết hoa. Ẩm ướt, âm lãnh. Mỗi người bọn họ đều mờ mịt ngây người tại cái này trong thiên địa. Tộc vương, hắn thế nào? Tất cả mọi người nhìn lấy trên núi cao, cái kia người mặc ngọn lửa màu xanh trường bào nam tử. Hắn đem, Loan vương, chôn về sau, thì cùng còn lại ba cái cộng sinh thú, giống như tại tu luyện. Lúc này còn tại tu luyện. Chúng ta không tiếp tục chạy a. Nơi này khoảng cách chiến trường cũng không xa. Thái Thanh Phương thì cái này 80.000 người, hai bên tứ phương, tâm tình hỗn loạn. Lại nói, chúng ta lâm trận bỏ chạy, thật đúng không? Đoán chừng lại muốn bị thiên hạ chế nhạo. Ngươi tính là gì, ngươi không có nghe nói sao? Chúng ta tộc vương mẫu thân, thị thần điện chủ, cũng bởi vì gây tôn thần không vui, liền bị tôn thần giết chết. Đúng vậy a, tôn thần là thái cổ hiên viên thị thần, nàng trong lòng căn bản không có chúng ta. Chúng ta vì nàng bán mạng, ai biết sau khi thắng lợi, nàng có thể hay không đem chúng ta Thái Thanh Phương thị đều giết. Dù sao, chúng ta so hậu duệ của nàng còn mạnh hơn. Chúng ta đây là công cao chấn chủ. Thị thần điện chủ quá đáng thương, nàng vi tôn thần dâng hiến cả đời a. Ai? Bọn họ dựa thật sát vào cùng một chỗ, những lời thề kia, cảm động mỗi người. Không có ai biết lang thang là tư vị gì. Bọn họ biết. Kỳ thật ta có thể hiểu được tộc vương, hắn cẩn trọng, vì thần tông vất vả, lại đổi lấy mẫu thân cùng nhi tử, đều bị hiên viên thị hại chết kết cục. Đổi lại là ta cũng muốn phản. Mọi người nghe cho kỹ, đối toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục tới nói, chúng ta Thái Thanh Phương thị không tính cường thịnh, bây giờ chúng ta thoát ly thần tông, mọi người càng phải đoàn kết, càng phải chống đỡ tộc vương. Tin tưởng tộc vương, nhất định có thể chỉ huy chúng ta toàn tộc, đi ra chân chính nghịch thiên chi lộ. Chúng ta sẽ có một cái, thuộc tại chính chúng ta nhà, không lại lang thang, không tiếp tục để người xem thường. Đúng, chúng ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Muốn làm cho tất cả mọi người, tránh thức để mắt chúng ta. Bọn họ đổi nguyên một đám mái hiên, chưa từng có nhà của mình. Dù là tại thần tông quật khởi, chống lên thần tông đại lương, tôn thần về đến về sau, thái cổ thần vực thuộc về hiên viên thị, sự thật này, không người có thể thay đổi. Kết quả là, vẫn là ăn nhờ ở đậu. Một lát sau, mưa lạnh đổi thành tiểu tuyết, trời đông giá rét. Bọn họ phượng hoàng nhất tộc, tất cả mọi người chăm chú dựa vào nhau. Lịch sử, số mệnh, khuất nhục, miệt thị, hết thảy tất cả, hội tụ ở trong lòng, để bọn hắn ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Từ nay về sau, chỉ dựa vào chính chúng ta. Rất nhiều người, ở đây lập xuống lời thề. Ở trước đám người mặt, Nguyên Hoàng quân thần soái Phương Thần Vũ, còn có Phương Vũ Tình, ngay tại tuyết sơn trên sườn núi. Ánh mắt của bọn hắn, đều nhìn cái kia ở trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng nam nhân. Hắn toàn thân đều là thanh sắc liệt hỏa. Ngọn lửa kia tại băng tuyết bên trong, thiêu đến hừng hực.
Hắn tại 11 tầng tử kiếp, khá hơn chút năm a. Phương Thần Vũ hỏi. Đúng, đã từng hắn thỏa thuê mãn nguyện, cho là mình rất nhanh liền có thể đột phá, kết quả tại tử kiếp bên trong, vô tận giãy giụa, đã từng hăng hái ra hỏa, tự nhận là rất nhanh là có thể đuổi kịp Phong Thanh Mục, cùng hắn tại tầng 12 sinh kiếp đặt song song, theo thời gian trôi qua, một mực đột phá vô vọng, ý chí thì càng ngày càng sa sút. Phương Vũ Tình ánh mắt ôn nhu, đau lòng nhìn lấy trên núi, cái kia một đoàn thiêu đốt liệt hỏa. Nhớ ngày đó, tộc Phương cũng là nhiệt huyết thiếu niên a. Phương Thần Vũ lắc đầu cười nói. Hắn theo không cho rằng, chính mình so Phong Thanh Mục kém, cũng là nhỏ mười mấy tuổi. Phương Vũ Tình nói. Nàng không có duyên phận, lên làm thê tử của hắn, lại là người hiểu rõ hắn nhất. Sinh tử kiếp cảnh, quá mức khủng bố, 11 tầng tử kiếp chuyển kiếp độ khó khăn, gần với tầng 12 tử kiếp nghịch thiên thành thần. Hắn vì thế nỗ lực nhiều lắm, Phương Thần Vũ nói. Đúng vậy a, cho nên, người phải biết, hôm nay hắn lại bị Khương Vô Tâm cái này một người trẻ tuổi nghiền ép, tâm lý đã kích đến cơ sở lớn bao nhiêu. Thậm chí, đã từng bại tướng dưới tay Độc Cô Tấn, đều vượt qua hắn. Hắn là muốn đương thiên hạ đệ nhất người a. Phương Vũ Tình lúc nói chuyện, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Tộc Phương rất nỗ lực, hết thảy đều sẽ đáng giá. Hắn muốn tu luyện, chúng ta toàn tộc 80.000 người, cùng nhau chờ hắn. Có thể vì hắn, xuất sinh nhập tử. Phương Thần Vũ nói. Hắn người này, có thể nói hắn vì tư lợi, nói hắn vô tình, nhưng là đối tộc nhân mình, hắn thật là móc tim móc phổi. Phương Vũ Tình nói. Đương nhiên, bằng không, chúng ta như thế nào lại cam tâm tình nguyện, cho hắn bán mạng. Phương Thần Vũ cảm khái nói. Nếu là không yêu quý tộc nhân, lại thế nào tại tao ngộ thời điểm nguy hiểm, quả quyết bội phản thần tông. Kỳ thật, chúng ta thật không có cách. Tiểu tộc quả dân, chịu không được sinh tử khảo nghiệm, chỉ có thể ở trong khe hẹp, chịu nhục sinh tồn. Hắn làm ra hết thảy, đều rất khó. Phương Vũ Tình nói. Chỉ mong lần này về sau, chúng ta Thái Thanh Phương Thị, sẽ có một cái tốt kết cục. Phương Thần Vũ nói. Nhìn hắn. Phương Vũ Tình nhắm mắt lại, hướng thương trời cầu nguyện. Đúng vào lúc này. Ông. Tuyết phía trên, đột nhiên liệt hỏa lăn lộn. Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Đỉnh núi kia phía trên một nói ngọn lửa màu xanh, cất cao hơn ngàn mét, xông lên mây xanh, trực tiếp đốt tới vân vụ. Từng tiếng bén nhọn phượng hoàng minh chim vang lên, ba cái hừng hực hỏa diễm phượng hoàng, nương theo lấy một cái thanh y trung niên nhân, ở trên trời trong mây gào thét, bay tán loạn. Thương thiên không phụ ta. Một tiếng vui sướng cười to, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Đó là Phương Thái Thanh thanh âm. Hắn rốt cục, bước vào một bước cuối cùng. Phương Vũ Tình nước mắt tràn mi mà ra, sắc mặt đã cuồng hỉ. Đúng vậy a, quá khó khăn, quá khó khăn, thương thiên không có cô phụ hắn. Thiếu một chỉ cộng sinh thú, lại cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tầng 12 sinh kiếp, tối thiểu nhất, cùng Phong Thanh Mục cảnh giới giống nhau a. Phương Thần Vũ ánh mắt hừng hực, thoải mái cười to. Tầng 12 sinh kiếp, là an toàn nhất, không thể so với tầng 12 tử kiếp yếu bao nhiêu. Chỉ cần không tiến tử kiếp, hắn tối thiểu còn có thể sống 300 năm, không giống địa tạng bà xa hai cái lão quỷ, không có mấy cái thiên mệnh, coi như cái kia Độc Cô Tấn, tiến vào một bước cuối cùng, hắn hoặc là cũng là thành thần, hoặc là cũng là chết. Không tiến tử kiếp càng tốt hơn, Phương Vũ Tình mang theo nước mắt cười to. Nàng quá kích động, quá trấn an. Nhìn tận mắt một người trung niên nam nhân, rốt cục hoàn thành giấc mộng của hắn, làm yên lặng làm bạn ở bên cạnh hắn 200 năm nữ nhân. Nàng chỗ cảm nhận được vui sướng, vượt qua hết thảy. Nàng không cách nào khống chế nước mắt. 80.000 Thái Thanh Phương Thị, rất nhanh liền biết, đã xảy ra chuyện gì. Chúc mừng tộc Phương. Tiếng cười cười nói, một chút dọn sạch trước đây mù mịt. Thái Thanh Phương Thị liệt hỏa, tại cái này băng tuyết bên trong, cháy hừng hực. Tuyết động không có hòa tan, bọn họ lấy nóng rực chi tâm, để băng tuyết tan rã. Mọi người đều biết. Phương Thái Thanh lần này đột phá, cùng kiếm vô ý căn bản khác biệt. Kiếm vô ý là đã sớm có thể đi vào, 11 tầng tử kiếp, nhưng là hắn cố ý kẹp lấy không tiến, cùng Phong Thanh Mục tầng 12 tử kiếp, là một cái đạo lý. Nhưng, Phương Thái Thanh, đây là do tử chuyển sinh. Đây mới thật sự là trọng áp phía dưới đột phá. Đây là sau cùng nhất trọng sinh kiếp, cũng là lớn nhất bàng bạc sinh cơ. Tất cả mọi người ngẩng đầu, lấy nóng rực ánh mắt. Nhìn lấy thương thiên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới,
cái kia một người mặc ngọn lửa màu xanh phượng hoàng bào nam tử, từ trên trời giáng xuống, nếu như chân thần. Áo quần hắn phần phật, hai mắt đốt cháy, mái tóc dài của hắn tuy nhiên chỉ còn lại có ba loại nhan sắc, nhưng lại càng thêm chói lọi. Không hề nghi ngờ, mặt mũi của hắn biến đến càng thêm căng đầy, thân thể càng hùng tráng, tuổi trẻ khí huyết đập vào mặt, xem ra so Phong Thanh Mục, đều muốn trẻ tuổi hơn. Có thể nói, theo 11 tầng tử kiếp, đến tầng 12 sinh kiếp, là trừ thành thần bên ngoài, thuế biến lớn nhất một lần đột phá. Trèo lên đỉnh 12, mới mang ý nghĩa có thành tựu thần hy vọng. Mọi người đều biết, hai vị quỷ vương đã thành thần vô vọng, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Như vậy trong tương lai, Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, chân chính có khả năng thành thần nhân, không tính Khương Phi Linh cùng Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ có Độc Cô Tẫn, Phong Thanh Mục, lại thêm hắn Phương Thái Thanh. Đến mức Khương Vô Tâm, hắn cảnh giới tạm thời quá thấp, chỉ dựa vào nhục thân, cái kia nhưng không cách nào thành thần. Hắn mặc kệ lại thế nào ăn, đều sẽ kẹt chết tại hiện tại cường độ. Chúc mừng Tộc Phương, thành cho chúng ta Thái Thanh Phương Thị trong lịch sử, cái thứ nhất tầng 12 sinh tử kiếp cảnh. Không sai, là cái thứ nhất. Thái Thanh Phương Thị một đường quật khởi, phát triển đến bây giờ quy mô, vẫn luôn tại mạnh lên. Phương Thái Thanh vượt qua một bước cuối cùng, đã là trong tộc đỉnh phong. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Phương Thái Thanh rơi xuống, rơi vào trước mắt mọi người. Liền chính hắn, đều lệ nóng doanh tròng. Vũ Tình. Hắn duỗi ra hai tay. Bọn họ không trẻ. Phương Thái Thanh từng có thê tử, Tuế Nguyệt Vô Tình, nàng cũng đi. Mà bây giờ, hắn tại dạng này cả tộc chúc mừng thời khắc, ôm một cái Phương Vũ Tình. Tất cả mọi người mang theo nước mắt. Các vị. Phương Thái Thanh mặt hướng mọi người, sau đó, thật sâu bái. Cảm tạ mọi người, nguyện ý đến chết cũng không đổi đi theo ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại để chư quân thất vọng. Tiểu tuyết bay tán loạn, nhưng cũng ngăn không được bọn họ nhiệt hỏa. Tộc Phương, nói cho chúng ta biết, chúng ta nên đi nơi nào. Phương Thần Vũ lớn tiếng nói. Giết hồi mã thương, về Thái Cực Phong Hồ. Vì thần tông mà chiến. Không. Phương Thái Thanh hai mắt hỏa diễm thiêu đốt, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Cực Phong Hồ. Hắn không cam tâm a, cứ như vậy như chó một dạng, bò ra ngoài Thái Cực Phong Hồ. Địa Tạng Quỷ Vương cái kia mỉa mai, chế giễu, một câu kia ba họ ra nô, đó là vào trái tim gai độc, sao có thể quên. Tầng 12 sinh kiếp, thành thần có hy vọng. Hắn đang suy nghĩ, Giang Sơn là ai, đều còn chưa phân hiểu, nói không chừng, thì đến phiên ta đây. Phương Thái Thanh, thương chỉ Thái Cực Phong Hồ, lớn tiếng nói. Xem bọn hắn ngao cỏ đánh nhau, vì chính chúng ta mà chiến. Hiên Viên Hồ, Cửu Long Bàn Thần kết giới, đang ở trước mắt. Lý Thiên Mệnh, Lý Thải Vi, mang theo hơn 200.000 ma tông cường giả, trực tiếp đứng tại bên ngoài kết giới. Ma tông tới. Phân một nhóm người đến phía nam, nhanh. Lâm Quân Thiên, người dẫn người tới. Cửu Long Bàn Thần trong kết giới, hoàn toàn đại loạn. Lúc này thời điểm, tứ đại tông môn còn tại khẩn cấp thu về, thiếu đi Thái Thanh Phương Thị cùng Thái Ất Kiếm Tộc, hiện tại bọn hắn liên minh cường giả, cộng lại không tới 400.000. Trong đó có 4/5, mượn nhờ sau cùng tứ trọng kết giới dáng chống đỡ, đã lui về Cửu Long Bàn Thần kết giới, kết thành phương trận chuẩn bị nghênh địch. Trước mắt có một đoàn quỷ tông cường giả, đã theo tới Hiên Viên Hồ, cùng lui giữ tứ đại tông môn chém giết. Chỉ là quỷ tông cường giả, đều có hơn 400.000 người, muốn không phải trước đây có đại bộ phận quỷ tông, đều bị kết giới ngăn cản, lúc này thời điểm toàn bộ tới, Hiên Viên Hồ áp lực rất lớn. Trước lúc này, Ma Tông, Kiếm Tông, Hải Tông, Thiên Tông đều còn chưa tới, Hiên Viên Hồ tạm thời còn có thể chống đỡ. Nhưng là, hiện tại Hiên Viên Hồ bên trong, còn có một cái kinh khủng cỗ máy giết chóc. Cái kia chính là Khương Vô Tâm. Một mình hắn tại, cơ hồ đều hấp dẫn Cửu Long Bàn Thần kết giới toàn bộ hỏa lực, Hiên Viên Đạo đang tay cầm Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích, cùng hắn giết đến long trời lỡ đất. Rầm rầm rầm, kết giới bên trong chấn thiên động địa. Hiên Viên Đạo liên tục lùi về phía sau, hắn là thuần dựa vào kết giới mới chống được Khương Vô Tâm. Muốn không phải Khương Vô Tâm, chỉ muốn giết hắn chiếm lấy chìa khóa, những người khác nguy hiểm. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Ma Tông đại quân đến đây, để Hiên Viên Hồ họa vô đơn chí. Tại trong kết giới cường giả khẩn cấp điều động tình huống dưới, một cái thiếu niên tóc trắng, đột nhiên xuất hiện tại kết giới trước đó. Tông chủ, sự tình có biến, ta tra ra ngũ sắc tinh thần bí mật.
Hiện tại ma tông cùng chúng ta đồng minh, không dùng đề phòng, để bọn hắn tiến kết giới. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Lý Thải Vi, ngươi đừng có dùng thủ đoạn này gạt ta. Bát quái tâm tông Lâm Quân Thiên ngăn cản tại trước, âm thanh lạnh lùng nói. Ta ở chỗ này đây. Lâm Quân Thiên vừa dứt lời dưới, Lý Thải Vi xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bên người. Lâm tông chủ, là ta, mời xem. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy ra chiêu bài của hắn Đông Hoàng Kiếm, cùng lúc đó, hắn cộng sinh thú huỳnh hỏa, miêu miêu xuất hiện. Lý Thải Vi có thể thi triển huyễn ma huyền công, nhưng lại biến không ra cộng sinh thú. Thiên Mệnh, để ma tông đi vào, Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Lâm Quân Thiên, tin tưởng đế tử, nhường đường, Hiên Viên đạo thanh âm, từ phía sau khẩn cấp truyền đến. Hắn tại Khương Vô Tâm trùng sát bên trong, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, sinh tử một đường. Hắn đối Lý Thiên Mệnh tín nhiệm, sinh ra phán đoán, nói thật, cứu được chính hắn. Lâm Quân Thiên tuy nhiên không nghĩ ra, nhưng vẫn là trực tiếp nhường đường. Ma tông hơn 200.000 đại quân trực tiếp vọt vào, quả nhiên cùng bọn hắn cùng một chỗ, bắt đầu kết thành phòng thủ trận hình. Ma tông bằng hữu, chuyện gì xảy ra? Lâm Quân Thiên hỏi. Hãy chờ xem, Lý Thiên Mệnh sẽ cùng các vị giải thích, nói ngắn gọn, quỷ tông có âm mưu kinh thiên, chúng ta ma tông, quyết định thoát ly bọn họ. Thái Dương tông chủ Tần Phong Dương nói. Quỷ thần đại sự, liền ra hỏa này, xem ra đều thuận mắt. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh, Lý Thải Vi xông về Hiên Viên Đạo. Trước khi tới, Lý Thải Vi thì cùng Lý Thiên Mệnh, nói qua Khương Vô Tâm sự tình. Hắn rất có thể không có thần trí, biến thành ma tông trưởng khống máy móc, hiện tại nhiệm vụ cũng là chém giết Hiên Viên Đạo, cướp đi chìa khóa. Ngươi phải biết, hắn đánh bại qua Phương Thái Thanh, hiện tại khắc hiếu kỳ trên người hắn xảy ra chuyện gì, ngăn cản hắn là được rồi. Lý Thải Vi khẩn cấp nói. Lý Thiên Mệnh nhưng trong lòng thì nghi hoặc ngàn vạn. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Lâm Tiêu Tiêu mãnh liệt đột phá coi như xong, đó là thái cổ tà ma đang ăn thiên hồn. Cái này Khương Vô Tâm, dựa vào cái gì đáng sợ đến loại trình độ này. Hắn không có công phu xoắn suýt. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thật mạnh thân thể lực lượng, cái này siêu việt nhân tộc cực hạn A. Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi híp. Loại này nhục thân cường độ, để hắn nhớ tới quỷ thần nhất tộc. Gia hỏa này tám thành cũng là quỷ thần nhất tộc, Lý Thiên Mệnh nói. Thì ra là thế, Lý Thải Vi ở trước mặt hắn, đuổi theo, nàng lườm Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, ngươi tránh ra một bên, nhìn bản cô nương khống chế lại hắn. Ngươi, Lý Thiên Mệnh nhớ đến, cảnh giới của nàng, hẳn là vừa mới tiến 11 tầng tử kiếp hai bên. Dựa theo đạo lý, nàng tuyệt đối khống chế không ngừng Khương Vô Tâm. Bất quá lúc này thời điểm, nàng quần áo phần phật, bay đi, đôi tay nhỏ xoay chuyển ở giữa, vậy mà xuất hiện một mặt kính tròn. Ông, kính tròn mở rộng, đột nhiên xuất hiện tại Khương Vô Tâm trên đỉnh đầu, sau đó tiếp tục mở rộng, ầm vang chìm xuống, vậy mà cùng toàn bộ Hiên Viên Hồ, dung hợp lại cùng nhau. Đây là thần vật. Lý Thiên Mệnh đoán không sai, cái này là ma tông, lưỡng nghi ma thần, lưu lại thần vật, đại mộng tâm kính. Tại trong tầm mắt của hắn, Lý Thải Vi váy dài tung bay, tựa như ảo mộng, rơi vào đại mộng tâm kính trung ương, sau đó, yêu nhiêu nhảy múa. Vô hình ở giữa, còn có uyển chuyển làn điệu, theo nàng uyển chuyển nhảy múa, bắt đầu truyền khắp Hiên Viên Hồ. Hồn này quy hề, đại mộng tâm giới, mở. Từng tiếng uyển chuyển khúc âm, như là thì thầm, vang vọng nội tâm. Cái này thần vật, vậy mà tự mang kết giới, đây cũng là tối đỉnh cấp mê huyễn kết giới A. Lý Thiên Mệnh đoán không sai. Đại mộng tâm kính, không có cách nào dùng để làm binh khí sử dụng. Nó duy nhất hiệu dụng, cũng là đại mộng tâm giới. Thần binh như vậy, có lúc rất yếu, nhưng có lúc, lại rất mạnh. Nếu như hắn không dùng trộm thiên chi nhãn mà nói, có thể nhìn đến, trước mắt cái kia phiên phiên khởi vũ yêu nhiều nữ tử, thân ảnh của nàng không ngừng mê huyễn. Tay kia cổ tay, thon dài lớn lên chân và hông chi, mềm mại đến cùng không có xương cốt giống như. Vừa nháy một cái ánh mắt, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, cái này Hiên Viên Hồ phía trên, giống như nhiều hơn vạn áo trắng mỹ cơ. Nàng tại trên hồ phiêu đãng, ai oán mà mê ly, phảng phất giống như một trận thê mỹ dạ yến. Nhảy đến thật là dễ nhìn, Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Vậy ngươi đi cùng múa thôi. Khương Phi Linh thanh âm, ở bên tai thăm thẳm vang lên. Hiểu lầm, Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái, liền vội vàng xoay người nhìn bên ngoài.
Đúng vào lúc này, giết đỏ cả mắt Quỷ Tông đại quân, còn có Kiếm Tông, Hải Tông, Thiên Tông, mấy chục vạn đại quân, xuất hiện tại Cửu Long bản thần kết giới tiến. Địa Tạng Quỷ Vương, Phong Thanh Ngục, Độc Cô Tấn một vừa hiện thân. Duy chỉ có bà Sa Quỷ Vương, không biết đi chỗ nào. Thời gian đổ về một phút trước. Thiên Nguyên Thần Sơn phía trên, Thiên Nguyên Đỉnh phát ra oanh minh chấn động, vô số thiên kiếp kiếm khí từ trong đó bạo phát đi ra, quay chung quanh thân đỉnh chạy như bay, gào thét tàn phá bừa bãi. Cầu ca, chống đỡ. Âu Dương Kiếm Vương hùng hậu tiếng giống, chấn động thiên địa. Ngày hôm đó nguyên trên đỉnh, đang có một cái lông tóc rối tung đại hoàng cẩu, ngay tại chống cự vượt qua 30 đối thủ, ở trong đó có tam nguyên kiếp lão, cũng có bọn họ cộng sinh thú. Cái này đại hoàng cẩu huyết chiến quần hùng, có thể nói là 10 phần uy vũ, nó cảnh giới vì 10 tầng tử kiếp, trong mắt điểm sao có hơn 800, thậm chí so trước mắt một số đối thủ đều thấp, nhưng nó lại vô cùng thần dũng, gào thét cắn xé, thần thông nổ tung, nanh vuốt phía trên xé rách đại lượng huyết nhục. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến, mi tâm của nó vị trí, xuất hiện một cái thiên nguyên đỉnh, đỉnh văn, đỉnh kia văn là một trong đó, chấn lan ra màu đen gợn sóng, bao phủ đại hoàng cẩu toàn thân, dường như cho nó mặc vào một tầng hộ giáp. Thông qua tầng này hộ giáp, có thể nhìn đến, sau lưng nó thiên nguyên đỉnh, phát ra lần lượt oanh minh chấn động, vô hình ở giữa, có lực lượng khổng lồ tuôn hướng cái kia đại hoàng cẩu, đây chính là tạo thành nó như thế thần dũng nguyên nhân. Nó chính là Âu Dương Kiếm Vương cộng sinh thú, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển. Cái kia thiên nguyên đỉnh ra chỉ tại nó trên thân lực lượng, gọi là thiên nguyên chiếm hữu, để nó các phương diện năng lực toàn diện tăng lên, chỉ tại thiên nguyên đỉnh phụ cận, nắm giữ kinh hãi bạo nhãn cầu hiệu quả. Trước kia thiên nguyên đỉnh, tuy nhiên có thể di động, nhưng bởi vì hình thể to lớn, không thể thả nhập tu di giới chỉ. Như hôm nay nguyên đỉnh sinh ra năm màu quang mang về sau, càng là hoàn toàn không động được, bằng không, Hiên Viên Đạo khẳng định phải như di động chạm tinh cổ lộ một dạng, đem thiên nguyên đỉnh kéo vào Hiên Viên Hồ. Thiên nguyên đỉnh trên đại lục chỗ có thần vật bên trong, chính là một tồn tại đặc thù, nó chưa từng người có thể trưởng khống, nhưng lại có thể tự đi chọn lựa thủ hộ giả. Âu Dương Kiếm Vương, chính là nó thủ hộ giả. Nói là thủ hộ giả, bình thường cũng là hầu hạ thiên nguyên đỉnh, bất quá, tại cái này thời khắc nguy nan, thiên nguyên đỉnh lực lượng, hoàn toàn không để cho Âu Dương Kiếm Vương thất vọng. Nói thật, đây là hắn cả đời này, lần thứ nhất sử dụng thiên nguyên chiếm hữu. Âu Dương Kiếm Vương không dùng ngẩng đầu, đều biết 9 tầng kết giới đã hoàn toàn băng phá, thần tông đã cùng đường mặt lộ, tất cả mọi người tại hướng Hiên Viên Hồ đào mệnh. Không nghĩ tới, thua thảm như vậy. Thôi được, ta có thể giết mấy cái, thì giết mấy cái, vì Hiên Viên Đạo chia sẻ áp lực đi. Hắn cùng cái kia Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển một dạng, chỗ mi tâm cũng có một cái đỉnh văn. Đỉnh văn mở rộng, bao trùm toàn thân, để trên người hắn hắc văn chấn động, cả người dường như hóa thành thiên nguyên đỉnh, cái kia màu đen đỉnh văn thậm chí đến binh khí của nó phía trên. Trên tay hắn dẫn theo một thanh kiếm, phía trên đã tràn đầy máu tươi. Cái kia đỉnh văn tại máu tươi phía dưới chấn động, dường như tăng lên thanh này, Tửu Trung Thần Kiếm, kiếp văn, Tửu Trung Thần Kiếm nguyên bản có 14 điều kiếp văn, hiện tại giống như có 20 trở lên. Đương nhiên, đỉnh văn cùng kiếp văn khác biệt. Đương đương đương. Âu Dương Kiếm Vương cười lớn một tiếng, chấn thiên phi lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, thần tông đại thế đã mất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cái này thuần trắng thế giới, đã lây dính quá nhiều huyết sắc. Hắn hai mắt đỏ bừng. Quốc phá người vong, máu chảy thành sông. Thần tông Tuyết Quốc, xinh đẹp như vậy địa phương, các ngươi không nên đem tội ác chi thủ đưa qua đến, làm bẩn nó. Như núi lửa giống như sôi trào phẫn nộ, hội tụ ở trong lòng. Cầm kiếm tay, đã đang run rẩy. Dưới chân của hắn, đã ngã xuống mấy bộ thi thể, tại thiên nguyên đỉnh ra chỉ phía dưới, Tửu Trung Thần Kiếm, cơ hồ không ai cản nổi. Tại bên cạnh hắn, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển đại sát tứ phương, Quỷ Tông Tam Nguyên Kiếp Lão, trực tiếp tan tác. Quỷ Vương, hắn có thiên nguyên đỉnh ra trì, quá mạnh. Chúng ta rút lui trước đi. Tại Âu Dương Kiếm Vương truy sát phía dưới, rất nhiều kiếp lão thất kinh. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy rất nhiều đồng bạn, bị Âu Dương Kiếm Vương chém thành hai khúc. Máu tươi, nhuộm đỏ thiên nguyên đỉnh. Cút, Tử Tiêu Quỷ Vương trừng to mắt. Làm 11 tầng tử kiếp Quỷ Vương, một cái nho nhỏ Âu Dương Kiếm Vương, đem hắn bước đến loại trình độ này, xác thực khó chịu cùng cực. Xác thực không nghĩ tới, thiên nguyên đỉnh gia trì, có thể cường thành dạng này. Có điều, chìa khóa. Tuy nhiên kiêu ngạo cùng lòng tự trọng,
nhận được rất lớn bị thương, Tử Tiêu Quỷ Vương vẫn là tay cầm, Tử Nguyệt Lăng Vân Thương, cùng còn lại Tam Nguyên Kiếp Lão cùng một chỗ, theo Âu Dương Kiếm Vương sau lưng vây giết mà lên. Trường thương sở hướng, vô số màu tím nổ tung, bao phủ hướng Âu Dương Kiếm Vương trên đỉnh đầu. Tử Tiêu Quỷ Vương thực lực này, cũng không so Huyết Ý Quỷ Vương kém. Bên cạnh hắn còn có ba đầu cộng sinh thú, đều có hơn 950 điểm sao, đó là ba đầu to lớn tử sắc ưng thú, mỗi một đầu đều có 9 cái đầu, tên là cửu đầu tử tiêu ưng thú. Cái này cửu đầu tử tiêu ưng thú, hung ác tàn nhẫn, ba cái lấy tam giác chỗ đứng vây quanh Âu Dương Kiếm Vương, 9 cái đầu phía trên, lôi đình dây dưa, tử sắc điện xà gào thét mà ra, ba loại đồng dạng thần thông, tử tiêu cấm vực, liên hợp đụng vào nhau, hóa thành đầy trời lưới điện, hướng về Âu Dương Kiếm Vương oanh tạc mà đến. Vô danh chi bối, ỷ vào thiên nguyên đỉnh, cũng xứng tại trước mặt chúng ta xưng hùng. Tử Tiêu Quỷ Vương cắn răng cười lạnh. Hắn Tử Nguyệt Lăng Vân Thương, xen lẫn trong Tử Tiêu cấm vực bên trong, cái kia thương đạo ngưng kết thành một vòng tử sắc trăng khuyết, cao tốc xoay tròn, từ trên trời giáng xuống. Trừ cái đó ra, những chuyện lặt vặt kia lấy Tam Nguyên Kiếp Lão cùng bọn hắn cộng sinh thú, toàn diện vây công. Âu Dương Kiếm Vương sinh tử một đường. Dưới tuyệt cảnh như vậy, hắn lạnh giọng cười một tiếng, phong mang nổ bắn ra. Vô danh chi bối. Bởi vì xuất thân thấp hèn, không phải tam đại thị tộc, giống như cả một đời, đều không có bị những người này, để mắt qua. Ta lại không tên, giết ngươi Tử Tiêu, chẳng phải danh chấn thiên hạ sao? Ông! Âu Dương Kiếm Vương giơ kiếm. Rầm rầm rầm. Thiên nguyên đỉnh màu đen lực lượng, hóa thành vô số gợn sóng. Cùng trên người hắn đỉnh văn tạo thành cộng minh, vô hình ở giữa, đã hội tụ ở trên người hắn. Trường kiếm vô song, phong vân vô cực. Hắn toàn thân triệt để hóa thành kiếm khí màu đen tụ hợp thể, vô số thiên kiếp kiếm khí tại hắn thể nội bạo phát đi ra, hội tụ tại tử trung thần kiếm bên trong. Những cái kia thiên kiếp kiếm khí, ra chỉ màu đen đỉnh văn về sau, biến đến cường thịnh hơn, dữ tợn. Tại cái này thời khắc sống còn, Âu Dương Kiếm Vương nắm chặt thời gian. Xuất ra một bầu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem rượu phun tại trên thân kiếm. Đều cho lão tử chết. Say chữ kiếm quyết. Người không có say, kiếm đã say. Tại cái này lôi đình vây giết phía dưới, Âu Dương Kiếm Vương đầy mặt đỏ bừng, hắn người, kiếm của hắn, đều biến đến vô cùng phiêu hốt. Tại những cái kia đòn công kích chí mạng phía dưới, hắn du tẩu biến ảo, nhìn như say rượu, kỳ thật mỗi một bước, mỗi một cái động tác, đều trùng hợp tránh né chí mạng sát chiêu. Rất nhiều Tam Nguyên Kiếp Lão, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Phốc phốc, cái kia lắc lư mà đến một thanh kiếm, liền mặc tâm mà qua. Ách, xoẹt, máu tươi vẩy ra. Từng đạo say rượu tàn ảnh, trong đám người ngã trái ngã phải, mỗi một kiếm sở hướng, đều là một cỗ thi thể. Mang theo đỉnh văn thiên kiếp kiếm khí, tùy tiện xuyên thủng hộ giáp, nhất kích mất mạng. 10 bước giết một người, để ngươi mẹ tiêu hồn. Rượu, ha ha. Người đang cười, kiếm tại tung bay. Âu Dương Kiếm Vương bay lên đám mây, cả một đời đều không như thế kích thích qua. Phốc phốc phốc, ở bên cạnh hắn, thây ngang khắp đồng. Còn có ai? Trường kiếm quét ngang, Tử Nguyệt phá nát. Tại Âu Dương Kiếm Vương trước mặt, những cái kia mang theo nhe răng cười mà đến Tam Nguyên Kiếp Lão, toàn bộ phân thây. Chỉ còn lại một cái Tử Tiêu Quỷ Vương, sắc mặt trắng bệch dữ tợn, trên thân đầy người máu tươi, đứng tại trước mắt của hắn. Liền hắn ba đầu cửu đầu tử tiêu ưng thú, đều bị đại hoàng cậu cắn chết một đầu. Đây chính là có thể so với phệ tâm cự ma, phần thiên huyết ma cự thú. Tử Tiêu, đến hoàng tuyền địa ngục, cùng ngươi chiến tử sáu cái huynh đệ tỉ muội nói rõ ràng, hôm nay người đòi mạng ngươi, là ta. Tông môn một phá, bỏ mình ngàn vạn. Lớn như vậy thần tông, chỉ còn lại có Hiên Viên Hồ, sắp chết ngăn cản. Làm duy nhất thủ hộ tại thiên nguyên thần sơn phía trên người. Hắn một mình phấn chiến, hắn chỉ muốn giết người. Cầm tử trung thần kiếm, thi triển say chữ kiếm quyết. Lấy mỹ tử phun kiếm, để loại rượu cùng máu tươi dung hội. Thần Tông, ta Âu Dương, cùng ngươi cùng tồn vong. Dù là chỉ là một cái can đảm anh hùng, tại thuộc về hắn bên trong chiến trường, đều muốn tách ra xuyên thấu trời cao quang mang. Hơn vạn thiên kiếp kiếm khí, tại lúc này hội tụ một thể. Chết! Âu Dương Kiếm Vương phóng tới Tử Tiêu Quỷ Vương, kiếm khí phiêu diêu, uốn lượn vô tự, lại tại trong nháy mắt, vạn kiếm quy tông. Một kiếm, trùng sát. Thiên nguyên đỉnh, quá mạnh. Dạng này Âu Dương Kiếm Vương, vậy mà để Tử Tiêu Quỷ Vương tê cả ra đầu.
hắn rốt cục thừa nhận, hắn không địch lại. Kích động cái gì a? Ta cũng không phải thua ngươi. Tử Tiêu Quỷ Vương xoay người rời đi. Chỉ muốn rời khỏi Thiên Nguyên đỉnh phạm vi, hắn bóp chết Âu Dương Kiếm Vương, thì cùng bóp chết con kiến giống như. Ngươi sợ, ha ha. Một cái truy sát, một cái chạy trốn. Tử Tiêu Quỷ Vương đầu đầy mồ hôi, đã dùng hết chỗ có sức lực, bỏ mạng đào tẩu, lưng phát lạnh. Không có ý tứ. Sau lưng truyền đến Âu Dương Kiếm Vương nộ hống. Ngươi, chậm một bước. Xì xì xì. Kiếm khí gào thét, xuyên thấu không gian. Oanh. Vạn kiếm quy nhất, tại Tử Tiêu Quỷ Vương xuống núi trước trong nháy mắt, mãnh liệt thiên kiếp kiếm khí, quán xuyên Tử Tiêu Quỷ Vương ở ngực. Đó là đường kính đạt tới mười mấy cm lỗ máu. Ây! Tử Tiêu Quỷ Vương cúi đầu xem xét, thân thủ muốn bưng bít lấy vết thương, nhưng, làm sao có thể? Ta! Quỷ Tông thắng lợi, thế mà chính hắn, khoảng cách nhìn đến quỷ thần tái nhập, chỉ thiếu chút nữa. Hắn rất nhanh liền có thể, trở thành quỷ thần nhất tộc A. Thậm chí, hắn đều đem chính mình, làm thành quỷ thần. Ăn cây táo rào cây sung, bị chết thảm nhất. Cách xa một bước, lại rơi vào thâm uyên. Một khắc này, Tử Tiêu Quỷ Vương nước mắt, tràn mi mà ra. Ta, muốn trở thành quỷ thần. Mang theo dạng này nguyện vọng, hắn nện xuống Thiên Nguyên Thần Sơn, tại chân núi, ngã thành một cục thịt bùn. Tinh thần quỷ thần nhất tộc, vĩnh cửu chết đi. Hắn ngã chết về sau, Thiên Nguyên Thần Sơn phía trên tất cả quỷ tông cường giả, bao quát cộng sinh thú ở bên trong, đã toàn bộ chiến tử. Âu Dương Kiếm Vương dẫn theo kiếm, trở lại đỉnh thần phía trên. Chém giết Tử Tiêu, trong lòng của hắn cũng không hưng phấn, chỉ có lửa giận, chỉ có bi thương. Cẩu ca. Hắn sờ lấy đại hoàng cẩu đầu, nóng rực ánh mắt nhìn lấy Hiên Viên Hồ phương hướng. Thần Tông đã phá, nước mắt đầy vạt áo. Chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ. Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển bực bội bất an. Sẽ không, còn sẽ có người giết tới. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vì cái gì? Ta vừa mới nghe được, bọn họ muốn trên người ta chìa khóa. Như vậy, sẽ là ai đến? Nàng. Âu Dương Kiếm Vương mí mắt trực nhảy. Lúc nói chuyện, hắn thân thủ chỉ hướng phía trước trên biển mây. Một cái bay qua đám mây quái vật khổng lồ, chính hướng về Thiên Nguyên đỉnh phương hướng, chạy như bay tới. Đúng thế, bà sa cự thú. Bà sa cự thú chưa tới, thương thiên phía trên, bắt đầu hạ tuyết. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra, cái kia bốn phía bay tán loạn cũng không phải là tuyết, mà là một loại bột màu trắng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cả tòa Thiên Nguyên Thần Sơn, cũng đã làm cho bụi bao trùm. Bên trong thiên địa, ngoại trừ Thiên Nguyên đỉnh, trực tiếp hóa thành hoàn toàn trắng bệch. Âu Dương Kiếm Vương ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia trong mây, một cái trắng xám cự thú, từ trên trời giáng xuống. Đó là một cái, màu trắng bệch thiêu thân. Nó vô cùng to lớn, giống như là một mảnh mây trắng, nó cái kia lạnh lùng tĩnh mịch phục trong mắt, có 996 cái điểm sao. Thiêu thân vỗ cánh, bột phấn bay múa, bao phủ thiên địa. Nếu như không phải có Thiên Nguyên đỉnh thủ hộ, những thứ này bột phấn, đều có thể hạ độc chết ta. Âu Dương Kiếm Vương xòe bàn tay ra, liền có thể nhìn đến, những cái kia bột màu trắng, tựa như là sống lấy một dạng, tại cắn xé trên người hắn đỉnh văn. Không nghĩ tới ta Âu Dương Kiếm Vương, cũng có ngày, vậy mà làm cho thứ hai quỷ vương, tự mình đến giết ta. Hắn lại uống rượu một miệng, trực tiếp đau thương cười lạnh. Tại cái kia trắng bệch thiêu thân phía trên, đứng đấy một cái da thịt trắng như tuyết nữ tử. Nàng đường cong có thể xưng hoàn mỹ, người mặc quần áo rất ít, màu trắng dây lụa bay múa đầy trời. Cái kia tuyết trắng giống như là ngọc thạch hai mắt, lúc này ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Âu Dương Kiếm Vương, hỏi. Tử Tiêu đâu? Để cho ta làm thịt rồi. Âu Dương Kiếm Vương nhếch miệng cười nói. Thật không còn dùng được, bất quá cũng tốt, lĩnh thưởng người, sẽ thiếu một cái. Bà Sa Quỷ Vương lúc nói chuyện, cái kia trắng bệch thiêu thân từ trên trời giáng xuống, như cùng một biển mây đập xuống. Trong khi vỗ cánh thời điểm, cái kia màu trắng bột phấn, tựa như là mưa rào tầm tã một dạng rơi xuống. Chẳng những để trong không khí, tung bay đầy bụi, càng đem cả tòa Thiên Nguyên Thần Sơn, đều cho nhuộm thành màu trắng bệch. Chìa khóa, cho ta. Bà Sa Quỷ Vương khẽ mở trắng bệch đôi môi, đối với Âu Dương Kiếm Vương, duỗi ra đầu ngón tay. Bắt người đầu người đến đổi. Âu Dương Kiếm Vương rút lên Tử Trung Thần Kiếm, đem trong miệng loại rượu, phun tại trường kiếm phía trên.
hắn triệt để đem thanh kiếm này phía trên vết máu, thanh tẩy sạch sẽ. Ở bên cạnh hắn, cái kia hoàng tuyền hồn thiên khuyển, hung ác nhìn chằm chằm cái kia trắng bệch thiêu thân, không ngừng sủa inh ỏi. A! À, bà Sa Quỷ Vương chỉ hừ một tiếng. Sau một khắc, trên người nàng luyện không lăn lộn, cả người từ trên trời giáng xuống, như một đạo bạch quang, phi nhanh xuống. Siêu! Trong lòng bàn tay của nàng, xuất hiện một mặt cờ trắng. Trong lúc nhất thời, âm phong trận trận, gào khóc thảm thiết. Người đây là bắt đầu đầu hàng A, nâng cờ trắng. Âu Dương Kiếm Vương nhếch miệng cười nói. Ngoài miệng cười lạnh, kỳ thật, trong lòng đã là sóng to gió lớn. Cái này cờ trắng tên là, Vong Xuyên Minh Kỳ. Đây là 10 vạn năm trước, cửu cung quỷ thần hai đại thần vật một trong. Ngoại trừ Hiên Viên Si bên ngoài Viêm Hoàng Đại Lục chín đại thượng thần, chỉ có Nhất Nguyên, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo, cửu cung cái này năm cái, mới có lưu lại chiến đấu thần vật. Trong đó, Vong Xuyên Minh Kỳ, đã là trong đó kinh khủng nhất một loại. Bà Sa Quỷ Vương gặp mặt liền lấy ra Vong Xuyên Minh Kỳ tới đối phó chính mình, có thể thấy được nàng ý quyết giết. Cái này chìa khóa, đối bọn hắn trọng yếu như vậy. Trong lúc nhất thời, cờ trắng tung bay, thiên địa đại loạn. Làm cái kia cờ xí sau khi bay lên, một mặt trắng bên trong, hiển lộ ra từng trương u oán mặt. Cái này bà Sa Quỷ Vương cùng Tử Tiêu hoàn toàn khác biệt, nàng một câu cũng không muốn nói. Nhưng là, nàng mang đến hoảng sợ cùng sát cơ chí mạng, tại cái này Vong Xuyên Minh Kỳ gào thét ở giữa, liền đã để Âu Dương Kiếm Vương, cảm thụ lạnh cả người. Cái kia trắng như tuyết quỷ ảnh, cứ như vậy bay tới trước mắt. Cùng lúc đó, cái kia thương thiên phía trên vỗ cánh thiêu thân, phun ra tái nhợt vân vụ, hóa thành từng đạo vòng tròn, quấn quanh ở hoàng tuyền hồn thiên khuyển trên thân. Âu Dương Kiếm Vương lại lần nữa xuất kiếm. Thiên kiếp kiếm khí, ngưng kết một chùm. Trước mắt bà Sa Quỷ Vương bóng người biến hóa, cái kia lạnh lùng sát cơ lại càng thêm mãnh liệt. Vong Xuyên Minh Kỳ đè xuống, thiên kiếp kiếm khí như là đá chìm đáy biển. Ào ào táp, âm thanh chói tai, dường như xuyên thấu linh hồn. Cái kia cờ trắng vừa mở ra, tựa như là toàn bộ thế giới. Bên trong thế giới kia, cất giấu ước vạn người, có thể thấy được cái này một binh khí chi hung. Ai biết 10 vạn năm trước, cái kia cửu cung quỷ thần dùng bao nhiêu vong hồn, rèn tạo ra được kiểu thần binh. Tối thiểu Âu Dương Kiếm Vương xem xét, liền cảm giác có hàng trăm triệu. Cửu cung quỷ thần thống trị Viêm Hoàng Đại Lục thời đại, đó là lớn nhất dữ tợn thời đại, phía trước 8 vị thượng thần hậu nhân, bao quát thái cổ Hiên Viên Thị ở bên trong, cơ hồ đều bị diệt tộc, chỉ có thể lẩn trốn ở hải ngoại. Thẳng đến cửu cung quỷ thần, chết tại 5 tháng Trường Hà bên trong, bọn họ mới từng cái trở về, trọn vẹn phát triển 100.000 năm, thần tông mới khôi phục nguyên khí. Cửu cung quỷ thần trước, cái kia 8 vị thượng thần đều thống trị qua Viêm Hoàng Đại Lục, thế nhưng là cũng không có đuổi tận giết tuyệt đến loại trình độ này. Cái này một mặt cờ trắng, để Âu Dương Kiếm Vương, thấy được 10 vạn năm trước lịch sử. Nhân mạng, thật sự là không đáng tiền a. Dạng này trấn áp, để hắn bị đánh bay ra ngoài, đâm vào thiên nguyên đỉnh phía trên. Âu Dương Kiếm Vương phun máu. Toàn thân gân cốt, cảm giác đều muốn đứt từng khúc. Giống như đánh không lại. Ánh mắt hắn đỏ thẫm, tại thiên nguyên đỉnh phía trên tuột xuống, đập xuống đất, lại bò lên. Trước mắt một cái thanh âm sâu kín hỏi. Chìa khóa, giấu ở nơi nào? Bà Sa Quỷ Vương sắc mặt trắng bệch, tựa như là theo trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Ha ha, Âu Dương Kiếm Vương cười như điên. Không trả lời, coi như chìa khóa, giấu ở trong đầu của ngươi, ta đều có thể móc ra. Bà Sa Quỷ Vương nhếch miệng, một bước thực sự đến, phút chốc 100 mét. Cái kia bóng ma tử vong, đã bao phủ tại Âu Dương Kiếm Vương trên đỉnh đầu. Vượt qua bà Sa Quỷ Vương, có thể nhìn đến Hiên Viên Hồ phương hướng, chín đầu tổ tiên long hồn chính đang gầm thét. Chiến tranh, máu tươi, luân hãm, kiếp nạn. Những từ ngữ này, vần quanh trái tim, Âu Dương Kiếm Vương thở hổn hển, trong mắt tràn đầy tơ máu. Hắn sau lưng cũng là thiên nguyên đỉnh, hắn đã không có đường lui. Ở bên cạnh hắn, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển, cũng bị cái kia màu trắng thiêu thân lấy thần thông áp chế. Một cái đại hoàng cẩu bị sinh sinh nhuộm thành màu trắng, huyết nhục hư thối. Cẩu ca, ngươi không sao chứ? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Mù đi ngươi, da đều sắp bị tuốt chọc ra. Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển cả giận nói. Vậy liền. Âu Dương Kiếm Vương nhìn chòng chọc vào, phía trước đánh tới một người vừa bay nga.
hắn dựa lưng vào thiên nguyên đỉnh phía trên, điên cuồng hấp thu đến từ thiên nguyên đỉnh lực lượng. Cẩu ca, giúp ta một chút sức lực. Lên. Ầm ầm. Toàn bộ thiên nguyên đỉnh chấn động một chút. Độ phù hợp, cao hơn. Bàng bạc lực lượng, tuôn hướng Âu Dương Kiếm Vương. Ánh mắt hắn đều đang chảy máu. Huynh đệ, giết không chết cái này bà Sa Quỷ Vương, chúng ta thì đồ nàng cộng sinh thú, phế đi nàng. Chuyển biến mục tiêu. Tại cái kia bà Sa Quỷ Vương vong xuyên minh kỳ, hóa thành trường thương xuyên thấu mà đến thời điểm, Âu Dương Kiếm Vương dẫn động thiên nguyên đỉnh lực lượng, ầm vang bạo phát. Giết. Hai tay cầm kiếm, đột nhiên vọt tới trước. Ở bên cạnh hắn, cái kia hoàng tuyền hồn thiên khuyển một nhảy ra, ở trong hư không lao nhanh, hóa thành một đạo hắc hào quang màu vàng, tựa như là một tòa thiên nguyên đỉnh, đánh tới cái kia màu trắng thiêu thân. Ông, tối thiểu 100.000 thiên kiếp kiếm khí, gào thét mà ra. Bà Sa Quỷ Vương biến sắc, vong xuyên minh kỳ cuốn một cái, chặn một nhiều hơn phân nửa kiếm khí, lại lóe lên lánh một nửa kiếm khí. Thế mà, Âu Dương Kiếm Vương mục tiêu, là sau lưng nàng màu trắng bạch thiêu thân. Ngưng tụ thành quang trụ kiếm khí, xông lên mây xanh. Cái kia bà Sa cự thú, đang cùng đại hoàng cẩu chiến đấu, đối cái này thình lình đến kiếm khí, hoàn toàn không đề phòng. Lần này, Âu Dương Kiếm Vương gánh chịu thiên nguyên đỉnh sức nổ, chỉ muốn nhất kích tất sát. Rất hiển nhiên, cái kia màu trắng thiêu thân điểm sao rất cao. Nhưng là, nó so Âu Dương Kiếm Vương dự liệu, lại còn muốn yếu một ít. Cho nên, một kiếm này, vậy mà xuyên thủng nó. Thổi phù một tiếng. Cái này màu trắng bạch thiêu thân, vậy mà nổ thành đầy trời bột màu trắng. Nếu như nói trước đó rơi xuống chính là mưa rào tầm tã, vậy bây giờ nện xuống, cái kia chính là bột phấn hải dương. Cả tòa thiên nguyên thần sơn đều nuốt mất. Kết quả này, để Âu Dương Kiếm Vương cảm thấy, đời này là đủ. Hắn giết bà Sa Quỷ Vương cộng sinh thú A. Đáng tiếc là, hắn căn bản không có thời gian hưng phấn. Bởi vì, bà Sa Quỷ Vương vong xuyên minh kỳ, đã quét đến trước mắt của hắn. Xoẹt! Cờ xí thổi qua, Âu Dương Kiếm Vương toàn thân máu me đầm đìa, đỉnh văn hoàn toàn nứt toác. Muốn không phải đỉnh văn sau cùng bảo hộ, hắn đoán chừng cùng cái kia bà Sa cự thú một dạng, cũng bị rảo sát. Kịch liệt đau nhức, đổ máu, vô số bột màu trắng, tràn vào thân thể, ngay tại ăn mòn huyết nhục. Không hề nghi ngờ, hắn phải xong đời. Có thể tại thời khắc như vậy, Âu Dương Kiếm Vương lại còn đang cười. Lão quỷ, người phế đi. Tại cái này bột phấn đầy trời bên trong, bà Sa Quỷ Vương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thoáng qua thương thiên. Sau đó, nàng bỗng nhiên cũng cười. Nó chết rồi, ta cũng nên trở lại như trước, huyết thần khế ước trói buộc ta nhiều năm như vậy, người cảm thấy, ta sẽ thương tâm sao? Có ý tứ gì? Âu Dương Kiếm Vương nhíu mày. Ngươi không cần thiết minh bạch. Lúc nói chuyện, bà Sa Quỷ Vương thân thể, vậy mà phát sinh kinh khủng biến hóa. Thân thể của nàng lại rút lớn lên, dài đến hơn 3 mét, biến thành một cái màu trắng bạch quái vật hình người, hai tay chuyển thành song chảo, kinh người hơn chính là, nàng cặp mắt của mình bên trong, nổi lên hơn 990 điểm sao. Cái quỷ gì? Âu Dương Kiếm Vương hít một hơi lãnh khí. Thứ đồ gì? Trở lại bên cạnh hắn đại hoàng cẩu, cũng le đầu lưỡi, trừng to mắt, một mặt mộng bức. Tộc ta tổ tiên, có càng cao tầng thứ huyết thần khế ước, ký kết cộng sinh thú, đạt tới ẩn nặc mục đích, sau đó cảnh giới tu vi, thụ cộng sinh thú hạn chế. Bây giờ, khế ước thú đã chết, rốt cuộc ẩn nặc không được thân phận của ta, nhưng là, cầm tới người cái này chìa khóa, ta cũng không cần thiết ẩn nặc. Bà Sa Quỷ Vương nhỏ giọng nói một mình, Âu Dương Kiếm Vương không có nghe rõ, coi như nghe được rõ ràng, hắn cũng nghe không hiểu. Hắn cũng không có tham chiếu, dù sao lúc trước Diệp Bồ Đề, tại cộng sinh thú còn lúc chưa chết, liền để Lý Thiên Mệnh rảo sát. Lúc này thời điểm, bà Sa Quỷ Vương thân thể đã biến hóa hoàn tất. Trên người của nàng dài ra bộ lông màu trắng, thân thể có chút giống là viên hầu. Khó có thể tưởng tượng, cái này lại là một cái không tệ mỹ nhân, biến hóa mà thành. Nàng duỗi người một chút, sau đó, khóa chặt trọng thương Âu Dương Kiếm Vương. Chết! Thiên Nguyên Thần Sơn không có gì có khác người, nàng không có chút nào sợ. Âu Dương Kiếm Vương đỉnh văn đã phá. Bà Sa Quỷ Vương đã bại lộ bản thể, coi như Âu Dương Kiếm Vương tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, nàng lại làm sao có thể, để hắn sống sót. Vù vù! Nàng duỗi ra móng vuốt. Âu Dương Kiếm Vương cho đến nay, đều trợn mắt hốc mồm. Tử vong, buông xuống. Hắn kiên thủ tại chỗ này,
nhất định lấy cái chết tương bác, oanh liệt hy sinh. Dựa theo thói quen, ta người này đang nháy quang về sau, hẳn phải chết oanh liệt hy sinh, lấy đạt tới tuyệt hảo hiệu quả. Có điều, người cho ta là lão Dịch a, chìa khóa trọng yếu như vậy, lão tử sao lại không có lưu một tay. Tại trong tuyệt cảnh, Âu Dương Kiếm Vương bỗng nhiên cười ha ha. Cái kia đại hoàng cẩu, trực tiếp về tới hắn cộng sinh không gian. Kiếm đến. Thiên Nguyên Đỉnh, cho lão tử mở ra đào mệnh hình thức. Âu Dương Kiếm Vương nắm chặt Tử Trung Thần Kiếm, chân đạp tại Thiên Nguyên Đỉnh phía trên. Nhân kiếm hợp nhất, cho ta trùng thiên. Thiên Nguyên Đỉnh phản ứng cấp tốc, một lần cuối cùng lực lượng chấn động. Ông, cái kia nổ tung giống như lực lượng, trực tiếp đem Âu Dương Kiếm Vương như một thanh kiếm một dạng bắn ra ngoài. Mục tiêu, Hiên Viên Hồ. Vèo một tiếng, Âu Dương Kiếm Vương chạy mất dạng. Trong không khí, lưu hắn lại một câu, không xong chạy mau. Làm. Bà Sa Quỷ Vương móng vuốt, đánh vào Thiên Nguyên Đỉnh phía trên, kém một chút trúng đích Âu Dương Kiếm Vương. Một khi trúng đích, xé rách vỡ nát. Nàng sửng sốt một chút. Đó là một loại bị hung hăng trêu đùa cảm giác. Khi nàng quay đầu thời điểm, ánh mắt đã huyết hồng. Giống. Hắn thân thể, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Ông. Nàng hùng tráng hai chân chấn động, cả người hướng về Âu Dương Kiếm Vương biến mất kiếm quang, điên cuồng đuổi theo. Ha ha. Trong không khí, quanh quẩn Âu Dương Kiếm Vương thống khoái cười to. Ta Âu Dương Tiểu Vũ, giữ vững chìa khóa, chạy thoát, tình cảnh này, vì sao không ngâm một câu thơ a? Nghe cho kỹ. Ta có đại vạc rượu, cùng quân chung rơi canh. Ta phù tương phía trên uống, quân say và cơ sở giấu. Nhân sinh sao mà ngắn, trước tham đến khẽ phòng. Tiểu nhân nghỉ làm nhục, ta mà lại khẽ phòng. Uống thả cửa rượu ngon tận, say chó giận đưa ra. Tửu tanh đắp mưa máu, lòng mình đắp khóc thét. Trái ôm túy ông ấm, đưa kiếm chọn đỉnh sọ. Hỏi khắp người nào có tửu, cùng ta lại khẽ phòng. Nghỉ phiền lòng ở giữa khổ, lại phù ba trắng không. Bà Sa Quỷ Vương nhanh khóc. Gắn xong bức thì cầu thả, còn có rảnh rỗi ngâm thơ, cái này còn là người sao? Cửu Long bàn thần trong kết giới. Giống. Khương Vô Tâm cái kia nhỏ bé thân thể, vậy mà bộc phát ra so Lam Hoang còn muốn vang dội nộ hống, thật không biết phổi của hắn, đến cùng lớn bao nhiêu. Hiên Viên Đạo, tổ tiên Long Hồn, lại thêm Lý Thải Vi điệp ra đại mộng tâm giới. Bao quát Lý Thải Vi cộng sinh thú, Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ, đều đã xuất hiện. Đó là một cái trắng như tuyết cửu vĩ yêu hồ, bộ lông màu trắng bên trong, mang theo nhàn nhạt phấn sắc, đồng dạng nắm giữ một đôi mị hoặc phấn mắt, cái kia lưu tuyến giống như thân thể, huỳnh sáng lóng lánh lông tóc, trong suốt sáng long lanh hai mắt, mê ly ánh mắt, tựa như ảo mộng giống như động tác, đều có thể xưng hoàn mỹ. Nhất là cái kia chín cái đuôi, tựa như là mỹ nhân chân thon dài. Cửu vĩ, là các nàng nhất tộc lịch sử trở lên, tuyệt đối tối cao thiên phú. Dạng này Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ, một chút để huỳnh hỏa ánh mắt đều nhìn thẳng. Ta hiểu được, huỳnh hỏa tình thâm ý cắt nói. Ngươi minh bạch cái gì? Trách không được ta đối Thái Thanh Phương Thị nhiều như vậy mỹ mạo tiểu phượng hoàng, đều không hứng thú, nguyên lai tình yêu chân chính, nhất định phải vượt qua giống loài. Cút! Lý Thiên Mệnh cho mày. Cái này Khương Vô Tâm thân thể lực lượng quá nổ tung, may mắn Lý Thải Vi đại mộng tâm giới, đối với hắn có nhất định hạn chế, tạm thời đem hắn vây ở trong ảo cảnh. Bằng không, hắn tuyệt đối có thể sinh ra càng kinh khủng phá hư. Nhưng nói thật, thân thể của hắn kiên cường vô cùng, Hiên Viên Đạo thi triển thiên tinh diệu long thần kích, giống như đều không chém chết hắn, điều này nói rõ phải giải quyết rơi cái này Khương Vô Tâm, tuyệt đối rất khó. Mấu chốt là, ngoại trừ Ma Tông bên ngoài ngũ đại thần vực đại quân, toàn bộ đã tập kết. Duy nhất một lần đến vừa vặn, không dùng ta nguyên một đám giải thích. Tiếp đó, thì nhìn xem, Phong Thanh Ngục, Độc Cô Tấn, Trưởng Tôn Thần Khung, các ngươi là người hay quỷ. Lý Thiên Mệnh bên người, còn có mấy vị tông chủ, chia làm là Lâm Quân Thiên, Tương Nguyên Quân, San Hô Tiên Tử cùng Sắc Phi Tiên Tử. San Hô Tiên Tử thần sắc rất ảm đạm. Kiếm Vô Ý phản bội, đối nàng đả kích rất lớn, nàng hiện tại tiếp nhận áp lực lớn vô cùng, bất quá, nàng kháng trụ. Mời bốn vị vì ta trợ trận. Không có Phương Thái Thanh cùng Kiếm Vô Ý, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào bọn hắn, che chở chính mình, ra ngoài nói chuyện. Hiên Viên Hồ bên ngoài. Quỷ Tông, Kiếm Tông, Hải Tông cùng Thiên Tông bốn đại quân đoàn, tập kết 800.000 sinh tử kiếp cảnh cường giả, bao vây Cửu Long bản thần kết giới.
Địa Tạng Quỷ Vương, Độc Cô Tấn, Trưởng Tôn Thần Khung bọn người tới trước. Ngăn cách đám người, Độc Cô Tấn cùng Địa Tạng Quỷ Vương liếc nhau một cái, Độc Cô Tấn liền đi tới trước mắt hắn. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Bà Sa Quỷ Vương đâu? Độc Cô Tấn híp mắt hỏi. Đi lấy một cái chìa khóa khác, người bảo vệ kia còn tại Thiên Nguyên Đỉnh. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Cái kia nhưng phải cẩn thận một chút, hắn tại Thiên Nguyên Đỉnh, vẫn có chút bản lãnh. Độc Cô Tấn nói. Nàng xuất mã, cần phải lấy được, còn kém Hiên Viên Đạo cái này một thanh. Địa Tạng Quỷ Vương ánh mắt chuyển hướng kết giới chỗ sâu, khóa chặt Hiên Viên Đạo. Lý Thải Vi, vì sao phản bội? Độc Cô Tấn hỏi. Nữ nhân này tự cho là thông minh, tự tìm đường chết, bất quá không quan trọng, mặc kệ nàng phải chăng phản bội, xuống chàng đều như thế, đúng không? Địa Tạng Quỷ Vương nói. Đúng thế, Độc Cô Tấn cùng hắn, mập mờ, cười một tiếng. Sau cùng một cái chìa khóa, công lao tặng cho ngươi, ta xuất quân công phá kết giới, Hiên Viên Đạo, cho ngươi giết. Địa Tạng Quỷ Vương khẳng khái nói. Đa tạ Quỷ Vương, ta vô cùng cảm kích, Độc Cô Tấn kích động nói. Đây là ngươi đầu danh trạng, thật tốt nắm chắc, tiền đồ vô lượng, Địa Tạng Quỷ Vương nói. Lúc này thời điểm, Trưởng Tôn Thần Khung đồng dạng tới. Hai vị trò chuyện cái gì đâu? Hắn hiếu kỳ hỏi. Ta cùng Địa Tạng Quỷ Vương phía dưới đầu danh trạng, hỏi một chút hắn, ta có thể không thể gia nhập Quỷ Tông, làm một người Quỷ Vương đây. Độc Cô Tấn cười nói. Lấy Độc Cô huynh năng lực, Địa Tạng Quỷ Vương như thế nào cự tuyệt? Trưởng Tôn Thần Khung tức cười cười nói. Trưởng Tôn Thần Khung đến về sau, bọn họ tiếng nói lớn lên. Rất nhiều người đều nghe được cái này lời thoại, tràng diện náo nhiệt. Nếu như Độc Cô huynh đệ nguyện ý, chúng ta Quỷ Tông đương nhiên hoan nghênh, bất quá, Hải Tông làm sao bây giờ đâu? Địa Tạng Quỷ Vương cười hỏi. Đương nhiên là nhập vào Quỷ Tông, Độc Cô Tấn nói. Ha ha, tất cả mọi người cười. Đương nhiên, cái này rõ ràng là đùa giỡn lời nói, không có nhiều người sẽ coi là thật. Cười còn về sau, Địa Tạng Quỷ Vương ho khan một tiếng, biểu lộ nghiêm túc lên, nói. Người tới không sai biệt lắm, tất cả mọi người nghe, thừa thế xông lên cầm xuống Hiên Viên Hồ, đại hoạch toàn thắng, chia cắt thiên hạ. Hắn nhìn lại, còn lại hơn 400.000 Quỷ Tông cường giả, tại đoạn đường này đã giết đỏ cả mắt. Hiện tại bọn hắn đều khống chế lấy cộng sinh thú, tiếng giống tiếng hô giết rung trời, chờ đợi chạm đất giấu Quỷ Vương hạ lệnh. Đây là cải biến lịch sử một khắc. Giết, giết, giết. San bằng thần tông, đồ diệt Hiên Viên. Hung ác gào thét, hội tụ vào một chỗ, chấn động toàn bộ Hiên Viên Hồ. Tất cả mọi người, đều đã lộ ra răng nanh. Đúng vào lúc này, phong thanh mục rơi vào bọn họ trước mắt. Các vị, nhưng có thấy qua kiếm vô ý? Phong thanh mục hỏi. Địa Tạng Quỷ Vương, Độc Cô Tấn bọn người liếc nhau. Ta không thấy được, hắn là muốn đi vào cầm Ngộ Kiếm Thạch A. Có thể hay không thua với Hiên Viên Đạo, bị hắn giết rồi. Độc Cô Tấn nói. Quỷ Vương, chúng ta tìm được kiếm vô phong cùng kiếm thanh nguyên thi thể, không có kiếm vô ý. Có người đem thi thể đưa ra. Phong thanh ngục gặp thi thể, chân mày cao lại. Thời gian không ngắn, các người đám người này hành tung rõ ràng như vậy, kiếm vô ý còn không tìm được các ngươi, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là bị giết, loại thứ hai, hắn bị Hiên Viên Đạo cầm tù. Độc Cô Tấn nói. Muốn biết đáp án, giết đi vào, tìm Hiên Viên Đạo hỏi, chẳng phải sẽ biết. Địa Tạng Quỷ Vương, thành khẩn, nói. Phong Thanh Ngục vốn không muốn tiếp tục lẫn vào. Nhưng là bây giờ, kiếm vô ý sinh tử chưa biết. Hắn lạnh lùng ánh mắt, xuyên thấu kết giới, rơi vào Hiên Viên Đạo trên thân, thế mà, bên cạnh Khương Vô Tâm cường đại, mới khiến cho trong lòng của hắn một cái lột bộp. Địa Tạng Huynh, Phong Thanh Ngục quay đầu. Mời nói. Các ngươi dùng phương pháp gì, đem Vô Tâm biến thành dạng này? Phong Thanh Ngục hỏi. Phong huynh, Tinh Đồ Cầm, người chính là chúng ta, người không dễ chịu hỏi đi. Địa Tạng Quỷ Vương mỉm cười nói. Nói cũng phải, Phong Thanh Ngục nở nụ cười gằn. Hắn quay đầu lại, nhìn lấy Khương Vô Tâm trong tay, Thương Khung Thần Kiếm, tâm lý có vô hạn bất an. Không có ai biết. Thanh kiếm này, là hắn đưa cho kiếm vô ý. Vô ý? Chuyện gì xảy ra? Phong Thanh Ngục cảm giác mây đen ngập đầu. Hắn đã, không dám tưởng tượng. Mà vào lúc này, Địa Tạng Quỷ Vương giơ tay lên, dẫn động sôi trào, táo bạo, điên cuồng 800.000 đại quân, giống lên nói. Các vị, cái này Cửu Long Bàn Thần kết giới tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ có nhất trọng kết giới, lại chỉ có tổ tiên Long Hồn,
Bây giờ Khương Vô Tâm đã kiềm chế long hồn, tương đương với Hiên Viên Hổ không có có kết giới. Tiếp đó, ta, Độc Cô Tấn, Phong Thanh Ngục, tam đại tầng 12 tử kiếp, đem chỉ huy các vị, san bằng Hiên Viên Hổ, đồ giết Thần Tông, Tiên Tông, Tâm Tông cùng Địa Tông toàn bộ cao thủ. Các vị nghe cho kỹ, từ hôm nay trở đi, chín đại thần vực không còn tồn tại, cái này thương thiên phía dưới, đại lục phía trên, chỉ có ngũ đại thần vực. Tôn thần Hiên Viên Si, hẳn phải chết. Bây giờ nghe ta hiệu lệnh. Giết! Ầm ầm! Vạn chúng sôi trào. Mà tại thời khắc như vậy, mọi người không nghĩ tới chính là, một cái thiếu niên tóc trắng, vậy mà trước một bước xông ra Cửu Long bản thần kết giới. Hắn tại vạn quân trước đó, đem vô số thi thể theo tu di giới chỉ bên trong ném đi ra, tại chỗ trồng chất thành núi. Tối thiểu mấy ngàn. Mấu chốt là, dạng này thi thể, rất nhiều người, chưa bao giờ thấy qua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là cái gì? Quỷ thần nhất tộc hoàn toàn khác biệt bộ dáng, máu tươi, khí tức, lại thêm Lý Thiên Mệnh đặc thù thân phận, lập tức đưa tới Quỷ Tông, Kiếm Tông, Thiên Tông cùng Hải Tông các loại 800.000 đại quân chú ý. Nguyên bản đang muốn trùng sát tiến Hiên Viên Hồ đại quân, bị sinh sinh ngăn trở ngăn lại. Bọn họ trừng to mắt, nhìn lấy những thi thể này chi tiết. Coi như những tử thi này tán loạn trong mắt, đều có điểm sao tồn tại. Bọn họ hình dạng hình thù kỳ quái, có giống như là người thú đồng thể, có thêm ra cánh tay, bắp đùi. Có thậm chí, có một lớn một nhỏ hai cái đầu. Lục huyết, lam huyết, thậm chí là thảm dòng máu màu trắng, càng là cùng thượng cổ điển tịch bên trong, miêu tả một loại nào đó nhân vật đáng sợ phù hợp. Nghe đồn loại kia tồn tại, trưởng khống viêm hoàng đại lục trăm vạn năm, nô dịch nhân tộc. Cứ việc tư liệu lịch sử ghi chép, có thật nhiều thêm mắm thêm muối, không thể tin địa phương, có thể trên đại thể chính xác, liền có thể chứng minh hết thảy. Tại chỗ đều là sinh tử kiếp cảnh cường giả, đại bộ phận đều trăm tuổi trở lên, kiến thức không đến mức nông cạn. Còn có một số chuyên môn nghiên cứu, địa ngục nhất tộc trưởng giả. Rất nhiều tam nguyên kiếp lão, bao quát quỷ tông cường giả ở bên trong, cơ hồ trước tiên, thì kinh hô một tiếng. Địa ngục nhất tộc. Bốn chữ này, làm cho cả Hiên Viên Hồ đều nổ tung. Bao quát quỷ tông hơn 400.000 đại quân, trên cơ bản đều ngây người tại chỗ. Bọn họ con mắt trợn tròn, thậm chí hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều người vuốt mắt, hoàn toàn không thể tin được. Lục huyết, lam huyết, nhiều cánh tay, bình quân cao hơn 3 mét, tướng mạo dữ tợn, khí huyết dồi dào, nhục thân cường hãn, lấy cộng sinh thú làm thức ăn, cái này. Đây chính là thái cổ thời đại bên trong ghi chép địa ngục nhất tộc A. Cổ Nguyên Kinh bên trong cũng có miêu tả, giống như có bộ dáng như vậy, thua thiệt hiện tại rất nhiều người còn tưởng rằng, Cổ Nguyên Kinh là lời nói vô căn cứ. Địa ngục nhất tộc vậy mà thật tồn tại, Lý Thiên Mệnh, đây là nơi nào tới? Trong lúc nhất thời, bao quát Hiên Viên Hồ bên trong, hơn 1 triệu sinh tử kiếp cảnh cường giả, đều lấy thận trọng, rung động ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng, liền xem như cửu cung thần vực, tránh thức biết 9 tầng địa ngục người, vẻn vẹn có mấy cái quỷ vương. Liền bọn họ trên 100 cái tam nguyên kiếp lão, đều toàn bộ bị mơ mơ màng màng. Đáng sợ nhất là, tự cửu cung quỷ thần bắt đầu, quỷ thần Dương Nghiệt đã tại quỷ tông truyền thừa 100.000 năm, vậy mà chưa từng có bại lộ qua. Có thể thấy được, bọn họ một nhất định có hoàn mỹ nhất ẩn nặc thủ đoạn. Đương nhiên, cho dù có người phát hiện, đoán chừng đều bị xử lý. Mọi người đối với địa ngục nhất tộc hoảng sợ cùng thận trọng, cũng không ra ngoài Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn. Bị nô dịch, bị tàn sát 100.000 năm, có chút sợ hãi, đó là dấu ở huyết mạch bên trong. Mỗi người tộc, nhìn đến cái này quỷ thần nhất tộc nháy mắt, đều tê cả da đầu. Bọn họ không có bị nô dịch trí nhớ, nhưng là tổ tiên truyền thừa xuống huyết mạch bên trong có. Đây là cừu non tại hùng sư trước mặt, bản năng run rẩy. Dù là cừu non theo chưa từng thấy qua hùng sư, lần thứ nhất đụng tới, liền biết, cái kia đào mệnh. Tại loại này tĩnh mịch thời khắc, Lý Thiên Mệnh liếc một cái địa tạng quỷ vương. Không ngoài dự liệu, gia hỏa này nhìn đến những thi thể này nháy mắt, sắc mặt tại chỗ đại biến. Cái kia tròng trắng mắt trực tiếp tinh hồng, hẹp dài ánh mắt càng là trực tiếp híp lại. Vô hình ở giữa, thì có sát khí ở tại trên thân lăn lộn. Đó là một loại chí mạng sát cơ, để Lý Thiên Mệnh trực tiếp có thể phán đoán, gia hỏa này, 100% là quỷ thần Dương Nghiệt. Lý Thiên Mệnh còn chưa lên tiếng đâu, địa tạng quỷ vương thì hừ một tiếng, lớn tiếng nói. Các vị, đừng để Lý Thải Vi chướng nhãn pháp lừa,
đều là hù dọa chúng ta, địa ngục nhất tộc đều diệt tuyệt 200.000 năm, tiểu tử này muốn dựa vào loại này chướng nhãn pháp, bảo trụ Hiên Viên Hồ. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Tất cả mọi người nghe lệnh, không cho phép ngừng bước, lập tức xuất chiến, lấy địch nhân chi huyết, tế kiếm trong tay. Nói xong, chính hắn đột nhiên vút qua, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Giết người, hủy thi. Mặc kệ ngươi từ chỗ nào đạt được những thi thể này, chỉ muốn ngươi chết, thi thể bị ta hủy, đại quân một khi xông đi vào, không ai có thể quay đầu lại. Địa Tạng Quỷ Vương tâm lý cười lạnh. Tại dạng này trường hợp dưới, chỉ dựa vào quỷ thần nhất tộc thi thể, liền có thể phá hư bọn họ 100.000 niên đại tính. Nằm mơ. Chỉ cần giết đỏ cả mắt, người nào quản quỷ thần nhất tộc. Chỉ là, để Địa Tạng Quỷ Vương tâm lý tức giận là, ngoại trừ quỷ tông bên ngoài, còn lại ba cái tông môn đều không động. Coi như quỷ tông bên trong, hưởng ứng hắn người, đại khái chỉ có chừng phân nửa. Trong đó rất lớn một bộ phận, tam nguyên kiếp lão, đều cau mày, hai mặt nhìn nhau, còn đang do dự. Lấy bọn họ 10 tầng sinh tử kiếp trở lên chiến lực, có phải hay không chướng nhãn pháp, kỳ thật trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Địa Tạng huynh, sao không chờ một lát rồi nói, để tiểu tử này nói rõ, lại giết cũng không muộn. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến, một cái âm thanh lạnh lùng. Địa Tạng Quỷ Vương không cần nhìn đều biết, thanh âm này đến từ Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm những thi thể này, đã nhìn thật lâu. Hắn coi lại Lý Thải Vi liếc một chút, nhớ tới giữa bọn hắn đối thoại. Vậy mà một lời thành sấm. Phong Thanh Ngục nhắm mắt lại thời điểm, hắn cảm nhận được, chính mình huyết mạch bên trong, loại kia đến từ tổ tiên đám tiền bối bản năng hoảng sợ. Đó là một loại cùng loại con mèo nhỏ, xù lông, cảm giác, để đầu hắn ra đã run lên. Đúng, đúng, vẫn là để hắn nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra đi, ta cảm giác có chút vấn đề a. Trường Tôn Thần Khung nhỏ giọng nói. Địa Tạng Quỷ Vương đây là sợ sao? Địa ngục nhất tộc tồn tại, chính là tất cả nhân tộc sinh tử tồn vong đại sự, siêu việt chúng ta tranh bá, nội đấu, tự giết lẫn nhau. Làm rõ ràng, đối với người nào đều có chỗ tốt. Thiên Mệnh, nói rõ ràng, những thứ này địa ngục nhất tộc thi thể, đến từ nơi đâu? Bát Quái Tâm Tông Tông chủ Lâm Quân Thiên, nói chuyện lớn tiếng đồng thời, vỗ một cái thật mạnh Lý Thiên Mệnh bả vai. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Chư vị tiền bối, trưởng bối, mọi chuyện cần thiết, xin nghe vãn bối, cho các ngươi từng cái nói rõ ràng. Trước lúc này, mời mọi người nhìn về phía Thương Thiên, viên kia bị thần Tông Thiên Nguyên đỉnh chấn thủ ngũ sắc tinh thần, nó sinh ra là thiên tinh cảnh. Vốn là một khỏa hôi tinh, ta tận mắt chứng kiến nó sinh ra, tên của nó, gọi là 9 tầng địa ngục. Mọi người hỏi ta, thi thể từ đâu tới đây? Đáp án chính là, ta chui vào ngũ sắc kết giới, tiến vào cái này 9 tầng địa ngục, giết một đám bị nhốt 200.000 năm quỷ thần nhất tộc hậu nhân, bỏ mạng trốn thoát. Mọi người muốn là không tin, đều có thể cầm những thi thể này, tận mắt nhìn, máu của bọn hắn đều vẫn là nóng. Những thứ này đều là hôm nay mới mẻ xuất hiện quỷ thần nhất tộc thi thể. Lý Thiên Mệnh lấy lớn nhất thanh âm vang dội, cơ hồ khiến mỗi người đều nghe rõ ràng hắn nói mỗi một chữ. Hắn tại lúc nói chuyện thì nhìn chằm chằm Địa Tạng Quỷ Vương một người. Hắn biểu lộ khẳng định là quái dị, bởi vì Lý Thiên Mệnh có thể chui vào 9 tầng địa ngục, với hắn mà nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cái này thậm chí mang ý nghĩa, không dùng phá hư thần thể, tiểu tử này liền có thể đem quỷ thần nhất tộc phóng xuất. Quá ngoài ý muốn. Lý Thiên Mệnh nói lời, trực tiếp tạo thành toàn trường oanh động. Hắn nói tiếp. Mọi người tiếp tục nghe kỹ, tiếp đó, ta vì mọi người giảng thuật, thiên tinh cảnh chân chính bí mật, còn có 20 vạn năm trước, một mực xen lẫn trong chúng ta nhân tộc quỷ thần dư nghiệt âm mưu kinh thiên, còn có cửu cung quỷ thần thân phận thật sự. Ta tin tưởng các vị đang ngồi ở đây có thể tu luyện tới sinh tử kiếp cảnh, đều không phải người ngu, đều có thể phán đoán cái gì gọi là thật giả. Trọng yếu nhất chính là, ta sẽ nói cho mọi người, hôm nay trận này thần vực đại chiến, nó bản chất cùng chân tướng là quỷ thần dư nghiệt, vì phá hư thiên nguyên đỉnh bên trong Hiên Viên Đại Đế thần thể, phá hư 9 tầng địa ngục sau cùng nhất trọng cầm tù kết giới, thả quỷ thần nhất tộc tái nhập nhân gian, lại nô dịch chúng ta nhân tộc trăm vạn năm. Lý Thiên Mệnh thanh âm, toàn trường quanh quẩn. Cái gì? Những lời này, càng vỡ tổ. Trong lúc nhất thời, toàn trường đại loạn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Rất hiển nhiên, lời hắn nói đều rất có trật tự. Đến mức thị phi thật giả, tất cả mọi người có thể phán đoán. Đến đón lấy,
Lý Thiên Mệnh bằng nhanh nhất nhanh mà ngắn gọn câu nói, đem thiên tinh cảnh, huyết long phong ma kết giới, hiên viên đại đế lưu lại bảo tàng, còn có hắn đối với mình bàn giao, bao quát thiên nguyên đỉnh hai cái chìa khóa những thứ này chân tướng, toàn bộ cáo chi mọi người. Hắn chỉ nói ít, nguyệt chi thần cảnh, tương quan. Dù sao hiên viên đại đế đã thông báo, chỉ có quỷ thần tái nhập tình huống dưới, mới có thể xin giúp đỡ nguyệt chi thần cảnh. Tại lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh tại chỗ phô bày đến từ hiên viên đại đế bảo tàng. Bao quát một người ngũ long hiên viên thiên hồn. Cái kia hiên viên thiên hồn, tuyệt đối là chứng minh, hắn ngôn ngữ tính chân thực có lực chứng cứ. Quỷ thần nhất tộc còn nóng hổ thi thể, càng là chứng minh. Hết thảy tất cả, chỉ cần có chút não tử, đều cơ bản có thể phán đoán. Trên trời cái kia ngũ sắc tinh thần, 100% cũng là 20 vạn năm trước, đem nhân tộc làm xúc sinh một dạng nô dịch quỷ thần nhất tộc xào huyệt. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh nâng lên cự kén, cái kia rõ ràng cũng là ngủ say thức tỉnh tiêu chí. Các vị, mọi người cũng không nghĩ đến, quỷ thần dư nghiệt chẳng những tiềm tàng tại trong chúng ta, 200.000 năm chưa bao giờ bị phát hiện, bọn họ vì ngóc đầu trở lại, so với ai khác đều cẩn thận. Cho dù có người phát hiện, đoán chừng đều bị bọn họ giết. Cho đến ngày nay, bọn họ có thể chúa tể trận này thần vực chi chiến, nói rõ thân phận của bọn hắn, nhất định cực cao, nhất định siêu cường. Cho nên, quỷ thần dư nghiệt đến cùng sẽ là ai, mọi người có đáp án a? Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn cùng ngón tay, đều chỉ hướng địa tạng quỷ vương. Xoát xoát, tất cả mọi người nhìn về phía địa tạng quỷ vương. Nhất là cửu cung quỷ tông các cường giả. Bọn họ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không đạt tới quỷ vương cấp bậc, căn bản tham dự không được quỷ tông hạch tâm. Quỷ tông cường giả cùng quỷ thần dư nghiệt, đó là hai khái niệm a. Rất hiển nhiên, một cái bí mật, người biết chỉ muốn thêm, cái kia liền sẽ có bại lộ mạo hiểm, muốn xử lý, che giấu đều không được. Cho nên, ngoại trừ quỷ vương bên ngoài, cái này hơn 400.000 quỷ tông cường giả, cũng không biết chân tướng. Thậm chí bọn họ tổ tiên, có người ly kỳ tử vong, đến bây giờ đều không tra ra hung thủ. Những người này, rất có thể cũng là phát hiện quỷ thần dư nghiệt bí mật, bị bí mật giết chết. Tràng diện một lần tĩnh mịch. Lập tức liền có người bắt đầu nói. Không, không, Lý Thiên Mệnh, điểm này ngươi nói sai, chúng ta địa tạng quỷ vương, cũng không phải quỷ thần dư nghiệt, những cái kia quỷ thần nhất tộc, trong mắt đều có điểm sao, mà lại bọn họ không có cộng sinh thú. Chúng ta chín đại quỷ vương, đều có cộng sinh thú. Có quỷ tông tam nguyên kiếp lão nói. Đúng đúng, địa tạng quỷ vương có cộng sinh thú. Hắn không là quỷ thần dư nghiệt, thất tinh thiên tông trưởng tôn thần khung liền vội vàng nói. Chân chính quỷ thần dư nghiệt, khẳng định giấu đi, cho tới bây giờ không biết thân. Không đúng, không hiện thân, làm sao thao túng đại cục. Cái kia chính là không có thao túng thôi, bọn họ ẩn giấu, thừa dịp chúng ta tru sát hiên viên si, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt con. Dù sao không phải địa tạng quỷ vương, hắn cộng sinh thú, ta thấy tận mắt. Chín đại quỷ vương cộng sinh thú, chúng ta đều gặp. Các ngươi đừng nói huyết thần khế ước ký kết cộng sinh thú. Có thể tiến hóa đến hơn 900 ngôi sao. Có thể trở thành quỷ vương. Nếu có thể vượt qua 50 ngôi sao, cái kia đều cảm ơn trời đất. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận khắp nơi đều là. Muốn không để địa tàng quỷ vương, cho mọi người một lời giải thích đi. Phong Thanh Mục nói. Vạn chúng chú mục bên trong. Địa tàng quỷ vương ho khan một tiếng, nói. Nghe Lý Thiên Mệnh nói nhiều như vậy, cá nhân ta cho rằng, quỷ thần dư nghiệt xác thực tồn tại. Mà lại bọn họ muốn mượn, chúng ta trận này thần vực chi chiến, đục nước béo cò. Có điều, đã Lý Thiên Mệnh hoài nghi ta, vậy ta thì chứng minh cho ngươi xem. Đầu tiên điểm thứ nhất, trong mắt ta không có điểm sao. Hắn quét nhìn một vòng, điểm này, mọi người có thể xác định. Tiếp theo, mọi người mời xem ta lão huynh đệ. Tự mình sau khi sinh, nó liền bồi bạn ta đến bây giờ. Bây giờ chúng ta đều là già trên 80 tuổi năm. Tận lực phu hãm ta là quỷ thần dư nghiệt, thực sự có chút quá buồn cười. Địa tàng quỷ vương lúc nói chuyện, hắn cộng sinh thú sinh ra. Vô tận hắc vụ lượn quanh, xông lên mây xanh, tại trong tầng mây lăn lộn. Đó là một đầu kinh khủng cự thú, thấy không rõ lắm bộ dáng. Nó rất tức giận, nói. Đều chừng to mắt thấy rõ ràng, ta cùng địa tàng cộng sinh nhiều năm như vậy, tuy nhiên ta tuổi tác lớn, nhưng là năm đó, cũng là từng bước một đánh ra tới. Đến mức huyết thần khế ước, có thể thành tựu ta loại này 998 ngôi sao cộng sinh thú.
Ha ha! Thanh âm của nó, chấn động thiên địa, càng đã chứng minh địa tàng quỷ vương trong sạch. Trở về đi huynh đệ. Địa tàng quỷ vương mỉm cười nói. Hắn ngữ khí bình thản, xem ra, đã tâm bình khí hòa. Lý Thiên Mệnh thì nhanh muốn tức điên. Lão hồ ly này, không nghĩ tới chứng cứ vô cùng xác thực, chân tướng nói hết ra, hiện tại ai cũng biết, quỷ thần Dư Nghiệt muốn để quỷ thần tái nhập. Nhưng mấu chốt là, địa tàng quỷ vương tại chỗ vung nồi, phủ nhận chính mình cùng quỷ thần Dư Nghiệt quan hệ. Tuy nhiên hời hợt, có thể mấu chốt là, cộng sinh thú quả thật có thể chứng minh hết thảy. Lý Thiên Mệnh coi như cùng bọn hắn nói, có lẽ sẽ có khác biệt huyết thần khế ước, đoán chừng đều sẽ không có người tin tưởng. Tối thiểu nhất, Lâm Tiêu Tiêu cùng thái cổ tà ma huyết thần khế ước, nhất định khác biệt. Mấu chốt là lúc này thời điểm, địa tàng quỷ vương căn bản không cho cơ hội. Cặp mắt của hắn trực tiếp bộc phát ra lãnh quang, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng nói. Đã hai cái chìa khóa, đều là thần tông trên tay, lấy thần tông hiện tại yếu kém, càng thủ không được cái này hai cái chìa khóa, rất có thể dẫn đến quỷ thần tái nhập, đem chúng ta cho hại. Cho nên ta đề nghị, chúng ta tiếp tục san bằng thần tông, để người mạnh hơn nắm giữ chìa khóa. Vì tránh hiểm nghi, chúng ta quỷ tông quyết định không nắm giữ chìa khóa, một thanh cho Độc Cô Tấn, một thanh cho Phong Thanh Ngục, chư vị cảm thấy thế nào? Độc Cô Tấn là người một nhà, đến mức Phong Thanh Ngục, coi như minh hữu. Tuy nhiên đến trong tay hắn, cầm về đoán chừng có hơi phiền toái, nhưng dù sao cũng so tại đối địch thần tông trong tay tốt. Hắn liếc nhìn bốn phía. Nói rất đúng, hiện tại thần tông, thì còn lại một cái Hiên Viên Hồ, liền chín tầng kết giới đều phá, lấy cái gì giữ vững chìa khóa. Một cái Hiên Viên Đạo, còn có một cái bình thường Tam Nguyên Kiếp Lão. Vạn nhất quỷ thần Dư Nghiệt hiện thân, chìa khóa trên tay bọn họ, quả thực cũng là tại bắt chúng ta nhân tộc an nguy nói đùa. Cái chìa khóa tách ra, cho hai cái tối đỉnh cấp nhân tộc cường giả nắm giữ, ta cho rằng thích hợp hơn. Trưởng Tôn Thần Khung phụ họa nói. Mọi người không nên quên, thần tông có một cái Hiên Viên Si, gia hỏa này một khi quay về thần vị, chúng ta hôm nay đã phá vỡ ngũ trọng kết giới, về sau đều phải diệt vong. Còn không bằng giết Hiên Viên Si, cái chìa khóa cầm trên tay. Dạng này quỷ thần nhất tộc, càng đừng nghĩ tái nhập, chúng ta càng có thể yên ổn không lo, đúng hay không? Nhưng là, cái này tiến công quá trình, có thể hay không để quỷ thần Dư Nghiệt, tìm tới cơ hội a? Sẽ không, bọn họ nhất định không có mạnh như vậy, nếu không đã sớm cướp đi chìa khóa. Để Độc Cô Tấn cùng Phong Thanh Ngục, mỗi người cầm một cái chìa khóa, chúng ta yên tâm. Cục diện hoàn toàn biến hóa. Địa tàng quỷ vương lão hồ ly này, lấy cộng sinh thú tự chứng minh thân phận, vẫn cổ động tất cả cường giả tin tưởng hắn. Hắn xác thực rất thanh tỉnh, liếc không ra quỷ thần nhất tộc, hắn thì tự chứng minh trong sạch. Hắn thì đoan chắc, Lý Thiên Mệnh không biết hắn lấy phương thức gì, biến hóa thành nhân tộc. Đây là 200.000 năm, quỷ thần Dư Nghiệt có thể lưu lại căn bản bí mật. Địa tàng quỷ vương, cái kia giải thích thế nào, người cùng bà Sa quỷ vương, tại ngũ sắc tinh thần bên ngoài chế tạo một cái đen trắng kết giới, tiếp dẫn, Ngô Hoàng, nói chuyện. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Người nói đùa cái gì? Người nào thấy được, người tùy tiện bịa đặt, liền có thể vu hãm ta. Địa tàng quỷ vương phẫn nộ nói. Sau khi nói xong, hắn lần nữa hạ lệnh. Chớ nhiều lời với bọn chúng, tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ, trợ giúp Độc Cô Tấn, Phong Thanh Ngục hai vị cầm tới chìa khóa. Chúng ta quỷ tông có quỷ thần Dư Nghiệt thẩm thấu, vì tự chứng minh trong sạch, tuyệt đối không tới gần chìa khóa. Vâng. Nói cho cùng, địa tàng quỷ vương tại quỷ tông, vẫn có rất lớn quyền uy. Rất nhiều người đem hắn, xem như phía trên thần một dạng kính trọng. Lý Thiên Mệnh, dù sao cũng là bọn họ khát vọng giết chết địch nhân. Coi như hắn mang đến, chân tướng, tại địa tàng quỷ vương quyết định biện pháp, hợp lý, lại có thể tự chứng minh trong sạch tình huống dưới, tại cái này nhiệt hỏa đốt tới trong đầu thời điểm, muốn trong nháy mắt này, làm ra chính thức lý trí phán đoán, vẫn có chút khó. Bất quá, chính thức theo địa tàng quỷ vương xuất động, vẫn chỉ có một nửa quỷ tông cường giả. Còn có tiểu sử giống như Trưởng Tôn Thần Khung, mang theo một phần nhỏ thiên tông người. Trang diện, vẫn có chút xấu hổ. Mấu chốt là, Độc Cô Tấn cùng Phong Thanh Ngục đều không động. Nhất là kiếm tông bên này. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, tại thời điểm như vậy, còn muốn tiến hành một trận hỗn chiến, rất dễ dàng cho chân chính quỷ thần Dư Nghiệt, tìm tới cơ hội. Dù cho công kích người tới không nhiều, Lý Thiên Mệnh đối mặt cái kia sát khí ngút trời địa tàng quỷ vương, vẫn là không có cách nào.
hắn chỉ có thể lui về Cửu Long bàn thần kết giới. Chỉ cần địa tàng quỷ vương cổ động đi xuống, sẽ chỉ có nhiều người hơn, xông vào hiên viên hồ tử chiến. Tình huống vẫn nguy cấp. Tại thời điểm như vậy, bỗng nhiên phát sinh một kiện, khiến người ta cười sặc sụa thần kỳ sự tình. Trên trời kiếm quang lấp lóe, một người có mái tóc phun loạn, toàn thân nhuốm máu người say, từ trên trời giáng xuống. Hắn như là sao băng một dạng, đập vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh khẽ vươn tay, cứng rắn đứng trung bình tấn, thân thủ lưng mỏi ôm một cái, cứ thế mà tháo bỏ xuống ra hỏa này lực lượng, để hắn miễn ở đập xuống đất. Đậu đen rau muống, thiên nguyên đỉnh hỏa lực không đủ, nửa đường rớt xuống, Thiên Mệnh, mau dẫn ca tiến kết giới A. Người tới, chính là Âu Dương Kiếm Vương. Ai cũng biết, trên người hắn có một cái chìa khóa. Đều lúc này thời điểm, người còn ở bên ngoài loạn lắc. Lý Thiên Mệnh kém chút thổ huyết. Hắn còn tưởng rằng, hắn trốn ở hiên viên hồ bên trong đây. Âu Dương Kiếm Vương xuất hiện, có thể nói, lại lần nữa cắt đứt địa tàng quỷ vương, để hắn ngây ra một lúc. Ngay sau đó, đại chuyện phát sinh. Trên trời một đạo bạch quang đánh thẳng tới, phát ra tức giận tiếng giống, hướng về Âu Dương Kiếm Vương đánh tới. Chạy mau, ta đã đem nàng tổ tông 18 đời đều mắng xong, nàng hiện tại não tử đều tức nổ tung. Nhanh a! Tại Âu Dương Kiếm Vương quái khiếu bên trong, Lý Thiên Mệnh vội vàng ôm ngang hắn, vọt vào Cửu Long bản thần kết giới. Ầm ầm, một cái cao hơn 3 mét, hình như vượn người đồng thể, toàn thân màu trắng bệch, trong mắt có hơn 900 điểm sao quái vật hình người, ầm ầm đập xuống đất, làm đến khắp nơi tại chỗ bạo liệt. Hống hống hống, nhìn ra được, quái vật này thật bị tức nổ tung. Nàng trong hai mắt tràn đầy huyết, hàm răng của mình cắn nát bờ môi, móng vuốt xé rách lồng ngực của mình. Cái kia kinh khủng bạo lệ chi khí bao phủ ra. Nàng thời khắc này táo bạo, tựa như là cả nhà của nàng, bị Âu Dương Kiếm Vương lăng nhục đến chết giống như. Nàng cũng là bà Sa Quỷ Vương. Không có người biết dọc theo con đường này, Âu Dương Kiếm Vương làm sao nhục mạ nàng, có thể đem nàng tức giận thành dạng này, hoàn toàn mất hết thần trí. Có lẽ, đây là nàng bà Sa Quỷ Vương, bày ra bản thể tai hại. Khi nàng đập xuống đất thời điểm, trong lúc nhất thời, hơn 1 triệu đờ đẫn ánh mắt, rơi trên thân nàng. Càng là làm cho địa tàng quỷ vương, đều sinh sinh ngừng lại. Tràng diện, lại lần nữa tĩnh mịch. Hô hô hô, bà Sa Quỷ Vương kịch liệt thở dốc. Nàng vốn muốn tiếp tục truy đuổi Âu Dương Kiếm Vương, có thể đuổi mấy bước về sau, cước bộ của nàng càng ngày càng chậm. Sau đó, nàng sắc mặt đại biến, hoảng sợ quay đầu. Con mắt của nàng, vừa vặn đụng phải địa tàng quỷ vương đờ đẫn ánh mắt. Lần này, địa tàng quỷ vương, là thật mộng. Ngươi, còn không có cầm tới chìa khóa. Bà Sa Quỷ Vương ngốc trệ hỏi. Cũng đã lâu rồi. Dựa theo đạo lý, địa tàng quỷ vương bên này nhiều người như vậy, đã sớm đem hiên viên hồ hủy diệt a. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, tới cái Lý Thiên Mệnh, cắt đứt địa tàng quỷ vương tiến công, càng là tuyên bố chân tướng. Nếu như không có người biết chân tướng, nàng cái dạng này hướng đến nơi đây, chém giết Âu Dương Kiếm Vương, lấy đi chìa khóa, căn bản sẽ không có người hoài nghi. Dù sao, không ai sẽ đem cái này bỗng nhiên xuất hiện quái vật, cùng bà Sa Quỷ Vương, quỷ thần Dư Nghiệt liên hệ với nhau. Cầm tới chìa khóa, nàng cũng coi như công thành lui thân. Thế nhưng là, bên này còn không có đánh đâu. Chẳng những không có đánh, liền quỷ thần nhất tộc chân tướng, đều hoàn toàn bại lộ. Trong lúc nhất thời, nàng trực tiếp thành toàn trường tiêu điểm. Nhất là, nàng rơi xuống. Vậy mà trước tiên cùng địa tàng quỷ vương nói chuyện, kia liền càng tuyệt. Cho đến lúc này, nàng mới nhìn đến đầy đất, đều là nàng quỷ thần nhất tộc thi thể. Cái này, chuyện gì xảy ra? Bà Sa Quỷ Vương triệt để choáng váng. Quỷ thần nhất tộc, sống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, toàn trường thét lên. Quỷ thần là cái gì nhất tộc? Đây là bà Sa Quỷ Vương, bị ta mượn dùng thiên nguyên đỉnh lực lượng, chém giết cộng sinh thú. Tại chỗ thì biến thành dạng này, trong mắt bên trong điểm sao đều xuất hiện. Âu Dương Kiếm Vương hùng hùng hổ hổ, theo Lý Thiên Mệnh trong lồng ngực xuống tới, tức giận nói. Bà Sa Quỷ Vương, cộng sinh thú chết rồi, biến thành dạng này. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Sau đó, hơn 1 triệu người, chật cái đầu, đem ánh mắt đặt ở địa tàng quỷ vương trên thân. Tất cả mọi người nhớ rõ. Cái kia bà Sa Quỷ Vương hóa thành quái vật, ngày đầu tiên. Vô ý thức cùng địa tàng quỷ vương nói một câu, người còn không có cầm tới chìa khóa. Đây là ý gì?
là cá nhân đều hiểu a. À. Nàng coi là địa tàng quỷ vương, đã cầm tới chìa khóa. Địa tàng quỷ vương mục tiêu thứ nhất, lại là chìa khóa. Như vậy, hắn là cái gì, chẳng phải vừa xem hiểu ngay sao? Trong lúc nhất thời, toàn trường bạo loạn. Nhất là quỷ tông hơn 400.000 cường giả, cơ hồ thổ huyết. Chúng ta cung phụng mấy trăm năm thứ nhất, thứ hai quỷ vương, bọn họ là quỷ thần nhất tộc. Triệt để nổ. Im miệng, ai có thể chứng minh, Âu Dương Kiếm Vương nói lời là thật. Nói có thể chứng minh cái này quỷ thần dư nghiệt, cũng là bà sa quỷ vương. Cũng có người đưa ra không đồng ý với ý kiến. Cái kia, nhà ta cậu ca có thể chứng minh. Âu Dương Kiếm Vương vừa nói, toàn trường tĩnh mịch. Sau đó, Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển xuất hiện. Mọi người đều biết, nhà ta cậu ca là một cái tóc vàng chó, hiện tại, nó bị bà sa quỷ vương, thiên vân cự thú, cho sinh sinh nhuộm thành màu trắng. Chư vị nếu là không tin, còn có thể đi Thiên Nguyên Thần Sơn nhìn xem, chỗ đó cả tòa núi, đều bị thiên vân cự thú, thiên vân phấn, cho phủ lên, tối thiểu 1 mét dày. Lại không thành, địa tàng quỷ vương ngươi để chân chính bà sa quỷ vương đi ra, nàng cũng không phải người già si ngốc, tại đoàn người trước mặt lộ cái đầu, độ khó khăn không cao a. Âu Dương Kiếm Vương liên tục 3 câu nói, triệt để chắn chết rồi, tất cả vì địa tàng quỷ vương người nói chuyện. Chứng cứ. Vạn sự đều coi trọng chứng cứ. Mấu chốt là, hiện tại tất cả chứng cứ, đều thuyết minh địa tàng quỷ vương cùng bà sa quỷ vương, thì là địa ngục nhất tộc. Đúng rồi, còn có Tử Tiêu quỷ vương, đều cho ta làm thịt, bất quá tên kia, đoán chừng không là địa ngục nhất tộc. Nói cách khác, 9 đại quỷ vương, ngoại trừ địa tạng bà sa, đều chết sạch. Tại dạng này tĩnh mịch thời khắc, Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Trong tay hắn, mang theo một cái màu trắng đầu người. Địa tàng quỷ vương. Hắn giống to một tiếng. Tất cả mọi người, đều thấy được trong tay hắn màu trắng người đầu, bao quát địa tạng, bà sa. Ngươi nhìn đây là cái gì? Quen biết sao, đây là ta tại 9 tầng địa ngục giết quỷ thần nhất tộc. Bọn họ xưng hô hắn là quỷ thần thái tử. Nói cách khác, nó là các ngươi nhất tộc tương lai hoàng, kích thích sao? Phẫn nộ sao, tới giết ta a? Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đem chàng diện, cho khống chết rồi. Âu Dương Kiếm Vương giúp đại ân, cái này thái tử, đoán chừng có thể lấy ra làm nhất kích chí mệnh. Mặc kệ địa tàng quỷ vương cỡ nào giảo hoạt, làm hắn nhìn đến cái này quỷ thần thái tử thủ cấp về sau, hoàn toàn nhịn không được, phát ra một tiếng thê lương nộ hống. Bà sa quỷ vương, cũng là như thế. Một cái quỷ thần thái tử, tại dạng này chứng cớ rành rành tình huống dưới, để bọn hắn triệt để bại lộ. Không có người, sẽ lại tin tưởng địa tàng quỷ vương. Bao quát trưởng tôn thần khung ở bên trong, hắn vội vàng lùi lại mấy bước, bờ môi đều đang run rẩy. Ta kém chút giúp quỷ thần nhất tộc, tái nhập nhân gian, nô dịch chúng ta. Cái này, muốn là tổ tiên biết, sẽ đem ta mắng chết a. May mắn, bị chúng ta khám phá. Trưởng tôn thần khung kém chút lấy nước mắt rửa mặt. Người có dục vọng, cũng có hoảng sợ. Đối cương vực, tư nguyên, lớn mạnh khao khát, đều là dục vọng. Đối quỷ thần nhất tộc, đó là nguồn gốc từ trăm vạn năm bị nô dịch hoảng sợ. Tại chân tướng vô cùng xác thực thời điểm, chí mạng hoảng sợ, nhất định sẽ chiến thắng dục vọng. Rất đơn giản một cái đạo lý. Một đám cừu non tại tranh đoạt bãi cỏ lúc, đối diện sư tử tới, lúc này thời điểm cái kia làm gì? Tiếp tục đoạt thảo. Bãi cỏ cướp được, có mệnh ăn sao? Trưởng tôn thần khung hung hăng quăng chính mình một bàn tay. Tông chủ, người có thể tuyệt đối đừng tái phạm hồ đồ a. Cái kia quỷ thần nhất tộc, cũng không phải đùa giỡn a, điển tịch ghi chép, bọn họ bắt chúng ta làm xúc sinh đó a. Trong tộc rất nhiều trưởng giả, vội vàng quỳ gối trưởng tôn thần khung trước mặt. Coi như trưởng tôn thần khung còn muốn trợ giúp địa tạng, hắn đều không người có thể dùng. Có thể thật tốt làm người, ai muốn làm xúc sinh a? Trưởng tôn thần khung run rẩy nói. Toàn bộ thất tinh thiên tông ý nghĩ, đều rất rõ ràng. Cái này không là một người, có thể định đoạt sự tình. Coi như trưởng tôn thần khung não tử có bệnh, còn muốn tiến công thần tông. Nhìn lại, hắn người đều phải chạy. Kỳ thật không cần phải nói thất tinh thiên tông. Càng sụp đổ chính là cửu cung quỷ tông. Mặc kệ những thứ này kiếp lão, bình thường như thế nào hung tàn, bọn họ đều là người, thực chất bên trong đối quỷ thần nhất tộc hoảng sợ, vẫn tồn tại. Tín ngưỡng 100.000 năm cửu cung quỷ thần, vậy mà không phải chủng tộc ta. Rất nhiều người tin ngửa đổ sụp, nội tâm thống khổ, vô cùng thê thảm. Cho dù có người,
Ruồng bỏ không được tín ngưỡng, thế nhưng là nhìn một chút bà Sa Quỷ Vương dáng vẻ, đều không được hít một hơi hơi lạnh. Người đứng vững, có thể trong huyết mạch hoảng sợ, nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng tâm lý, căn bản khống chế không nổi, để ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Có chút đau xót, một cái thị tộc, 200 ngàn năm truyền thừa, cũng không quên được. Chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa, ngăn cách, chính là khoảng cách cực lớn. Có thể quên trên người mình, chảy chính là cái gì huyết người, vĩnh viễn chỉ là số ít. Giết quỷ thần Dư Nghiệt. Lý Thiên Mệnh trước tiên ở Cửu Long bàn thần trong kết giới giống lên một tiếng. Giết bọn hắn. Ngay sau đó, trong kết giới tứ đại tông môn kiếp lão, đều theo Lý Thiên Mệnh chấn giống. Giết. Kết giới bên ngoài, Thiên Tông, Hải Tông cùng Kiếm Tông, đều có không ít người, thêm vào đội ngũ, cùng một chỗ gào rú. Chỉ có Quỷ Tông các cường giả rất xấu hổ. Bọn họ quá khó mà tiếp nhận, toàn bộ Cửu Cung Quỷ Tông, lại là từ quỷ thần Dư Nghiệt sáng tạo sự thật này. Ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều người, thêm vào nộ hống. Bộ phận này người, đối quỷ tông cảm tình không mạnh, thậm chí là về sau thêm vào Cửu Cung thần vực. Chỉ bất quá, có bọn họ dẫn đầu, lại vô cùng hung ác chi đồ, cũng không dám khinh thị quỷ thần nhất tộc mang tới ác mộng. Tình thế rốt cục đại biến. Tại chỗ hơn 1 triệu sinh tử kiếp cảnh cường giả, tối thiểu có 1 triệu trở lên, đã trợn mắt nhìn. Tại vô hình ở giữa, bọn họ áp hướng địa tạng, bà Sa hai vị quỷ vương. Tiếng kêu giết rầm trời. Hai vị quỷ vương, đã cùng đường mặt lộ. Nhưng, bọn họ rất mạnh sự thật, đồng dạng không cách nào xem nhẹ. Tại cái này đại thế đã mất trước mắt, địa tàng quỷ vương cùng bà Sa quỷ vương liếc nhau một cái, thiên địa dao động, bọn họ vẫn tỉnh táo. Cầm chìa khóa. Lần này, bọn họ hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Hai người này khoảng cách kết giới rất gần. Bọn họ tại chỗ để mắt tới Âu Dương Kiếm Vương cùng Hiên Viên Đạo. Hai cái tầng 12 tử kiếp đỉnh cao cường giả, đã từng Viêm Hoàng Đại Lục đệ nhất đệ nhị, vọt thẳng tiến kết giới. Coi như không có Quỷ Tông đại quân, hai người bọn họ tăng thêm Khương Vô Tâm, vẫn đáng sợ. Mấu chốt là, căn bản không có, có thể cản bọn họ lại người. Ầm ầm. Trong kết giới ngăn cản cường giả, trực tiếp người ngã ngựa đổ. Liền cái kia Lâm Quân Thiên, San Hô Tiên Tử bọn người, đều bị bà Sa Quỷ Vương trực tiếp đập bay ra ngoài, không rõ sống chết. Tại cái này tình huống khẩn cấp dưới, cũng không tính lớn Hiên Viên Hồ, phải xử lý cái này hai đại đỉnh phong cường giả, thật đúng là không dễ dàng. Thí dụ như cái kia địa tàng Quỷ Vương cộng sinh thú, xông vào Hiên Viên Hồ, hắc vụ trong nháy mắt lách qua đi, cuốn về phía mấy chục vạn đại quân. Lại tính cả Khương Vô Tâm, Cửu Long bản thần kết giới áp lực đột nhiên gia tăng. Đáng sợ là, hai vị này căn bản không cùng người bình thường chiến đấu. Bọn họ thế như trẻ tre, xuyên thấu vây quanh, chính là muốn vạn quân từ đó, bắt giặc phải bắt vua trước. Không có đại quân trùng sát, độ khó khăn lớn hơn rất nhiều, nhưng lấy hai vị này quỷ thần Dư Nghiệt thần dũng, Hiên Viên Đạo cùng Âu Dương Kiếm Vương, đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Nhất là Âu Dương Kiếm Vương, hắn hiện tại cơ bản không có chiến đấu lực. Trong lúc nhất thời, cả tòa Hiên Viên Hồ, lại lần nữa đại loạn. Bảo vệ bọn hắn. Phía ngoài cường giả, ngoại trừ đại bộ phận quỷ tông cường giả, vẫn xấu hổ, mê mang, không có động tĩnh bên ngoài. Còn lại 3 cái tông môn, bao quát Kiếm Tông Thái Ất Kiếm Tộc, đều vọt thẳng tiến đến trợ giúp. Chỉ tiếc, đằng sau người tiến vào, càng là theo không kịp hai đại quỷ vương. Phanh phanh phanh. Tại bọn họ bạo lực trùng sát phía dưới, quả thực máu chảy thành sông. Mà lại, đây là một cái dày đặc hoàn cảnh, rất nhiều người cũng không dám dùng linh tinh cộng sinh thú thần thông. Bởi vì, vậy rất có thể ngộ thương chính mình người. Đi! Lý Thiên Mệnh cuốn lên Thiên Chi Dực, mang theo Âu Dương Kiếm Vương khẩn cấp lui về. Bà Sa Quỷ Vương truy hướng về phía phương hướng của hắn. Một cái khác địa tàng Quỷ Vương, thì mang theo hắn cộng sinh thú, lấy một địch ngàn, tách ra đám người, truy hướng về phía Hiên Viên Đạo. Hiên Viên Đạo lúc này thời điểm, đang cùng Lý Thải Vi khống chế Khương Vô Tâm. Một khi địa tàng quỷ vương đến bọn họ cái kia phạm vi, đem Khương Vô Tâm phóng xuất ra, vậy thì phiền toái. Hai vị này quỷ thần Dư Nghiệt, đã buông tay đánh cược một lần, sinh tử không để ý. Tại loại này tình huống khẩn cấp dưới, tất cả mọi người đem lo lắng ánh mắt, tìm đến phía Phong Thanh Ngục cùng Độc Cô Tẫn. Bọn họ hiện tại là nhân tộc hai đại đứng đầu cường giả. Nhất là Phong Thanh Ngục. Lục đạo kiếm ma, nhanh đi vào hỗ trợ a, ngươi có thể cản bọn họ lại.
ngươi làm sao còn đứng lấy a? Động thủ a? Còn bất động, ngươi tính là gì cường giả? Ngươi không phải tự cho mình siêu phàm, tự xưng là thiên hạ đệ nhất sao? Ngươi cường giả chi tâm đâu? Đúng rồi, mọi người đừng quên, Khương Vô Tâm là đệ tử của hắn. Ngươi dạy đến cái gì đệ tử? Vì quỷ thần dư nghiệt hiệu lực, đây là chính ngươi tạo nghiệt, ngươi muốn tự mình giải quyết. Muốn là hại thiên hạ thương sinh, ngươi lục đạo kiếm ma chắc chắn để tiếng xấu muôn đời. Mọi người gặp hắn bất động, mắng càng ngày càng hung. Phong Thanh Mục, ngươi đem Khương Vô Tâm bồi dưỡng thành ma quỷ, ngươi tự gây nghiệt, không thể sống. Những lời kia, tựa như là một thanh thanh kiếm, cứ như vậy đâm ở trong lòng. Phong Thanh Mục lung lay đầu. Cặp mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào, Khương Vô Tâm trong tay thương khung thần kiếm. Hắn, đến cùng đi nơi nào? Mờ mịt tứ phương, thiên hạ đại loạn, lại không thân ảnh của hắn. Nói tốt sau khi chiến đấu trùng phùng, người đâu? Đúng vào lúc này. Tại cái này đại loạn bên trong, một đầu toàn thân nhuốm máu hùng ưng, bay đến Phong Thanh Mục trước mắt. Vô ý đâu? Phong Thanh Mục thanh âm khàn khàn, liền vội hỏi. Hắn, bị người đệ tử giết, các huynh đệ khác, đều cho hắn ăn. Hùng ưng kêu rên. Khương Vô Tâm ăn ba đầu kiếm thú, chạy một đầu. Nó trọng thương sắp chết hôn mê, thẳng đến lúc này, mới tìm được Phong Thanh Mục. Phong Thanh Mục, đó là đệ tử của ngươi, ngươi nhất định phải muốn cho chúng ta một cái công đạo. Là ngươi hại chết vô ý. Ngươi không bồi dưỡng Khương Vô Tâm, không bắt hắn đổi tinh đồ, hắn liền sẽ không biến thành ma quỷ. Rầm rầm rầm. Những thứ này oán hận lời nói, giống như sấm sét giữa trời quang, đập vào Phong Thanh Mục trên đầu. Là ta, hại chết hắn. Làm hắn lui lại ba bước, sắc mặt trắng bệch thời điểm, cái kia hùng ưng đem một cỗ thi thể, theo trong bụng phun ra. Chính là kiếm vô ý. Đầu của hắn, bị vặn đến gáy. Ây! Phong Thanh Mục toàn thân run rẩy, đi ra phía trước, quỳ gối trước mặt hắn, đem cái này áo lam thi thể, ôm trong tay. A, a, a! Nước mắt của hắn tràn mi mà ra, liên tục thê lương ba tiếng kêu thảm, như là tê tâm liệt phế, khiến người ta động dung. Là ta hại chết hắn, là ta, là ta. Hắn theo rơi lệ, chuyển thành cười khổ, chuyển thành run rẩy. Thống khổ nhất là hắn thân thủ đem Khương Vô Tâm, đưa đến cửu cung thần vực, thân thủ đem hắn chế tạo thành dạng này. Hắn run rẩy nhìn lấy, trong tay cái này thi thể huyết nhục mơ hồ. 10 năm, tương lai, hết thảy, cứ như vậy tan thành mây khói. Vô ý, ngươi nói, cuộc sống như thế, còn có ý nghĩa gì? Ta, thật là một cường giả sao? Nói thật, hắn loại phản ứng này, rất nhiều người đều nhìn đến không hiểu ra sao. Bọn họ là chí thân sao? Cũng không phải là. Thế nhưng là vì cái gì, Phong Thanh Mục tựa như là, đã mất đi người thân cận nhất. Sẽ không có người minh bạch, bọn họ làm kiếm đạo si cuồng. Càng không hiểu bọn họ ái kiếm người, như thế nào đối đãi chi kỷ. Từng nhớ năm đó, dưới trời chiều, mũi kiếm phong mang đối lập. Hai người hiểu ý cười một tiếng. Lúc này, lại không thanh xuân. Phong Thanh Mục hai mắt nhắm lại, thân thể ở giữa, nhấc lên sóng to gió lớn. Hôm nay, ta cầu một cái chết, ta cầu một cái chuộc tội. Vô ý, chờ ta một lát. Ong ong ong. Hắn không kẹt chết cướp. 30 năm trước, hắn thì có tiến tầng 12 tử kiếp tư bản, hắn vốn là muốn hoàn thành tâm nguyện, lại trùng kích con đường thành thần. Mà bây giờ... Hắn buông ra gông xiềng. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, hắn khí thức tăng vọt, do sinh nhập tử, bước vào một bước cuối cùng. Đương đương đương. Chu thiên lục kiếm xuất hiện, oanh minh chấn động. Dù là trên đó có một đầu không có ý nghĩa vết nứt, tựa hồ cũng không ảnh hưởng uy lực. Còn lại tam đại kiếm thú, dung hội tiến trường kiếm bên trong. Cự thú oanh minh, trường kiếm kinh thiên. Hắn đem kiếm vô ý, yên ổn để dưới đất. Các vị. Hắn đi hướng cửu long bàn thần kết giới, hai mắt nhìn chằm chằm dã thú kia giống như Khương Vô Tâm. Chính ta tạo nghiệt, tất cả báo ứng, ta tự mình tới kháng. Ta Phong Thanh Mục, sẽ không thiếu các ngươi, một phân một hào. Mặc kệ Phong Thanh Mục lúc này khí chàng như thế nào dọa người, nhìn đến hắn cầm kiếm, xông vào cửu long bàn thần kết giới, để mắt tới đệ tử của hắn Khương Vô Tâm, mọi người cuối cùng thở dài một hơi. Tuy nhiên quỷ thần dư nghiệt, đã thành độc nhất. Đều là thần phía dưới vô địch, cảnh giới, liền lâm quân thiên loại này tông chủ, đều chịu không được một chiêu. Tại địa tàng, bà Sa cùng Khương Vô Tâm tàn phá bừa bãi phía dưới,
Hiên Viên Hồ vẫn đại loạn, nhu cầu cấp bách chân chính đỉnh cấp cường giả, hạn chế lại bọn họ. Một khi có người kiềm chế, bọn họ người đông thế mạnh ưu thế, cũng có thể phát huy ra đến. Liên thủ phía dưới, cho cái này quỷ thần dư nghiệt mang đến đả kích. Phong Thanh Mục, sẽ nói cho ngươi biết một việc, chúng ta xuất chinh trước, quỷ vương an bài Khương Vô Tâm, ăn chúng ta cửu cung thần vực 10 tòa thần thành, hết thảy 50 triệu cộng sinh thú. Điều này nói rõ, Khương Vô Tâm rất có thể, cũng là quỷ thần dư nghiệt. Chúng ta chọn vẹn 5.000 vạn nhân tộc, tương đương với bị phế sạch, đã mất đi chiến đấu đồng bọn. Nếu như ngươi không giết chết Khương Vô Tâm, bút chướng này, có thể coi là đến trên đầu ngươi. Đó là cái kình bạo tin tức. Nó từ cửu cung quỷ tông Tam Nguyên Kiếp Lão nói ra miệng, càng tuyệt đối sẽ không có lỗi. Quỷ thần nhất tộc, thật sự là xem mạng người như cỏ rác a. Hai vị quỷ vương đối với mình người, đều tàn nhẫn như vậy, chúng ta sớm cái kia nghĩ đến, bọn họ không phải chủng tộc ta. Thật đã chết rồi 50 triệu. Nào thần thành, người nhà của ta ở trong tối số không thần thành. Thầm số không thần thành, cũng là hắn một. Tin tức như vậy, tại trước khi chiến đấu cưỡng ép che giấu, bây giờ tiết lộ ra ngoài, càng làm cho tất cả cửu cung quỷ tông cường giả, đúng dấu, bà xa hai cái quỷ thần dư nghiệt, cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Các vị, chúng ta cũng đi vào hỗ trợ đi. Ngăn cản cái này quỷ thần dư nghiệt, bọn họ mới thật sự là xúc sinh. Cửu cung quỷ tông còn có trên 100 vị, 10 tầng sinh tử kiếp, trở lên Tam Nguyên Kiếp Lão. Trong đó, 10 tầng tử kiếp đều có 32 bên. Lúc này thời điểm tại giao lưu phía dưới, bọn họ vậy mà được bắt đầu chuyển động. Chỉ có Tam Nguyên Kiếp Lão mới có thể miễn cưỡng ngăn trở cái này ba cái chí cường quỷ thần dư nghiệt. Liền quỷ tông Tam Nguyên Kiếp Lão đều bởi vì 50 triệu đồng bào mất đi cộng sinh thú mà cảm thấy phẫn nộ, bi thương. Lại càng không cần phải nói Kiếm Tông, Thiên Tông, Hải Tông Tam Nguyên Kiếp Lão. Tăng thêm trong kết giới, tứ đại tông môn Tam Nguyên Kiếp Lão, tối thiểu có hơn 150 người, mang lấy bọn hắn cộng sinh thú, tràn vào kết giới. Trên dưới một lòng. Trường hợp như vậy, tại khai chiến trước đó, không ai sẽ nghĩ tới. Đã từng sinh tử cừu địch, tại đối mặt quỷ thần nhất tộc ác mộng thời khắc, liên hợp đến cùng một chỗ. Quỷ tông cùng thần tông Tam Nguyên Kiếp Lão, vậy mà kề vai chiến đấu. Có lẽ, đây cũng là nhân gian cùng hồng trần, đầy đủ chân quý địa phương đi. Những thứ này Tam Nguyên Kiếp Lão, chủ yếu đều đi ngăn cản bà Sa Quỷ Vương. Bởi vì, bà Sa Quỷ Vương truy chính là Lý Thiên Mệnh cùng Âu Dương Kiếm Vương. Nàng đã không ai cản nổi. Có bọn họ dây dưa, cái kia đại sát tứ phương bà Sa Quỷ Vương, cuối cùng bị chặn lại xuống tới. Lý Thiên Mệnh trợ giúp Âu Dương Kiếm Vương, ngăn cản nhiều lần công kích, ở ngực chúng bà Sa Quỷ Vương nhất trảo, ngũ tạng lục phủ kém chút đều bị móc đi ra. May mắn có Thanh Linh Tháp tại, thương thế bằng tốc độ kinh người khỏi hẳn. Người tiến Nhiên Linh Cung, bên trong còn có một tầng, bên trong kết giới. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Không tốt à. Âu Dương Kiếm Vương nói. Đi ngươi. Hắn hiện tại trọng thương chưa lành, tại nơi này chính là thêm phiền. Lý Thiên Mệnh trực tiếp một chân đá vào hắn cái giám phía trên, cho hắn đá bay ra ngoài. Nhìn lại, bà Sa Quỷ Vương đã lâm vào, trên 100 vị Tam Nguyên Kiếp Lão liên thủ vây công bên trong. Ta dựa vào, toàn dân giết địch. Tràng diện này để cho ta còn có chút cảm động. Lý Thiên Mệnh bất khả tư nghị nói. Rất bình thường, tất cả mọi người không muốn làm xúc vật. Huỳnh Hỏa bĩu môi nói. Ngươi thấy cái này bà Sa Quỷ Vương trong tay Vong Xuyên Minh Kỳ sao? Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Thấy được a, có cái gì đặc thù? Huỳnh Hỏa nói. Ngươi tin không, cái này một thanh thần vật sát khí, so Tử Linh Quỷ Vương còn nặng hơn gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh thông qua đế quân thẩm phán chi nhãn. Nhìn đến não tử oanh minh. Thật là đáng sợ. Ý gì lão đệ? Huỳnh Hỏa hỏi. Đây là 10 vạn năm trước, cửu cung quỷ thần đoán tạo thần vật. Cái này Vong Xuyên Minh Kỳ bên trong, chỉ ít nhốt 300 triệu trở lên mệnh hồn. Truyền thuyết người sau khi chết, mệnh hồn sẽ lại vào luân hồi, rửa sạch trí nhớ, chuyển thế trùng sinh. Mà cửu cung quỷ thần thì lại lấy cái này Vong Xuyên Minh Kỳ, cầm tù mệnh hồn, làm đến bọn hắn không thể vào luân hồi, vĩnh thế không cách nào giải thoát. Nhớ đến cha ta trước kia đem cản đế, cầm tù vào luân hồi kính, chính là giống nhau phương pháp. Bất quá tính chất hoàn toàn khác biệt, cha ta là vì trừng trị cản đế tội nghiệt, mà cửu cung quỷ thần là lấy cái này 300 triệu mệnh hồn hồn lực, đến tăng cường Vong Xuyên Minh Kỳ lực lượng. Nói cách khác, hiện ở bên trong cầm tù có 300 triệu,
không thể vào luân hồi mệnh hồn, nhưng trên thực tế cái này 100.000 năm qua, vòng xuyên minh kỳ người sử dụng, không ngừng đang tiêu hao mệnh hồn. Như vậy, cái này một thanh tà khí, tối thiểu để 500 triệu người sống không bằng chết. Lý Thiên Mệnh thanh âm, càng ngày càng bi thương. Đây là ác, vẫn là khác biệt chủng tộc ở giữa thù không đợi trời chung. Trên thế giới này rất nhiều chuyện, hai mắt đều thấy không rõ lắm. Thiện ác như thế nào kết luận? Người ăn dã thú, đồng dạng số lượng ức vạn, đó chính là ác sao? Những thứ này quỷ thần dư nghiệt, có lẽ đem nhân tộc, đồng dạng nhìn thành là dã thú. Khác nhau ở chỗ, nhân tộc có trí tuệ thôi. Lại nói thí dụ như, đối với hạo hãn vũ trụ, vô tận thời gian cùng không gian tới nói, nhân mạng chỉ là nháy mắt hạt bụi nhỏ. Những thống khổ kia, sung sướng, đối vũ trụ tới nói, là không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh tại đầu này trên con đường tu hành, hắn cũng tại thăm dò. Thường xuyên hoài nghi, thường xuyên hỗn loạn. Mỗi khi lúc này, Lý Mộ Dương nói lời, hết thảy không thẹn lương tâm, chính là ổn định tâm cảnh tốt nhất một câu. Không thẹn lương tâm, tâm, liền là mình. Hết thảy theo chính mình xuất phát. Hỗn độn thần đế, hắn hẳn là nhân tộc, mà ta Lý Thiên Mệnh, cũng là nhân tộc. Trong thân thể ta, giữ lại là cái gì huyết, ta nên lấy chủng tộc gì thị giác đến bình tĩnh cửu hận, bình tĩnh thiện ác. Ta là người, tự nhiên lấy dân làm gốc, người nào giết hại tộc ta, ta nhất định phải phấn khởi phản kích. Ăn cây táo rào cây sung, mới đáng hận hơn. Đế đạo làm vua, liền hẳn là nhân tộc thiên đạo, đã đế quân thẩm phán chi nhãn, đem vong xuyên minh kỳ định là ác, như vậy, nó cũng là ác. 300 triệu mệnh hồn, vào không được luân hồi, nếu có thể giải cứu bọn họ ra khổ hải, bọn họ liền sẽ cảm kích ta, đây cũng là ta vô lượng công đức. Tâm chấn định, để hắn tại chứng kiến thế gian lớn nhất tàn khốc về sau, còn có thể ý chí mãnh liệt. Bà Sa Quỷ Vương, tam nguyên kiếp lão cũng dám vây quanh nàng, Lý Thiên Mệnh có gì không dám. Hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, một người bốn thú, xông vào chiến trường. Ý nghĩ trong lòng, chỉ là một cái thoáng mà qua. Không có người biết, hắn trải qua run rẩy cùng dãy giụa. Bởi vì không có người biết, vong xuyên minh kỳ, chế tạo qua bao nhiêu thảm kịch. Quỷ thần nhất tộc sẽ không thương tiếc nhân mạng. Bọn họ giống như giết hại heo chó một dạng, đem 300 triệu mệnh hồn lấy ra làm vũ khí. Đây hết thảy sự thực máu me, đều đang nói rõ. Người cùng quỷ thần, đó là thù không đợi trời chung. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hiên Viên Đại Đế, sẽ cùng chính mình nói ra một cái cầu chữ. Chứng kiến, liền hiểu. Huống chi, bọn họ còn bị nhốt 200.000 năm. Một khi làm lại, Viêm Hoàng Đại Lục sẽ làm bị biển máu chìm ngập. Giết! Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Bà Sa Quỷ Vương đã bị vây lại, bị thần thông oanh tạc, đây là cơ hội tốt nhất. Một cái khác trên chiến trường. Địa Tàng Quỷ Vương mang theo hắn cộng sinh thú, xông về Hiên Viên Đạo. Hiện tại Cửu Long Bàn Thần kết giới cùng Đại Mộng Tâm giới uy lực, đều áp chế ở Khương Vô Tâm trên thân. Có thể thấy được Khương Vô Tâm, Quỷ Hoàng huyết mạch, sau khi ăn xong 50 triệu cộng sinh thú về sau, mạnh đến mức nào. Cái kia Quỷ Thần Thái Tử, nhất định cũng là Quỷ Hoàng huyết mạch. Nhưng hắn cùng Khương Vô Tâm, có căn bản khác biệt. Cái kia chính là, hắn một đầu cộng sinh thú cũng chưa từng ăn. 200.000 năm, quỷ thần nhất tộc không biết truyền thừa bao nhiêu đời, hiện tại 9 tầng địa ngục phía trên bọn họ, đều là quỷ đói, đều không phải là bọn họ mạnh nhất thời điểm. Địa Tàng Quỷ Vương thêm vào, trực tiếp dẫn đến Hiên Viên Đạo cùng Lý Thải Vi liên thủ sụp đổ. Theo ta giết người này, lấy đi chìa khóa. Địa Tàng Quỷ Vương đối với Khương Vô Tâm hô. Hắn đến, làm đến Khương Vô Tâm, rốt cục xông ra Lý Thải Vi Đại Mộng Tâm giới. Thấy được cục diện cự đại biến hóa. Hắn ánh mắt ngốc trệ, liếc nhìn bốn phía. Khương Vô Tâm, nghe người chủ nhân mệnh lệnh. Địa Tàng Quỷ Vương lại giống lên một tiếng. Khương Vô Tâm giải thoát rồi. Lý Thải Vi trực tiếp đem Đại Mộng Tâm giới, bao phủ tại Địa Tàng Quỷ Vương trên thân. Khương Vô Tâm. Địa Tàng Quỷ Vương trước mắt huyễn cảnh mọc thành bụi, hắn có chút nổi giận, gia hỏa này thất thần làm gì. Hiện tại là cướp đoạt chìa khóa cơ hội tốt nhất. Đúng vào lúc này, Khương Vô Tâm cái kia nắm giữ bốn cái tròng mắt hai mắt, để mắt tới bà Sa Quỷ Vương bên kia. Tại phía trên chiến trường kia, có một cái thiếu niên tóc trắng, tiến nhập tầm mắt của hắn. Một khắc này, Khương Vô Tâm ánh mắt, trực tiếp tích huyết. Máu tươi ào ào ào, theo trong hốc mắt chảy ra. A, a, hắn gắt gao đè lại đầu của mình,
đang thống khổ trong tiếng kêu thảm, hướng về Lý Thiên Mệnh phương hướng phóng đi. Khương Vô Tâm, về tới giúp ta. Địa Tàng Quỷ Vương ở phía sau nộ hống. Đáng tiếc, Khương Vô Tâm mở ra máu tanh hai mắt, hắn không nhìn thấy trên chiến trường cái này 1 triệu người, hắn chỉ có thấy được Lý Thiên Mệnh. Hắc hắc, hắc hắc. Hắn đau thương cười, như chó hoang nổi điên một dạng, phóng tới Lý Thiên Mệnh. Đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên theo mặt bên đâm tới. Khương Vô Tâm lấy thương khung thần kiếm chặn lại, loảng xoảng một tiếng, tia lửa tung tóe. Ầm. Hắn bị chấn động lùi bước. Một cái thanh y kiếm khách xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái kia thanh y kiếm khách trên thân kiếm khí mãnh liệt, ánh mắt phong mang mà dãy giụa, phẫn nộ lại thống khổ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Vô Tâm. Chính là lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục. Tránh ra, tránh ra. Khương Vô Tâm cắn răng gầm nhẹ, phát ra như dã thú gào rú, căm tức nhìn Phong Thanh Ngục. Vô Tâm, người đừng giả bộ, người thấy hắn giờ khắc này phản ứng, đã nói rõ, người không phải mặc người thao túng dã thú, lục tự kiếm quyết, vẫn là để người thẳng đến đây. Không thể không nói, người so với ta trong tưởng tượng, còn cứng cỏi hơn. Phong Thanh Ngục giơ lên Chu Thiên Lục Kiếm, chỉ hướng hắn. Khương Vô Tâm lau đi khóe mắt vết máu. Ánh mắt của hắn dần dần biến đến thư thái, cái kia 4 cái tròng mắt tỏa sáng sắc thái, quỷ dị mà dữ tợn. Sư tôn, ta chỉ là muốn vì bọn nàng báo thù mà thôi, người cũng không cần cản ta, tốt ha. Thanh âm hắn khàn khàn. Lúc nói chuyện, rất lâu không có cạo tròm râu, đều tại hơi run rẩy. Phong Thanh Ngục nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, lại nhìn chăm chú Khương Vô Tâm, cắn răng hỏi, cho ta một đáp án, ngươi vì cái gì, muốn giết Kiếm Vô Ý. Hỏi một chữ cuối cùng, hắn cầm kiếm tay, đều đang run rẩy. Sư tôn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng có được hay không? Nếu như ngươi tránh ra, ta sẽ tôn trọng ngươi. Ta hiện tại rất gấp, cừu hận tựa như là vô số côn trùng tại cắn xé huyết nhục của ta, ta ngã bệnh, ta cần hắn thê thảm vận mệnh, tới làm giải dược của ta, van cầu ngươi, thành toàn ta được không? Khương Vô Tâm lúc nói chuyện, hàm răng cắn đến kèn kẹt vang. Hắn lắc cái đầu, nhìn lấy Phong Thanh Ngục sau Lý Thiên Mệnh, hai tay dừng không ngừng run rẩy. Cho ta cơ hội, Phong Thanh Ngục ngốc trệ một chút, sau đó ha ha cười lạnh, nói, nếu như không tránh ra, người có chút bản lãnh, liền muốn khi sư diệt tổ sao. Vô Tâm, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, tại sao muốn giết Kiếm Vô Ý? Người biết ta quan hệ với hắn, người biết. Phong Thanh Ngục càng nói càng lạnh lẽo. Khi sư diệt tổ, Khương Vô Tâm nhìn không được cười lên. Hắn rốt cục đem ánh mắt, chuyển hướng Phong Thanh Ngục, cùng hắn 4 mắt nhìn nhau. Sư tôn, người muốn câu trả lời, ta hiện tại, thì cho người đáp án. Khương Vô Tâm nắm chặt cầm kiếm tay, đem trong tay thương khung thần kiếm, chỉ hướng Phong Thanh Ngục. Có mấy lời, là ngươi nói cho ta biết. Ngươi nói, làm vô tâm người, liền sẽ không còn có thống khổ. Ngươi nói, vô tình mới là trong kiếm đại đạo. Đây đều là sư tôn ngươi, dạy đạo lý của ta. Những lời này, đều là ta tại trong tuyệt vọng thuốc chữa. Cho nên, ta tại trong bể khổ, hết sức trèo trống, chết dẫy giụa, ta vì cũng có ngày có thể báo thù. Ta tại huyết nguyên đỉnh, đến cùng trải qua cái gì, lão nhân ra người, biết không? Ngươi dễ chịu a, lừa gạt ta vài câu, ngươi thì đổi tinh đồ, tùy tiện cho ta cái gọi là lục tự kiếm quyết, liền có thể trấn an ta, ngươi làm được vô tình, lên cho ta xinh đẹp bài học. Lục tự kiếm quyết hữu dụng không? Không dùng a, ha ha. Bả vai hắn run rẩy, cười ra máu nước mắt. Ngươi sẽ không hiểu, tại thống khổ nhất lớn nhất lúc tuyệt vọng, chỉ có phẫn nộ, chỉ có cừu hận. Chống đỡ lấy ta sống sót, chống đỡ lấy ta, còn có thể làm Khương Vô Tâm chính mình. Sư tôn, ta có thể đạp vào kiếm đạo, là ngươi sáng tạo ra ta biến thành như vậy quái vật, cũng là ngươi sáng tạo ra ta, cho nên, ta yêu ngươi, cũng hận ngươi. Tuy nói những thứ này, đều là ta lựa chọn của mình, có thể ta biết, đối so với ta mệnh, ngươi càng quan tâm là tinh đồ. Ta muốn a, ngươi tu chính là vô tâm vô tình kiếm đạo, coi như ngươi lạnh lùng đến đâu, cũng là ngươi nói. Không gì đáng trách, đúng không? Thế nhưng là, ta lần nữa sai. Ta muốn hỏi một chút ngươi, đã ngươi tu chính là vô tâm kiếm đạo, vậy ngươi vì sao, lại bởi vì kiếm vô ý chết mà thống khổ? Điều này nói rõ, cái này chối bỏ kiếm đạo của ngươi a. Lại hoặc là nói, ngươi cho tới bây giờ đều không có làm đến qua. Vậy ngươi lại có tư cách gì, để cho ta cũng làm đến đâu? Ngươi hiện tại đã biết rõ đáp án sao? Ta giết kiếm vô ý.
thì là nghĩ, trêu đùa ngươi, để ngươi làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi quan tâm kiếm vô ý, ngươi lại cùng những cái kia chó một dạng, theo không quan tâm qua ta. Nói đến đây, hắn ôm đầu, ha ha nở nụ cười. Có điều, sư tôn kiếm đạo của ngươi, trên bản chất xác thực không sai. Ngươi nếu là không có tâm, liền sẽ không bệnh tâm thần, càng sẽ không thụ thương. Cho nên, ta hiểu. Ta tại huyết nguyên đỉnh trong cơn ác mộng, vùng vẫy bao lâu? Giống như đều 1000 năm, 1 vạn năm đi. Nhân sinh đã như vậy thống khổ, ta vì cái gì còn muốn làm người đâu? Cái thế giới này, vết bẩn, tàn nhẫn, trừ các nàng, sẽ không có người tránh thức quan tâm ta, vậy ta vì cái gì, muốn đối thế gian này phụ trách đâu? Hồng Trần thiếu nợ ta nhiều lắm, những thứ này sổ sách, đều là phải trả. Hiện tại tốt ha, ta hiện tại là quỷ thần hoàng tộc, có lẽ có một ngày, ta sẽ còn là 9 tầng địa ngục đế hoàng, ta không còn là người, ta cũng càng không sợ bị thương, vậy ta liền bắt đầu nô dịch các ngươi, đem các ngươi làm thành súc sinh, chẳng phải là càng tốt hơn. Đã đều hủy diệt, như vậy, thì tất cả mọi người cùng một chỗ hủy diệt. Chờ ta chơi chết lý thiên mệnh, làm cho các nàng nhắm mắt, ta liền sẽ là không có nhược điểm tồn tại. Cho nên, sư tôn, nếu như ngươi không ngăn trở ta, ta có thể sẽ lưu ngươi toàn thây, biết không? Không sai, ta vốn là dự định, giết lý thiên mệnh, lại giết ngươi. Ngươi muốn hỏi, vì cái gì? Bởi vì, ngươi bây giờ chính là ta, trên thế giới này trở ngại lớn nhất. Ngươi chết, ta mới có thể vĩnh hằng. Hắn cầm kiếm đi hướng Phong Thanh Mục, nhếch miệng cười lạnh. Ngươi đã quên sao, lúc đó ngươi tại Thái Cực Phong Hồ trong đống tuyết, nói cho ta biết, nói ngươi nguyện ý bồi ta nhập ma. Gạt ta rất đơn giản, có thể ta hiện tại, muốn ngươi nói là làm. Chỉ có ngươi chết, mới có thể tạo nên ta, dám phụng hiến sao. Ăn 50 triệu cộng sinh thú, loại kia cảm giác có bao nhiêu thống khổ, ngươi biết không? Ngươi có thể thử ăn hết kiếm của ngươi thú sao? Không biết, cũng đừng khuyên ta thiện lương. Sư tôn, ta nói qua a, ta sinh là lục đạo thần vực người, chết là lục đạo thần vực quỷ, thế nhưng là ta còn sống, thì đã không phải là người a. Vậy liền để khắp thiên hạ này, bồi ta chết chung, tốt không tốt, tốt không tốt. Khương Vô Tâm không phải đang hỏi, hắn là tại yêu cầu. Sư tôn, khả năng ngươi không hiểu ta, để ngươi xem một chút, ta hiện tại chân chính bộ dáng, ngươi thì đã hiểu. Hắn si ngốc cười một tiếng. Ong ong ong. Hắn huyết nhục mở rộng, một cái đường kính đạt tới hơn 5000 mét to lớn cục thịt, cứ như vậy xuất hiện tại hiên viên hồ phía trên. Hắn thân thể dài ra vô số xúc tu, mỗi một điều xúc tu đều có giác hút. Nếu không nhìn cái kia miệng to như chậu máu, quả thực tựa như là nhím biển cùng bạch tuộc kết hợp thể. Đó là cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người hoảng sợ. Phong Thanh Mục, bị cái này cự thú hiển hình bức lui, hắn tận mắt đối mặt, cái này khủng bố cự thú. Bất quá, Khương Vô Tâm thì hiển hình một cái nháy mắt, rất nhanh liền huyết nhục áp xúc, theo một đầu vô biên cự thú, một lần nữa ngưng kết thành hình người. Hóa thành hình người trong tích tắc, hắn cầm lấy thương khung thần kiếm, đột nhiên xông về Phong Thanh Mục, liền không khí đều phát ra từng trận âm bạo. Sư tôn, người có lòng, ta vô tâm, vậy liền đến so tài một chút, người nào mới có thể vô tâm kiếm thuật. Xoẹt, một kiếm xuyên thấu hư không. Thương khung thần kiếm cùng Chu Thiên Lục kiếm phong mang, cứ như vậy kích đụng vào nhau. Làm, một lần đâm vang, Phong Thanh Ngục quần áo phần phật, tóc dài phấn khởi, thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Khương Vô Tâm rơi trên mặt đất, âm tà nhất tiếu, lại lần nữa đánh tới. Vô tâm. Phong Thanh Ngục trong kiếm kiếm mang dâng trào, hắn đằng không mà lên, đồng dạng bay vút đi. Đi đến một bước này, người có lý do của ngươi, ta có lý do của ta sẽ không trách cứ ngươi, đã số mệnh muốn để cho chúng ta ở đây phân ra thắng bại, vậy liền lấy kiếm nói bình tĩnh sinh tử. Nhưng, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta không có lừa ngươi, lục tự kiếm quyết, thật có hiệu quả. Một câu nói như vậy, lại đổi lấy Khương Vô Tâm cười thảm. Ta niệm tụng ngàn vạn lần. Đều cởi không đi thống khổ, người nói với ta hữu dụng. Đinh đinh đinh. Giữa bọn hắn quyết đấu, đối trong kết giới những người khác tới nói, thực sự quá kinh khủng. Hai bóng người, trên dưới bay tán loạn, trường kiếm chỗ đến, những người khác đến né tránh. Không để ý, khả năng liền sẽ bị kiếm khí phân thây. Phong Thanh Ngục kiếm pháp huyền diệu, mỗi một kiếm đều có ngàn mét kiếm khí, hội tụ thành thanh liên, bốn phương tám hướng đều là sát chiêu. Khương Vô Tâm thì dứt khoát rất nhiều, hắn nắm giữ cường hãn nhục thân,
lấy cậy mạnh phá vạn đạo, mặc kệ phong thanh ngục kiếm đạo như thế nào ảo diệu, hắn đều không phòng thủ, chỉ có tiến công, mỗi một kiếm đều chỉ hướng phong thanh ngục trái tim. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, khắp nơi nứt ra, đám người bay tán loạn. Bọn họ giết tiến vào Hiên Viên Hồ, lại giết ra kết giới, làm cho bên ngoài Quỷ Tông đại quân vội vàng tản ra, hai người càng là xông lên mây xanh. Có thể nói, bọn họ giết nhau, so Cửu Long bàn thần trong kết giới còn lại chiến đấu, đều muốn đặc sắc rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trời thanh liên rảo sát mà qua, tầng mây nổ tung, chướng mắt kiếm quang xuyên thấu mà qua. Phong thanh ngục so tại thiên mệnh thần thành thời điểm, nhất định mạnh hơn, dạng này mới có thể ngăn cản Khương Vô Tâm, có thể thấy được quỷ thần hoàng tộc đáng sợ. Bọn họ quyết đấu, giết đến long trời lỡ đất. Đến sau cùng, hai người lần nữa tiến đụng vào Cửu Long bàn thần kết giới, đem vây quanh bà Sa Quỷ Vương Tam Nguyên Kiếp lão nhóm, đều cho hướng loạn. Đây chính là lớn nhất đứng đầu cường giả đọ sức. Ầm ầm. Khương Vô Tâm đập xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Bất quá, hắn lập tức vọt ra, dù là trên người hắn đều là kiếm ngân cùng vết máu, nhưng đều không đả thương được căn bản. Ánh mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng dữ tợn, thậm chí cực kỳ hưng phấn. Đây chính là cảm giác cường đại. Sư tôn, ta rốt cục cảm nhận được, ngươi vì cái gì như thế kiêu ngạo. Tuy nhiên ăn cộng sinh thú rất buồn nôn, nghe chúng nó tuyệt vọng kêu thảm càng buồn nôn hơn, nhưng là, hết thảy đều đáng giá, đây là thượng thiên, tại ta chịu đựng khó khăn về sau, cho ta công bình nhất biếu tặng, là ta nên được hết thảy. Đương đương đương. Hắn xé rách phong thanh ngục kiếm đạo thanh liên. Lấy tốc độ khủng khiếp, đâm về phong thanh ngục. Sư tôn, ai cản ta thì phải chết. Siêu siêu siêu. Hai đạo kiếm ảnh tiếp tục điên cuồng oanh sát. Phong thanh ngục ánh mắt run rẩy. Ta, chối bỏ của ta kiếm đạo sao? Trong đầu của hắn, đã từng hết thảy, rõ mồn một trước mắt. Vô tình, mới có thể luyện kiếm, mới có thể thành thần. Hắn thấy được như điên cuồng giống như Khương Vô Tâm, nhớ tới kiếm vô ý. Ta sai rồi. Kỳ thật, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái vô tâm người. Hắn chỉ là, phong bế chính mình. Một bước đi nhầm, sai coi là vô tâm mới có thể thành đại đạo, coi đây là tín ngưỡng đến làm việc, chẳng những lừa gạt chính mình, càng hại người khác. Thiên mệnh thần thành, một kiếm giết chết 100.000 dân chúng vô tội, là hắn vô tâm chi kiếm. Ngươi nói đúng, ta nếu là có thể làm đến thuần túy, ta vì sao bởi vì kiếm vô ý mà thống khổ. Kiếm chi ý chí, sụp đổ. Dẫy dụa, mới là đáng sợ nhất. Trước mắt Khương Vô Tâm, người xưng tiểu kiếm ma, hắn một mực lấy chính mình là tín ngưỡng, đi chính mình đạo, lại đổi lấy như vậy điên cuồng. Cửu cung thần vực cái kia 50 triệu có trí khôn cộng sinh thú cái chết, cũng là lỗi của mình. Rối loạn một đời, buồn cười lục đạo kiếm ma. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền, bởi vì ta mà diệt đi. Hắn nhắm mắt lại mở to mắt. Vạn ánh kiếm xông ra. Vô Tâm, ta tiễn ngươi lên đường. Sư tôn, đã đáp ứng cùng ngươi nhập ma, hiện tại, cũng bồi ngươi đi chết. Ong ong ong. Một câu gào thét, long trời lỡ đất. Lực lượng kinh khủng, ở tại trên thân bao phủ. Cái gì là kiếm đạo tông sư? Phong thanh ngục cho ra đáp án. Hắn tay nắm Chu Thiên Lục kiếm, trong lúc nhất thời, một kiếm hóa thành 6 thanh. Rầm rầm rầm. Đi. Trường kiếm bạo loạn gào thét. Phá! Khương Vô Tâm tay cầm thương khung thần kiếm, nghênh đón hướng cái kia như độc long một dạng đâm xuyên mà đến Chu Thiên Lục kiếm. Đương 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 đương. Tại tia lửa tung tóe bên trong, hết thảy vang lên 5 lần âm thanh chói tai. Chu Thiên Lục kiếm bị đánh bay 5 thanh. Sau cùng mang theo vết nứt một kiếm, lại đang lóe lên bên trong, đột nhiên đâm vào Khương Vô Tâm trước ngực. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Nhất kiếm xuyên tâm. Siêu siêu siêu. Chu Thiên Lục kiếm toàn bộ bay trở về đến phong thanh ngục trong tay. Sau cùng một thanh, đã nhuốm máu. Chết. Tại một khắc cuối cùng, Khương Vô Tâm lấy lớn nhất cơ thể lực lượng, đem trong tay thương khung thần kiếm hướng về phong thanh ngục mãnh liệt vung mà đến. Cái này tuyệt mệnh một kiếm, xé rách không khí, trong nháy mắt lao vút, chỉ hướng phong thanh ngục trái tim. Tối thiểu nhất, Khương Vô Tâm muốn đồng quy vô tận. Bất quá. Hắn trước bị trúng đích, chính xác xảy ra chút vấn đề, ngay cả như vậy, vẫn xuyên thủng phong thanh ngục bụng. Mặc dù không có trực tiếp trúng đích thánh cung, có thể cái này khủng bố lực đạo, vẫn làm cho phong thanh ngục tại chỗ trọng thương, máu tươi ào 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 chảy ra. Nói thật, phong thanh ngục không có cản một kiếm này.
Là hắn ngăn không được, vẫn là không muốn cản, vậy liền không có người biết. Thế giới dường như dừng lại. Khương Vô Tâm đứng ở phóng tới Phong Thanh Ngục trên đường, bộ ngực hắn bốc lên huyết, trừng to mắt nhìn chằm chằm Phong Thanh Ngục. Ây! Muốn nói chuyện, thanh âm lại khàn khàn, chỉ có thể che ngực, liền thương khung thần kiếm, đều rơi xuống đất. Hoạt động! Khương Vô Tâm đứng không vững, quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, khóe miệng chảy ra máu đen, ào 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 giọt tại trên mặt đất. Sư, sư tôn! Hắn thở hổn hển. Trước mắt xuất hiện một cái thân ảnh màu xanh. Khương Vô Tâm dùng hết toàn lực ngẩng đầu, liền nhìn đến Phong Thanh Ngục vậy mà hốc mắt rưng rưng, run rẩy nhìn lấy chính mình. Vô Tâm, hiện tại ngươi tin không? Cái này bên trong thiên địa, ta lục đạo kiếm ma, là tối cường giả, ngươi thua. Ách! Khương Vô Tâm kéo hắn lại quần áo, trừng to mắt, nói không ra lời. Hoạt động! Phong Thanh Ngục quỳ xuống, cùng hắn mặt đối mặt mà đứng. Ngươi tin không? Vi sư, thật quan tâm ngươi. Hắn mỉm cười ở giữa, nước mắt nước mũi chảy ngang. Không, ta không tin. Khương Vô Tâm nhìn chòng chọc vào hắn, dùng hết tất cả khí lực, muốn giết hắn. Người sau khi chết, có lẽ đường còn rất dài, thầy trò chúng ta, có thể kề đầu gối nói chuyện lâu. Phong Thanh Ngục cười khổ một tiếng, tay của hắn, gắt gao đè lại hợp làm một thể chu thiên lục kiếm. Bởi vì, kiếm của hắn thú, muốn từ bên trong chui ra. Khương Vô Tâm trừng to mắt, nhìn lấy hắn. Phong Thanh Ngục, hắn muốn làm cái gì? Đời này, ta qua không được khá, hy vọng kiếp sau, có thể đền bù hết thảy tiếc nuối. Hồng Trần rất đẹp, không muốn lại vô tình. Phong Thanh Ngục một tay sờ lấy đầu của hắn, một tay xách trong tay Chu Thiên Lục Kiếm. Ngươi, ngươi! Khương Vô Tâm sắc mặt đại biến. Hắn đưa tay chộp một cái, lại không bắt lấy Phong Thanh Ngục. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã đi hướng kiếm vô ý. Không khác, nhân sinh quá cô độc, ta đi hoàng tuyển địa ngục, đi cùng vô ý luyện kiếm. Mơ hồ trong tấm hình, nam tử mặc áo xanh kia, tự vẫn tại chỗ, ngã trên mặt đất. Sư, tại Phong Thanh Ngục ngã xuống về sau, Khương Vô Tâm bò lên hai bộ, triệt để đập xuống đất, không nhúc nhích. Kết thúc. Đây hết thảy, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Không có người biết là vì cái gì. Nhưng, có thể khẳng định, Khương Vô Tâm bị giết. Phong Thanh Ngục thì tự vẫn tại kiếm vô ý bên người. Bọn họ đều nghi hoặc. Phong Thanh Ngục thành tối đỉnh cấp cường giả, chu sát đáng sợ nhất quỷ thần Dư Nghiệt, về sau cơ hồ không người là đối thủ, vì cái gì còn muốn tự vẫn? Sẽ không có người minh bạch. Thật giống như không ai minh bạch, trong kiếm chi kỷ, đáng là gì? Hô hô hô! Cuồng phong phá lên, tuyết bắt đầu hạ lớn. Ba đầu kiếm thú, vây ở bên cạnh, khóc giống kêu rên. Ba bộ thi thể, chẳng mấy chốc sẽ bị tuyết trắng chìm ngập, biến mất tại trước mắt mọi người. Thật giống như, chưa có tới cái thế giới này một dạng. Một kết cục như vậy, để tất cả người vây xem, dù cho không rõ ràng nguyên do, cũng có thể cảm nhận được bi thương. Duy chỉ có một người, lại nhịn không được cười ra tiếng âm tới. Người kia, chính là Độc Cô Tấn. Hắn nhìn chăm chú trong tuyết Khương Vô Tâm cùng Phong Thanh Ngục thi thể, nhìn nhìn lại còn tại buông tay đánh cược một lần địa tạng. Bà Sa Quỷ Vương, vẻ mặt tươi cười. Cười gì vậy? Long U Nguyệt liếc hắn một cái, đều đang thúc giục ngươi động thủ đây. Thú vị, Độc Cô Tẫn nói. Có ý tứ gì? Mạnh nhất hai cái, chết ở bên ngoài, còn có hai cái lão quỷ, còn sau cùng dãy giụa. Không dùng ta động thủ, vận mệnh liền đem hết thảy quả thực, thì chắp tay đưa cho ta, quá mỹ diệu. Độc Cô Tẫn nhún nhún vai, mi tâm cái thứ ba mắt dọc màu đỏ ngòm, lóe ra quỷ quyệt quang mang. Nói đến, ta đến bây giờ cũng không biết, người đến cùng muốn làm cái gì. Long U Nguyệt nói, thời cơ đã đến, người lập tức liền biết. Bởi vì cái gọi là, người vừa kêu thôi ta đăng tràng, hiện tại, đến phiên ta. Độc Cô Tẫn nói, rất hiển nhiên, Khương Vô Tâm cùng Phong Thanh Ngục kết cục, liền địa tạng, bà Sa hai vị quỷ vương, đều thấy được. Bọn họ sắc mặt vẫn lạnh lùng, tựa hồ cũng không vì Khương Vô Tâm chết mà đau xót. Bà Sa Quỷ Vương ánh mắt quét đi ra, để mắt tới Độc Cô Tấn, đột nhiên quát nói. Độc Cô Tấn, người còn lại chờ cái gì, Ngô Hoàng đã đáp ứng, sẽ đích thân cho người truyền thừa huyết mạch, đến lúc đó, người có thể làm nửa cái hoàng tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngốc trệ. Khương Vô Tâm vừa bị Phong Thanh Ngục giải quyết, một hồi này, lại ra một cái Độc Cô Tấn. Mà lại theo bà Sa Quỷ Vương trong lời nói, rõ ràng có thể nghe được,
Độc Cô Tấn đây là muốn phản bội cả nhân tộc, vì trở thành quỷ thần. Sự thực như vậy, quả thực gọi người dùng mình. Độc Cô Tấn liệu sẽ nhận sao? Làm ánh mắt mọi người, đều khóa chặt ở tại trên người thời điểm, Độc Cô Tấn ánh mắt tinh hồng nhìn lấy bà Sa Quỷ Vương. Sau đó, hắn đáp lại nói. Ngô Hoàng vạn tuế, Độc Cô Tấn, nguyện ý vì quỷ thần hiệu lực, dù là bằng vào ta chi mệnh, dẫn tộc ta trở về, đều sẽ không tiếc. Lời này vừa nói ra, đại loạn lại nổi lên. Trong hỗn loạn, tuyết lớn đầy trời. Một cái không người chú ý chi địa, có một bộ thanh niên mặc áo đen thi thể, nằm dạp trên mặt đất. Tại liên tiếp giận mắng bên trong, ngón tay của hắn, nhỏ hơi run lên một cái. Độc Cô Tấn, thân vì nhân tộc, lại vì địa ngục nhất tộc hiệu lực. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao. Hắn mưu đồ gì, biến thành quỷ thần nhất tộc. Đây là có bệnh a. Người thật là tốt không thích đáng, lựa chọn làm quỷ. Mau ngăn cản hắn. Khương Vô Tâm vừa mới chết, hiện tại cũng không có lục đạo kiếm ma, đến ngăn cản cái này Độc Cô Tấn. Tại mọi người ngốc trệ, khó có thể tin trong ánh mắt, Độc Cô Tấn cùng hắn nhìn hai đại huyết long cộng sinh thú, đã vọt vào trong kết giới. Mọi người là muốn ngăn cản, có thể mấu chốt là, tất cả tam nguyên kiếp lão cơ hồ đều đi vào. Những người khác lại đi vào. Tại Hiên Viên Hồ đây không tính là lớn địa phương, sẽ chỉ dẫn đến hỗn loạn lớn hơn. Chuyện đột nhiên xảy ra, hai vị quỷ vương, có thể nói là thi triển tất sát nhất kích. Rất nhiều người đuổi theo Độc Cô Tấn hướng bên trong chạy, đáng tiếc rất khó bắt kịp đột nhiên bạo khởi Độc Cô Tấn. Hắn đi vào trong nháy mắt, hai đầu huyết long quay người phun một cái, mãnh liệt huyết sắc hỏa diễm, hóa thành hải dương trùng kích ra, hóa thành nhất đạo bình chướng, tạm thời cản trở các phương con đường thành cường giả. Phiền toái. Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Độc Cô Tấn đã bước vào chiến trường. Nếu như mục tiêu của hắn là diệt đi bên trong tứ đại tông môn tất cả cường giả, vậy khẳng định rất khó. Nhưng, hắn chỉ hiệp trợ Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương, cướp đoạt chìa khóa, chém giết Hiên Viên Đạo cùng Âu Dương Kiếm Vương, vậy sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Độc Cô Tấn, tới trước giúp ta, Bà Sa quỷ vương hô. Địa Tạng quỷ vương bên kia. Còn có hắn cộng sinh thú, địa ngục âm hồn thú, giúp đỡ. Cái kia địa ngục âm hồn thú giấu trong lòng đất, có vô số mọc ra gai nhọn xúc tu, theo trong lòng đất quan mặc đi ra, không để ý thì dễ dàng bị xuyên thấu, 10 phần khủng bố. Hiên Viên Đạo cùng Lý Thải Vi, tăng thêm hai trọng kết giới, đối mặt cái này đệ nhất quỷ vương, vẫn tương đương khó chịu, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Lý Thải Vi đại mộng tâm giới, cũng không dễ dàng như vậy. Để Địa Tàng quỷ vương hoàn toàn lâm vào huyễn cảnh. Vâng, Độc Cô Tấn thêm vào chiến trường, hắn một người song long, vì Bà Sa quỷ vương, chia sẻ áp lực cực lớn. Độc Cô Tấn, ngươi làm lựa chọn chính xác, Bà Sa quỷ vương cười to, đối với hắn hết sức hài lòng. Vì bọn ta quỷ thần thượng tộc, muôn lần chết không từ. Độc Cô Tấn tay cầm thần vật sát thần giản, hai đầu to lớn huyết long, đứng vững rất nhiều cộng sinh thú thần thông. Hắn thập nhị trọng tử kiếp lực sát thương hoàn toàn bày ra, xem ra so hiện tại Bà Sa quỷ vương, đều còn mạnh hơn. Rất tốt, người chống đỡ một chút, ta đi trước giết Lý Thiên Mệnh, lại phá vây truy Âu Dương Kiếm Vương cái kia nghiệt xúc. Bà Sa quỷ vương cười âm hiểm một tiếng, cao hơn 3 mét thân thể, tay cầm vong xuyên minh kỳ, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, truy sát mà đi. Không có vấn đề. Độc Cô Tấn giống to. Hắn cường thịnh cùng âm hiểm. Quả thực để tại chỗ tất cả cường giả đều tuyệt vọng. Tại kết giới này bên trong, Độc Cô Tấn tựa hồ so dã man Khương Vô Tâm, lộ ra càng thêm đáng sợ. Một mình hắn, đứng vững trên trăm cái tam nguyên kiếp lão áp lực. Bà Sa quỷ vương không người có thể ngăn cản, hóa thành bóng trắng, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về Lý Thiên Mệnh lao vút mà đến. Tặc tử, đi chết đi, trên hoàng tuyền lộ, lại đi làm ngươi đế tử. Bà Sa quỷ vương tiếng cười âm lãnh. Tại toàn bộ bên trong thiên địa quanh quẩn. Lý Thiên Mệnh vạn phần nguy hiểm. Lại là một lần, sinh tử vận tốc. Lý Thiên Mệnh đã ngửi được mùi vị của tử vong. Thì tại thời khắc như vậy, lại phát sinh một kiện, ngoài tất cả mọi người dự liệu kinh thiên đại biến. Tại Bà Sa quỷ vương phóng tới Lý Thiên Mệnh thời điểm, sau lưng nàng Độc Cô Tấn, đột nhiên từ bỏ ngăn cản các phương cường giả tiến công. Hắn để rất nhiều kiếp lão công kích, đều đánh vào hắn cùng huyết long trên thân. Mà bọn họ lại trong nháy mắt này, để mắt tới Bà Sa quỷ vương. Ông! Hai đầu huyết long đột nhiên phun ra mãnh liệt huyết sắc hỏa cầu, đánh phía Bà Sa quỷ vương.
hỏa cầu kia mau chóng đuổi theo, tại bà Sa Quỷ Vương hai bên ầm vang nổ tung. Nổ tung về sau, huyết hỏa đột nhiên tụ hợp một thể, hóa thành một cái hỏa diễm gông xiềng, khóa lại bà Sa Quỷ Vương. Cùng lúc đó, Độc Cô Tấn xuất hiện tại bà Sa Quỷ Vương sau lưng. Trong tay hắn sát thần giản, đột nhiên mở rộng. Quỷ thần dư nghiệt, nhận lấy cái chết. Độc Cô Tấn sát thần giản, trong nháy mắt này trực tiếp đập vào bà Sa Quỷ Vương trên ót. Loảng xoảng. Bà Sa Quỷ Vương, đầu cơ hồ nổ tung. Rầm rầm rầm. Tại nàng đập xuống đất thời điểm, Độc Cô Tấn trực tiếp đuổi theo, sát thần giản bạo phát kinh thiên oanh động. Mi tâm của hắn con mắt thứ ba, đột nhiên bộc phát ra một đạo huyết sắc ánh sáng, ầm vang đâm vào bà Sa Quỷ Vương trên lưng, đem xương sống, trái tim các loại trực tiếp xuyên thủng. Sát thần giản càng đem bà Sa Quỷ Vương tứ chi, toàn bộ nện thành phấn vụn. A! À, bà Sa Quỷ Vương phát ra kinh thiên kêu thảm. Sự chú ý của hắn, toàn bộ đều tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Thậm chí, trong tay nàng Vong Xuyên Minh Kỳ, đã bay xuất thủ trường, hóa thành một cây trường thương, hướng về Lý Thiên Mệnh đâm tới. Tại cái này không có nhất phòng bị thời điểm. Sau lưng nàng Độc Cô Tấn, mà chống đỡ kinh khủng thủ đoạn, đối nàng phát động chí mạng tập kích. Cái ót nổ tung, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát, tứ chi đều nện thành thịt nát, dạng này thê thảm xuống tràng, coi như bà Sa Quỷ Vương còn chưa có chết, đều chỉ còn lại có một hơi. Dạng này một màn, trực tiếp dẫn đến toàn trường tĩnh mịch. Những cái kia nguyên bản đối Độc Cô Tấn, oán hận đến cực hạn đám người, lại tại lúc này bỗng nhiên dừng tay. Bao quát Lý Thiên Mệnh ở bên trong, đều đờ đẫn nhìn lấy Độc Cô Tấn. Cái kia Vong Xuyên Minh Kỳ, cắm vào Lý Thiên Mệnh trước mắt, ong ong lắc lư. Muốn không phải Độc Cô Tấn, Lý Thiên Mệnh lần này, ngoại trừ Thái Nhất Tháp, hắn thật không có chiêu. Độc Cô Tấn, giết bà Sa Quỷ Vương. Nói thật, theo Độc Cô Tấn thêm vào chiến trường, lại đến hắn đánh bất ngờ giết bà Sa Quỷ Vương, cũng là trong tích tắc sự tình. Liên tục hai lần tình thế nghịch thiên chuyển biến, toàn từ hắn Độc Cô Tấn một người chủ đạo. Tại chỗ bất kể là ai, đều nhìn đến nhìn mà than thở. Toàn bộ kết giới đều bỗng nhiên tĩnh mịch, chỉ còn lại có Địa Tàng Quỷ Vương thoáng nhìn tình cảnh này, đột nhiên phát ra kinh thiên kêu thảm. Độc Cô Tấn, người chết không yên lành. Hắn hiểu được. Hắn bị chơi xỏ. Đùa bỡn triệt triệt để. Đến cùng vì cái gì? Làm Độc Cô Tấn đem bà Sa Quỷ Vương lật qua thời điểm, thân thể nàng càng thêm trắng bệch, màu trắng máu tươi khắp nơi đều là. Nàng cái kia nắm giữ điểm sao hai mắt, đã tán loạn, hướng về phía Độc Cô Tấn, phát ra một câu cuối cùng nghi vấn. Cái gì vì cái gì? Độc Cô Tấn tiến đến trước mắt nàng, nhịn không được cười lên. Người muốn hỏi chính là, ta vì cái gì lừa các ngươi, nói ta muốn làm quỷ thần. Hắn vỗ vỗ bà Sa Quỷ Vương mặt, nói. Lão quỷ, các ngươi nhất tộc ẩn giấu 200.000 năm, thân là quỷ thần thượng tộc cảm giác ưu việt còn tại a. Ta Độc Cô Tấn thì nhất định, sẽ cùng ta tiền bối một dạng, vì trở thành quỷ thần, phản bội mình huyết mạch. Ha ha, đại tỷ, thời đại không giống nhau được không? Năm đó Hiên Viên Đại Đế làm mưa làm gió, chúng ta huyết tổ coi như thành tựu đạp thiên chi cảnh, đều phải làm hắn tiểu đệ, sau cùng rơi cái kế tiếp liền tính danh, đều không lưu lại xuống tràng. Ta Độc Cô Tấn không giống nhau a, Phong Thanh Mục chết rồi, các ngươi đã bại lộ, cùng đường mạt lộ, sớm muộn đều phải chết, mà ta Độc Cô Tấn tại 100.000 tổ tiên trợ giúp dưới, 80% đều có thể thành tựu thượng thần. Ngươi nói, ta có thể tại cái này Viêm Hoàng Đại Lục, thật tốt coi ta duy nhất thượng thần, ta thống trị thiên hạ, duy ta độc tôn, trong bốn biển, không ai cản nổi. Ta làm gì còn muốn đem các ngươi phóng xuất, khi các ngươi tiểu đệ a. Đạo lý dễ hiểu như vậy. Ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu. Cái này trần thế hoàn mỹ như vậy, mỹ nhân, mỹ tử, bên trong thiên địa lại không ép ta người, ta muốn là khát vọng biến thành ngươi dạng này xấu xí quái vật, ta mới thật sự là có bệnh, hiểu không? Tiền bối phong cấm mối thù, ta sẽ để Thái Cổ Hiên Viên thị diệt tộc đến hoàn lại. Nhưng là, bọn họ đi qua sai đường, ta dựa vào cái gì cũng muốn đi một chuyến đâu. Liền vì các ngươi quỷ thần thượng tộc nhiều 200-300 năm thọ mệnh. Ha ha. Ta muốn là thành thượng thần, còn có thể sống càng lâu. Nghe rõ chưa, ta Độc Cô Tấn, muốn làm chính ta thần, để Viêm Hoàng Đại Lục trở thành chính ta hậu hoa viên. Ta muốn chính mình chúa tể cái thế giới này, đây mới là đối với ta 100.000 tổ tiên, tốt nhất hồi báo. Ba ba ba, Độc Cô Tấn vừa nói chuyện, một bên quạt bà Sa Quỷ Vương cái tát. Ô, ô, bà Sa Quỷ Vương hướng về phía hắn nhe răng nhếch miệng, muốn giận mắng lại mắng không ra.
thân thể nàng bị hủy diệt thành dạng này, còn có thể nghe xong một đoạn này lời nói, đều coi như nàng mệnh cứng. 3. Độc Cô Tấn sau cùng một bàn tay quăng đi lên. Bà Sa Quỷ Vương ô hô một tiếng, triệt để tắt khí. Ôm hận chết thảm. Quỷ thần Dư Nghiệt, chết lại một cái. Ta hiểu được, Độc Cô Tấn nhất định là giả vờ thần phục, tranh thủ đến đánh lén bà Sa Quỷ Vương, nhất kích tất sát cơ hội. Hắn giết bà Sa Quỷ Vương, công đức vô lượng. Quỷ thần Dư Nghiệt, thì còn lại một cái địa tàng Quỷ Vương, lại như thế nào có thể lật trời. Nhìn như vậy đến, chúng ta nhân tộc, lập tức liền muốn thắng. Độc Cô Tấn, làm được quá đẹp, bà Sa Quỷ Vương như thế khó có thể tin, hắn nhất định đem nàng trêu đùa xoay quanh. Nghe đến mấy câu này, Độc Cô Tấn nhếch miệng cười một tiếng. Hắn biết, không phải hắn trêu đùa đến kịch liệt, mà chính là những thứ này cái gọi là quỷ thần thượng tộc, đối chủng tộc của mình, cảm giác ưu việt quá mạnh, quen thuộc liếm chó đi theo. Thí dụ như còn lại 7 cái quỷ vương, nằm mộng cũng nhớ trở thành quỷ thần. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, Độc Cô Tấn chính mình, lại có như thế lớn thành thần nắm chắc, căn bản không ăn bọn họ một bộ này. Hắn vẫn luôn tại nhẫn, các loại một cái tốt nhất cơ hội ra tay. Làm Khương Vô Tâm, Phong Thanh Mục song song chiến tử, hắn đang chàng cơ hội, rốt cuộc đã đến. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bây giờ toàn bộ chiến trường, đều đang hô hoán hắn Độc Cô Tấn tên. Độc Cô Tấn, nhanh trợ giúp Hiên Viên Đạo, giết địa tàng Quỷ Vương lại nói. Rất nhiều người thúc giục nói. Địa tàng Quỷ Vương vừa chết, nhân tộc đại họa, thì hoàn toàn giải quyết. Rốt cuộc không cần hoảng sợ quỷ thần tái nhập. Chỉ bất quá, Độc Cô Tấn cũng không có nghe những thứ này thúc giục. Hắn nhấc lên lấy bà Sa Quỷ Vương thi thể, quét mắt liếc một chút chung quanh, cất cao giọng nói. Quỷ Tông, Kiếm Tông, Thiên Tông, Hải Tông các vị kiếp lão, mời theo ta lui ra Hiên Viên Hồ, ta có chuyện trọng yếu, hướng các vị tuyên bố. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Địa tàng Quỷ Vương đâu? Mọi người hỏi. Chính bọn hắn có thể giải quyết. Độc Cô Tấn âm u cười một tiếng, khống chế song long, đột nhiên ngút trời, bay ra ngoài. Đi! Đuổi theo hắn. Quỷ Tông cùng Hải Tông, tự nhiên không chút do dự đuổi theo. Thất Tinh Thiên Tông bên này, mọi người thấy trưởng tôn thần khung, trưởng tôn thần khung nhíu mày, đồng dạng đi theo ra ngoài. Sau cùng còn lại Lục Đạo Kiếm Tông. Khương Vô Tâm cùng Phong Thanh Mục một trận giết nhau, rung động nội tâm của bọn hắn, đây là một trận thảm kịch, để Lục Đạo Kiếm Tông hoàn toàn xé rách. Thái Ất Kiếm Tộc người, không bao gồm Tam Nguyên Kiếp Lão, đại bộ phận đều đứng bất động. Phong Thanh Mục ba đầu kiếm thú, đều còn ở bên ngoài, cho nên Lục Đạo Kiếm Tông các cường giả, liếc nhau một cái, vẫn là lựa chọn ra ngoài. Bọn họ đem địa tàng Quỷ Vương, để lại cho Hiên Viên Hồ tứ đại tông môn. Hiện tại nổi giận địa tàng Quỷ Vương, để Lý Thiên Mệnh bọn họ nhất định phải thêm vào, tất cả mọi người cùng một chỗ ngăn cản hắn cùng địa ngục âm hồn thú, bảo vệ được Hiên Viên Đạo. Mà lúc này khác, Độc Cô Tấn đã dẫn theo bà Sa Quỷ Vương thi thể, xông ra kết giới. 3. Hắn đem bà Sa Quỷ Vương thi thể, nện ở vạn chúng trước mặt. Trong lúc nhất thời, ban đầu ngũ đại thần vực liên minh tất cả sinh tử kiếp cảnh cường giả, đều lấy nóng rực ánh mắt nhìn lấy hắn. Độc Cô Tấn. Tên của hắn, vang vọng tứ hải. Các vị, quỷ thần Dư Nghiệt, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, từ giờ phút này bắt đầu, tất cả mọi người không lại dùng lo lắng, quỷ thần tái nhập. Như vậy, hiện tại mời cho ta Độc Cô Tấn một phút, để cho ta phân tích, tại chỗ mỗi người tình cảnh. Về sau con đường, sống hay chết, còn phải xem chúng ta, bước kế tiếp làm thế nào. Nguyên bản Quỷ Tông, Hải Tông, Thiên Tông cùng Kiếm Tông hơn 80 vạn đại quân, tăng thêm theo Hiên Viên Hồ bên trong lui ra ngoài Tam Nguyên Kiếp Lão, bây giờ đều hội tụ tại Cửu Long Bàn Thần bên ngoài kết giới. Hiên Viên Hồ bên trong, tứ đại tông môn ngay tại vây giết địa tàng Quỷ Vương, chiến đấu vẫn kịch liệt. Mà ở bên ngoài, làm Độc Cô Tấn nắm giữ chém giết bà Sa Quỷ Vương danh vọng về sau, hắn hơi hơi khoát tay chặn lại, liền đem tràng diện đè ép xuống. Hơn 80 vạn sinh tử kiếp cảnh đại quân, ngước đầu nhìn lên hai đầu bá đạo huyết long vần quanh Độc Cô Tấn. Cái này hai đầu huyết long, hình thể to lớn, nắm giữ tuyệt thế long uy, lại có hung tàn khí chất, quả thực là thiện ác kết hợp thể. Bọn họ không bằng Quỷ Vương cộng sinh thú âm tà, lại so thái cổ Hiên Viên thị long, nhiều hơn 3 phần sát khí, khí chất của bọn nó, ngay tại lúc này Độc Cô Tấn khí chất. Dạng này người, thường thường mới là đế hoàng mệnh cách. Đầu tiên,
ta hướng các vị chánh thức giới thiệu một chút ta Độc Cô Tấn, mọi người có thể nhìn đến ta con mắt này, không sai, ta thuộc về Thái Cổ Hiên Viên Thị. Ta tổ tiên từng họ Hiên Viên, 20 vạn năm trước, chúng ta huyết long nhất tộc, đã từng là Thái Cổ Hiên Viên Thị mạnh nhất một mạch. Lịch sử cũng không máu long nhất tộc ghi chép, đó là bởi vì, Hiên Viên Đại Đế tại trấn áp quỷ thần về sau, bởi vì ta tộc công cao trấn chủ, liền đem ta 100.000 tổ tiên đổ sát, lấy long hồn sáng tạo huyết long phong ma kết giới, để mà trấn áp quỷ thần, cho tới bây giờ, đã có 200.000 năm, thẳng đến huyết long phong ma kết giới tự nhiên tiêu vong, bọn họ mới hoàn toàn giải thoát. Là bọn họ, sáng tạo ra ta Độc Cô Tấn, để cho ta tới nói cho 200.000 năm sau thế nhân, năm đó phong ma chi chiến, chúng ta huyết long nhất tộc, đã từng lập xuống công lao hiển hách, lại làm cho bạo quân đổ sát, đạt được thê thảm nhất xuống tràng, lịch sử, không cần phải san bằng bọn họ công tích vĩ đại. Cho nên, ta Độc Cô Tấn, hôm nay đứng ở chỗ này, là vì tổ tiên xứng danh. Càng là vì, cũng có ngày, có thể làm cho bạo quân đời sau, hoàn lại cái kia 200.000 năm cừu hận, để bọn hắn vì bạo quân việc ác, trả giá đắt. Độc Cô Tấn nói đến ánh mắt đỏ thẫm. Hắn, đưa tới to lớn tiếng vọng. Nguyên lai, lịch sử chân tướng, vậy mà là thế này phải không? 200.000 năm, thực sự quá thảm rồi, không nghĩ tới Hiên Viên Đại Đế, danh xưng nhân tộc thủy tổ, lại có dã man như thế một mặt. Thẹn với huynh đệ a. Kỳ thật rất bình thường, lịch sử từ người thắng lợi viết, những cái kia bẩn thỉu sự tình nhiều lắm, người nếu bị thua, chết rồi, bị lịch sử hắc thành cái dạng gì, cái kia cũng không biết. Huyết long nhất tộc, quá thảm rồi. Lòng thông cảm, là nhân loại bản năng. Độc Cô Tấn biết, làm hắn đạt được đồng tình một khắc này, hắn liền được hết thảy. Trong lòng của hắn cười, lại lấy lớn nhất bi thương ngữ khí, tiếp tục nói chuyện. Nói thật, lần này ta lấy phản bội nhân tộc danh tiếng, đánh vào quỷ thần dư nghiệt nội bộ, tất cả mọi người đoán được, ta đã sớm biết kế hoạch của bọn hắn, chỉ là đối phương có 3 cái đỉnh cấp cường giả, cho nên, ta cũng tại tìm cơ hội vạch trần bọn họ. Điểm này, Lý Thiên Mệnh xác thực giúp đỡ bận bịu. Mời các vị không muốn hoài nghi, ta đối quỷ thần dư nghiệt thống hận, bà Sa Quỷ Vương cái chết, cũng là lớn nhất chứng minh. Độc Cô Tấn, ngươi không cần lo lắng, ngươi một bước này đi được rất tuyệt, nhưng hiệu quả xác thực tốt, ngươi lập xuống đại công. Nói đúng, có thể lừa gạt được quỷ thần dư nghiệt, chứng minh ngươi xác thực làm tốt. Rất nhiều quỷ tông cường giả tán dương. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng ta vẫn còn muốn chánh thức làm đến trong sạch. Vì thế, ta nói cho các vị một tin tức tốt. Độc Cô Tấn nói. Mời nói, mọi người dựng lên lỗ tai. Tại tộc ta 100.000 long hồn trợ giúp dưới, ta tiến bộ cử đại, đại khái 2-3 năm, ta nhất định thành tựu thượng thần. Độc Cô Tấn lớn tiếng nói. Ầm ầm. Hắn lúc nói chuyện, mi tâm con mắt thứ 3 bên trong, 100.000 long ảnh bay múa, rồi rào, hung lệ, bá đạo uy áp, chấn động toàn trường, hai đầu huyết long ngửa mặt lên trời gào thét. Uy danh cuồn cuộn, chấn động thập phương. Độc Cô Tấn cùng phong thanh ngục mạnh, là một loại hợp lý, khỏe mạnh cường thịnh, mà không phải như địa tạng, bà Sa Quỷ Vương hai vị như thế rõ ràng cùng đường mặt lộ, càng không giống Khương Vô Tâm như thế không có cảnh giới, chỉ có nhục thân. Loại này cường đại, đều là có chánh thức hy vọng, thông hướng đạp thiên chi cảnh cường thịnh, bọn họ mang đến trùng kích lực càng thêm hung mãnh. Đáng tiếc, phong thanh ngục lựa chọn rời đi, bây giờ thiên hạ này, tựa hồ chỉ có Độc Cô Tấn độc tôn. Hắn câu nói này, cho toàn trường cường giả mang tới rung động, thực sự quá lớn. Thời gian 2-3 năm, liền có thể thành thần. Viêm Hoàng Đại Lục, chân chính thứ 11 cái thượng thần. Trời ạ, mấy năm trước, muốn là người nào nói cho ta biết, tương lai Viêm Hoàng Đại Lục thứ 11 thần hội là Độc Cô Tấn, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đừng nói mấy năm trước, một năm trước. Độc Cô Tấn còn tại Độ Kiếp Phong làm đệ nhất kiếp lão, vẫn là Phương Thái Thanh bại tướng dưới tay đây. Hiện tại Phương Thái Thanh, cũng là cái ướt súng, là chuyện tiếu lâm. Nhân sinh biến hóa quá nhiều, người nào quật khởi người nào thần phục, thật sự là ẩn số A, đặc sắc. Thành thần, Độc Cô Tấn, quá lợi hại. Hắn câu nói này, mặc kệ thật giả, lúc này thời điểm, cũng đã làm cho rất nhiều người, tâm lý sinh ra một số kỳ diệu biến hóa. Hiệu quả như vậy. Độc Cô Tấn rất hài lòng. Hắn giang hai cánh tay, nói tiếp. Bằng vào điểm này, các vị đều có thể rõ ràng, ta hoàn toàn không cần thiết vì quỷ thần hiệu lực, dù sao, thư thư phục phục, một người làm Viêm Hoàng Đại trên đất liền thần, dù sao cũng so biến thành quái vật, hướng người khác khúm núm tốt, đúng không? Độc Cô Tấn cười hỏi. Đúng, ngươi không cần giải thích,
quỷ thần chuyện này, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Độc Cô Tấn, đi thẳng vào vấn đề đi. Kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng, trước mặt hắn làm nền nhiều như vậy. Tiếp đó, nhất định sẽ nói ra mục đích của hắn. Tốt. Độc Cô Tấn liếc nhìn thiên hạ quần hùng, tại chỗ mặt hoàn toàn tĩnh mịch thời khắc, hắn trầm giọng nói, quỷ tông chư vị huynh đệ, tuyệt đối không nên quên, chúng ta ngũ đại thần vực liên minh, hôm nay vì cái mục đích gì mà đến. Vì che diệt thần tông, đánh tan tứ đại tông môn, một lần nữa chia cắt thiên hạ. Bây giờ lại không quỷ thần uy hiếp, việc quan hệ chúng ta nhân tộc vận mệnh chìa khóa, vẫn còn tại Hiên Viên Đạo cùng Âu Dương Kiếm Vương hai cái người yếu trong tay, các ngươi, yên tâm sao? Còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là chúng ta, vì lựa chọn gì tiến công thần tông. Đối quỷ thần Dư Nghiệt tới nói, bọn họ muốn quỷ thần tái nhập, nhưng là đối với chúng ta mỗi người tới nói, là bởi vì Hiên Viên Si trọng sinh trở về, tương lai nhất định thành thần. Hiên Viên Si cùng chúng ta, là quan hệ như thế nào? Chúng ta quỷ tông, thiên hạ đệ nhất, chúng ta tiến công thần tông, hủy diệt 9 tầng kết giới. Mà thần tông tại thiên mệnh thần thành, tại thiên tinh cảnh, giết ta nhóm bao nhiêu huynh đệ. Dứt bỏ quỷ thần Dư Nghiệt không nói, cái này một khoản sinh tử cừu hận, không sai được a. Rất nhiều người đã nghe được, Độc Cô Tấn, nói chúng ta quỷ tông, bốn chữ này. Dạng này thuyết pháp, đã ý vị sâu xa. Các vị đều không thể phủ nhận, chúng ta ngũ đại thần vực liên minh, coi như không có quỷ thần Dư Nghiệt lẫn vào, chúng ta cùng cái kia phụng dưỡng Hiên Viên Si tứ đại tông môn, đều như nước với lửa. Một khi hôm nay chúng ta cứ như vậy rời đi, tương lai Hiên Viên Si thành thần, thần tông lớn mạnh, hôm nay thù, bọn họ tuyệt đối sẽ, một khoản thanh tẩy. Thái cổ Hiên Viên Thị sẽ làm ngóc đầu trở lại, hủy diệt các vị, tại chỗ không ngừng là ai, đều trốn không thoát. Một cái phía trên thần lực lượng, đến cùng khủng bố cỡ nào, mọi người tâm lý đều rõ ràng. Quỷ tông nhiều năm như vậy, cùng thần tông kết xuống sinh tử thù, không hề chỉ là quỷ thần Dư Nghiệt sự tình, mà chính là một núi không thể chứa hai hổ. Nhất là bây giờ, cửu cung quỷ thần, chín đại quỷ vương, chỉ còn lại địa tạng một cái quỷ thần Dư Nghiệt. Hiện tại các vị, tương đương với quần long vô thủ, coi như các vị về thủ quỷ thần sơn mạch, coi như cửu cung thần vực cường thịnh, thiếu khuyết đứng đầu cường giả tọa chấn, một ngày nào đó, sẽ bị cái thứ nhất hủy diệt. Mà ta Độc Cô Tấn, cùng thái cổ Hiên Viên Thị, cùng Hiên Viên Si ở giữa, có thù không đợi trời chung, ta sống tâm nguyện, cũng là để thái cổ Hiên Viên Thị diệt tuyệt. Ta cùng các vị, thuộc về đồng đạo. Còn nữa, cửu cung quỷ tông, là từ quỷ thần Dư Nghiệt, cửu cung quỷ thần, sáng tạo, rất có thể các đời đỉnh cấp quỷ vương, đều là quỷ thần Dư Nghiệt. Ta tin tưởng, chư vị đều không muốn lại vì quỷ thần Dư Nghiệt hiệu lực. Cửu cung quỷ tông, vốn cũng không phải là một cái hào quang danh hào, ta tin tưởng mọi người, bây giờ tâm lý nhất định rất phiền muộn. Nhưng là không quan hệ, một cái danh hiệu mà thôi. Có lẽ, hắn lên giọng, lại lần nữa liếc nhìn toàn trường. Có lẽ ta Độc Cô Tấn, có thể may mắn cùng quỷ tông các vị huynh đệ tỉ muội, lại sáng tạo một cái huy hoàng thịnh thế, chúng ta vứt bỏ rơi đến từ quỷ thần Dư Nghiệt xấu hổ lịch sử, chúng ta cùng một chỗ, sáng tạo mới thần vực. Mọi người đều biết, ta Độc Cô Tấn người cô đơn, chỉ có Hải Tông ủng hộ ta, cho nên, nếu như ta có thể thực hiện mộng tưởng, hôm nay cùng ta đồng đạo mỗi một vị huynh đệ, ta Độc Cô Tấn ở đây lập xuống lời thề, đời này, tuyệt đối không bạc đãi. Chúng ta cửu cung, là cường thịnh nhất thần vực, chúng ta không cần phải như vậy xấu hổ tán đi, sống ở Hiên Viên Si trong bóng râm, mà chính là cần phải thay hình đổi dạng, niết bàn trọng sinh, đi mở sáng tạo thuộc về chúng ta thời đại mới. Nếu như các vị nguyện ý, tứ tượng thần vực, có thể lập tức nhập vào cửu cung, như vậy, chúng ta vẫn là thiên hạ đệ nhất. Chúng ta sẽ cùng một chỗ, đồ diệt Hiên Viên Si, diệt sát cái kia cái gọi là đế tử, chúng ta sẽ chính mình trưởng khống chìa khóa, đem vận mệnh, giữ tại trong tay mình. Để cho chúng ta rửa sạch rơi quỷ thần Dư Nghiệt nhục nhã, để cho chúng ta khai sáng chính mình thịnh thế. Nếu như các vị nguyện ý, Độc Cô Tấn, đem chỉ huy các vị, tránh thức tranh bá thiên hạ. Các vị, thời gian không chờ ta, sinh tử chi lộ, ở phen này. Mời các vị, cho ta một đáp án. Người nào trước đứng ở ta Độc Cô Tấn bên người, bỉ nhân nhất định, tiễn hắn một nửa giang sơn. Một nửa giang sơn, mặc dù là một cái khoa trương thuyết pháp, nhưng Độc Cô Tấn thành ý, đã rõ ràng. Hắn những lời này, cơ hồ vồ chết mỗi một cái quỷ tông cường giả tâm lý. Đệ nhất, bọn họ chín đại quỷ vương chết hết, xác thực quần long vô thủ, cao nhất 10 tầng tử kiếp, căn bản là không có cách trưởng khống đại cục,
tiếp tục như vậy, sẽ chỉ biến thành năm bè bảy mảng. Thứ hai, bọn họ rất nhiều người, đời đời vì quỷ thần dư nghiệt hiệu lực, đây là xấu hổ, khuất nhục. Độc Cô Tấn một câu thay hình đổi dạng, niết bàn trọng sinh, triệt để bỏ rơi đi qua, sức hấp dẫn quá mạnh. Thứ ba, một cái 2-3 năm liền có thể thành thần cường giả, có bá lực có thực lực, còn tự mang một cái tứ tượng hải tông, hắn vì cái gì không xứng. Thứ tư, hắn biểu hiện ra, đối quỷ tông các cường giả, đầy đủ tôn kính. Thứ năm, một câu, một nửa giang sơn, hấp dẫn nhóm người thứ nhất, trực tiếp dẫn đến, tranh nhau chen lấn. Độc Cô Tấn chủ yếu là đối quỷ tông cường giả nói chuyện. Quỷ tông bên này có trên trăm tam nguyên kiếp lão, bọn họ đến từ cửu cung thần vực khác biệt thị tộc, quyết định của bọn hắn, ảnh hưởng toàn bộ cửu cung thần vực quyết định. Độc Cô Tấn, ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực. Cơ hồ tại Độc Cô Tấn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thì có một cái tam nguyên kiếp lão, trực tiếp đứng dậy. Đây là cửu cung quỷ tông một cái thần soái. Đội ngũ khác phía trên cuống cuồng. Tính ta một người đi. Các huynh đệ, đều nghĩ rõ ràng, tương lai thì sẽ sinh ra hai cái thần, lẫn nhau là sinh tử thù, mỗi người đều muốn chỗ đứng. Hiên Viên Si hiện tại còn rất nhỏ yếu, thần tông ngoại trừ dựa vào kết giới tử thủ, căn bản không có thể đỡ nổi Độc Cô Tấn người. Ta nói như vậy, mọi người cần phải minh bạch, muốn làm thế nào đi. Cửu cung quỷ tông không tồn tại, đó là một cái 100.000 năm chê cười, các vị, là nên lắc mình biến hóa thời điểm. Chỗ đứng, đương nhiên là ai mạnh thì đứng ai vậy, hiện tại người nào lợi hại, người nào có bá lực, nhìn không hiểu sao. Một cái Độc Cô Tấn, đỉnh 100 cái Hiên Viên Si. Cái này cái gọi là tôn thần, cũng không dám mạo hiểm đầu, đoán chừng trốn đi phát run đây. Ha ha. Nói đúng, không có quỷ tông, cửu cung quỷ thần, càng không phải nhân tộc thứ 9 thượng thần. Quỷ tông cũng bị mất, còn tưởng là cái giám quỷ tông kiếp lão. Ta phục Độc Cô Tấn. Chúng ta toàn thể, vì ngươi hiệu lực, nhanh thủ cái mới danh hào đi, vội vàng đem quỷ tông ném vào hố phân, lão tử nghe đều xấu hổ. Thời đại thay đổi, các vị. Hết thảy đều tại Độc Cô Tấn trong khống chế. Hắn hướng về phía Long U Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Long U Nguyệt bưng bít lấy môi đỏ, nước mắt chảy ngang. Không hề nghi ngờ, nàng chờ đợi nhiều năm như vậy cái kia nam nhân, rốt cục thực hiện hắn một bước lên trời mộng tưởng. Từ đó về sau, trên đời này, lại không xem thường người của ngươi. Nàng nín khóc mỉm cười. Cha ngươi nếu như biết rõ chuyện hôm nay, có thể hay không đánh vỡ vách quan tài leo ra. Độc Cô Tấn cười nói. Long U Nguyệt cười khúc khích. Nàng không nói thêm lời. Mà chính là mang theo tứ tượng hải tông hơn 100.000 sinh tử kiếp cảnh cường giả, toàn bộ cùng ban đầu quỷ tông cường giả, tụ hợp đến cùng một chỗ. Tổng số đã tới gần 600.000. Quỷ tông giống như không có diệt, ngược lại mạnh hơn. Các vị, quỷ tông, hải tông, đều trở thành lịch sử, từ hôm nay trở đi, chúng ta đừng có lại dùng 1-2-3-4-5 loại này nhàm chán phương thức, đến bài bố thần vực. Chúng ta là thời đại mới người khai sáng, đã phiến đại địa này. Tên là Viêm Hoàng Đại Lục, vậy chúng ta mới thần vực, chính là Viêm Hoàng Thần Vực. Chúng ta mới tông môn, thì xưng hô nó vì Viêm Hoàng Đế Tông. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đều là đế tông người, mà ta Độc Cô Tấn, làm cái này đế tông vị thứ nhất tông chủ. Cái danh hiệu này, vô cùng bá khí, có duy ta độc tôn, thống trị vĩnh hằng tham vọng. Bái kiến đế tông tông chủ. Rầm rầm rầm. 600.000 đại quân, toàn bộ quỳ xuống. Quỷ tông, hải tông, lắc mình biến hóa, toàn bộ thành đế tông. Cứ như vậy, ai cũng có thể quên, bọn họ vì quỷ thần dư nghiệt hiệu lực qua. Giờ khắc này, Độc Cô Tấn chính thức có được thân phận của mình địa vị. Hắn hưởng thụ lấy cuồng nhiệt gieo hò, hưởng thụ lấy chen chúc, nhưng hắn không có đắc ý vong hình, càng không có quên gốc. Hắn thành khẩn nói, cảm tạ các vị tín nhiệm ta, sau đó, ta tuyệt đối không cô phụ, hôm nay mỗi một vị huynh đệ tỉ muội. Tông chủ vạn tuổi. Tiếng hô to, như rời núi lấp biển, rung động đánh tới. Độc Cô Tấn, một bước lên trời. Làm duy nhất tông chủ, địa vị của hắn, đã từng địa tàng quỷ vương cao hơn. Nhưng là, kết thúc rồi à? Cũng không có. Làm hắn tiếp nhận, Viêm Hoàng Đế Tông, ủng hộ về sau, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thất Tinh Thiên Tông trưởng tôn thần khung. Trưởng tôn thần khung, 11 tầng sinh kiếp. Hắn cùng Thất Tinh Thiên Tông tất cả mọi người, đã sớm vì một màn này, rung động không thôi. Trưởng tôn huynh đệ, tuy nhiên chúng ta sửa lại danh hào,
nhưng là chúng ta đế tông cùng thiên tông hữu nghị cùng liên minh, hoàn toàn không thay đổi. Độc Cô Tấn mỉm cười nói. Độc Cô huynh, trưởng tôn thần khung liền vội vàng gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Phong vân biến ảo, có người xông lên mây xanh, có người rơi xuống thâm uyên. Trưởng tôn thần khung biểu thị nhìn mộng. Liên minh chúng ta, cùng thần tông thế như thủy hỏa, đến đón lấy đại chiến, thiên tông cũng không thể không đếm xỉa đến a. Độc Cô Tấn cười nói. Tuyệt, tuyệt không, trưởng tôn thần khung nói. Không biết thiên tông có thể có hứng thú, nhập vào chúng ta đế tông. Nói như vậy, tam tông hợp nhất, sẽ chỉ càng mạnh. Mà trưởng tôn huynh đệ, có thể làm chúng ta đế tông phó tông chủ, chỉ cần chúng ta hủy diệt tứ đại tông môn, nói không chừng, thiên hạ thì nhất thống đây. Độc Cô Tấn bỗng nhiên nghiêm túc nói. Trưởng tôn thần khung lui về phía sau một bước. Nhưng là phía sau hắn, còn có kiếp nạn của bọn hắn lão. Trưởng tôn huynh để ý như thế nào? Độc Cô Tấn cười hỏi. Mời Độc Cô huynh để cho chúng ta thương nghị một lát. Trưởng tôn thần khung quay người, cùng trong tông môn 20 mấy cái tam nguyên kiếp lão, khẩn cấp tập hợp một chỗ. Nhập vào đế tông, thì lại không chúng ta thất tinh thiên tông, tông chủ. Mấy trăm ngàn năm truyền thừa a. Nói thì nói thế, có thể Độc Cô Tấn muốn là 2-3 năm thật thành thần đâu. Hiện tại không gia nhập, tương đương với không nể mặt mũi, đến lúc đó nhất định làm khó dễ. Chúng ta lui giữ kết giới, có thể hay không như vậy mặc kệ thiên hạ đại sự. Người cái gì kết giới, có thể đỡ nổi thượng thần. Viêm Hoàng Đại Lục mỗi một lần sinh ra thượng thần, tất cả tông môn đều phải từ bỏ thủ hộ kết giới, hoặc là chạy trốn tránh né, kéo dài hơi tàn, hoặc là thì là lớn thần hiệu lực, đổ một cái sinh tồn, đổ một cái giữ lại truyền thừa. Thiên tông sẽ biến mất, nhưng là chúng ta thất tinh thiên tộc lại truyền thừa xuống, coi như về sau Viêm Hoàng Đế Tông không có, chúng ta còn có thể xây lại thất tinh thiên tông. Có khả năng hay không, chúng ta đi thần tông bên kia a. Ngươi ngốc a, thần tông Phương Thái Thanh đều chạy, thì thừa một cái nghe nói muốn 10 năm mới có thể thành thần hiên viên si, chờ một lúc, nàng liền phải cho Độc Cô Tấn làm thịt rồi. Mọi người tin ta, Độc Cô Tấn người này, so với ai khác đều có bá lực, hắn có thể hàng phục quỷ tông, nói rõ hắn có bản lĩnh. Thần tông còn lại cá chết nát tôm, căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại là cần có nhất ủng hộ thời điểm, chúng ta bây giờ thêm vào, tương lai còn lời nói có trọng lượng, hiện tại muốn là không nể mặt hắn, tin tưởng ta, bằng vào chúng ta tông chủ bản sự, các loại Độc Cô Tấn hủy diệt tứ đại tông môn, chúng ta thất tinh thiên tông cho hết chứng. Trưởng tôn thần không nghe được thổ huyết. Ta làm sao không có bản sự rồi? Ngươi không tới tầng 12 sinh tử kiếp a? Bên kia Độc Cô Tấn còn đang chờ trả lời. Tông chủ, chúng ta đại bộ phận quyết định quy hàng cầu sinh tồn, đánh bạc liều một lần. Độc Cô Tấn cùng cái kia hai cái lão quỷ vương không giống nhau, hắn thật rất có thể thành tựu thượng thần. Chỗ đứng đi, muốn đứng thì triệt để điểm, khác mập mờ suy đoán, khiến người ta xem thường, tâm lý lưu lại khúc mắc. Chúng nhân nói, đây chính là mọi người cùng nhau làm quyết định, đến lúc đó xảy ra vấn đề, khác lại tại trên đầu ta. Trưởng tôn thần khung nói, được rồi, người khác trước phủi sạch quan hệ, mau tới đi. Lớn như vậy đế tông, thì ngươi một cái phó tông chủ, còn không phải kiếm lời. Trưởng tôn thần khung ngược lại là dứt khoát. Hiện tại đại thời đại tiến đến. Hắn tại chỗ quay người, khí phách nảy sinh, tại chỗ tuyên cáo, Độc Cô tông chủ, ta quyết định chỉ huy thất tinh thần vực, nhập vào Viêm Hoàng thần vực, theo tông chủ cùng một chỗ, khai sáng thuộc về chúng ta thời đại mới, để cho chúng ta thất tinh thiên tộc, trở thành đế tông trung thành nhất một bộ phận. Ha ha! Độc Cô Tấn tới, cùng hắn ôm nhau. Trưởng tôn huynh đệ, ngươi là ta huynh đệ tốt nhất. Trưởng tôn thần khung lệ nóng doanh tròng. Quỷ tông, Hải tông, Thiên tông, cũng thành Viêm Hoàng đế tông, Viêm Hoàng đế tông có hơn 700.000 sinh tử kiếp cảnh, đạt đến thần tông gấp 3, càng mạnh mẽ hơn. Sau cùng, Độc Cô Tấn ánh mắt, rơi vào lục đạo kiếm tông hơn 10 vạn người trên thân. Thái ất kiếm tộc hơn 4 vạn người, toàn bộ trở về hiên viên hồ, bọn họ cơ hồ tất cả mọi người, đều thuộc về bị lừa xuất chiến tràng, mơ mơ màng màng, bây giờ cục diện đại biến, không có kiếm vô ý cùng phong thanh ngục mong muốn đơn phương. Làm vì bản tộc, bọn họ đương nhiên không nguyện ý, cùng Thái A kiếm tộc tiến tới cùng nhau. Hiện tại lục đạo kiếm tông, chỉ có phong thanh ngục ba đầu kiếm thú, trưởng khống đại cục. Bọn chúng chiến lực, vẫn rất mạnh. Ba vị. Độc Cô Tấn vừa dứt lời, phong thanh ngục một đầu kiếm thú liền nói, Độc Cô tông chủ, muốn nuốt vào lục đạo thần vực. Chờ ngươi cầm xuống hiên viên hồ rồi nói sau. Kiếm tộc người,
vẫn rất có ngạo khí. Bọn họ ôm lấy Phong Thanh Mục thi thể, ba đầu kiếm thú tại chỗ mang theo hơn 100.000 kiếm tông cường giả, rời đi nơi đây. Các vị thế nhưng là muốn gia nhập tứ đại tông môn. Độc Cô Tấn lãnh đạm hỏi. Người suy nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ, chỉ muốn về Kiếm Hồn Đế Sơn, an táng chúng ta tông chủ. Bọn họ sẽ không nguyện ý cùng trưởng tôn thần khung một dạng đầu hàng, nhưng, cũng không lại trợ giúp thần tông. Vừa mới gặp mặt, Thái Ất kiếm tộc lạnh lùng thái độ, đã sớm để bọn hắn hàn tâm. Cứ như vậy, kiếm tông rời đi. Xương cốt vẫn rất cứng rắn a. Phong Thanh Mục cũng bị mất, Lục Đạo kiếm tông cũng là hai lưu tông môn, còn làm cái gì xuân thu đại mộng. Làm xong Hiên Viên Hồ, thì thu thập bọn họ đi. Trưởng tôn thần khung bĩu môi nói. Các loại hiên viên si chết, thần tông hủy diệt, không dùng chúng ta buông xuống Kiếm Hồn Đế Sơn, chính bọn hắn sẽ ra tới. Tiến vào tử kiếp ba đầu kiếm thú, có thể bảo vệ hắn nhóm bao lâu? Dạng này thịnh thế, người nào cũng không thể, độc thân bề ngoài. Độc Cô Tấn đạm mạc cười một tiếng. Hắn cái nụ cười này, để trưởng tôn thần khung thật sự hiểu, lòng dạ độc ác của hắn. Hắn may mắn, mình tại vừa mới làm một cái quyết định chính xác. Như vậy, tiếp đó, cũng là tiến công Hiên Viên Hồ. Độc Cô Tấn ngóng nhìn Hiên Viên Hồ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hiện tại, biết ta tại sao muốn tại thiên hạ đệ nhất hội, ám sát Hiên Viên Si A. Đó là bởi vì, ta đã sớm biết, bất kể có hay không có Hiên Viên Si tồn tại, địa tạng bà Sa, đều sẽ tiến đánh thần tông. Nàng có chết hay không, căn bản không trọng yếu. Mà ta lập tức muốn đi thiên tinh cảnh, về sau liền không có cơ hội tốt, lại giết cái này cái gọi là tôn thần. Chỉ tiếc, mệnh của nàng, vẫn còn lớn. Bất quá không quan hệ, hiện tại, trên đời này sẽ chỉ có hai người thành thần, chỉ cần giết người Hiên Viên Si, trên thế giới này, lại không có năng lực uy hiếp được ta Độc Cô Tấn người. Đương nhiên, lại thêm một cái lý thiên mệnh. Ha ha! Hiên Viên Hồ ngoài 10 dặm. Một hàng 80.000 người sinh tử kiếp cảnh cường giả, về tới nơi đây. Bọn họ tạm thời ngừng lại, sống chết mặc bây, làm một người đứng xem, chứng kiến Hiên Viên Hồ cục thế kinh thiên biến hóa. Theo ngũ đại thần vực quyết đấu tứ đại tông môn, đến Ma Tông làm phản, lại đến Lý Thiên Mệnh vạch trần chân tướng, sau cùng Độc Cô Tấn phản sát quỷ thần, thành lập Viêm Hoàng Đế Tông, nhất thống tam đại thần vực, cơ hồ độc bá thiên hạ. Đây hết thảy, Phương Thái Thanh đều cau mày, nhìn ở trong mắt. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Tấn, nhìn rất lâu, trong mắt chính là sâu vô cùng lạnh lùng. Rất rõ ràng, ánh mắt của hắn biến hóa nhiều lần. Không nghĩ tới, bại tướng dưới tay ngươi, thân phận chân thật của hắn, lại là Hiên Viên Thị Huyết Long nhất tộc. Càng không có nghĩ tới, hắn có thể trêu đùa quỷ thần Dư Nghiệt, đi đến một bước này, quá khiến người ngoài ý. Phương Vũ Tình lắc đầu thở dài nói. Chia tay ba ngày, tự phải lau mắt mà nhìn. Độc Cô Tấn, có thể. Phương Thái Thanh lãnh đạm nói. Lại nói, Hiên Viên Đại Đế, thật là bởi vì Huyết Long nhất tộc công cao chấn chủ, thì tàn nhẫn như vậy trừng trị bọn họ sao? Giống như thật đáng thương a. Phương Vũ Tình nói. Cổ hoặc nhân tâm, người cũng tin tưởng. Phương Thái Thanh cười lạnh nói. Dạng này a, quá phức tạp đi người này, lời nói dối, nói đến cùng thật giống như. Phương Vũ Tình líu lưỡi nói. Không có chứng cứ, chân tướng đã không trọng yếu, trọng yếu là, mỗi người đều đang tìm chính mình đường ra, Độc Cô Tấn xuất hiện, đúng lúc cho bọn hắn hy vọng. Phương Thái Thanh nói. Ai, cơ hội này, không có đến phiên ngươi. Phương Vũ Tình buồn bực nói. Ta không được, ta không có cách nào giết bà Sa Quỷ Vương, đây mới là trấn trụ toàn trường quan trọng. Mà lại, quỷ tông người, xem thường ta. Phương Thái Thanh ngược lại là đã thoải mái, bởi vì địa tàng Quỷ Vương cùng bà Sa Quỷ Vương hai vị, đã từng nhục nhã qua hắn, bây giờ lại rất thảm. Thanh ca, vậy chúng ta bây giờ nên đi nơi nào a? Hiện tại thần tông mạo hiểm, người lại mạnh lên, nếu như chúng ta trở lại thần tông, nói không chừng còn có thể trợ giúp bọn họ chống đỡ. Phương Vũ Tình hỏi, ngươi có phải hay không ngốc, còn về được sao, hiện tại thần tông người, hận ta tận xương, lại thêm Ma Tông đang giúp bọn hắn, cái này Hiên Viên Hồ không có khả năng lại có chúng ta Thái Thanh Phương Thị đất dung thân. Hiện tại đi qua, bọn họ sẽ chỉ oán niệm hận chúng ta. Phương Thái Thanh chừng nàng liếc một chút. Cái kia nếu như vậy, rõ ràng không có cách nào lại nhúng tay. Ngươi nói giết một cái hồi mã thương, hiện tại cũng không biết, nên giết ai đây. Lấy cục diện bây giờ nhìn, còn không bằng cùng Lục Đạo kiếm tông một dạng, lui ra bọn họ tranh đoạt, chúng ta bây giờ ưu thế chính là, toàn tộc chiến lực vẫn tại, chúng ta trốn,
chậm rãi phát triển, để bọn hắn chém giết đi. Phương Vũ Tình nói. Không được, Phương Thái Thanh nhìn chằm chằm bên kia, lắc đầu nói ra. Làm sao không được a? Cái này không được, vậy không được, khó nói chúng ta muốn gia nhập Viêm Hoàng Đế Tông a. Phương Vũ Tình buồn bực nói. Ngươi nói đúng, Phương Thái Thanh ánh mắt hơi có vẻ điên cuồng. Cái gì? Phương Vũ Tình ngẩn ngơ, liền vội vàng kéo Phương Thái Thanh, nói, ngươi. Thanh ca, ngươi đừng nói giỡn, đừng làm ta sợ. Ngươi nào hù dọa ngươi rồi? Ta nói thật, ta muốn đi gặp Độc Cô Tấn, thêm vào Viêm Hoàng Đế Tông. Phương Thái Thanh nói. Vì cái gì? Rất đơn giản, đệ nhất, Viêm Hoàng Đế Tông hiện tại có ưu thế tuyệt đối. Thứ hai, Độc Cô Tấn mặc dù bây giờ xưng hùng, nhưng bên trong thiên địa, căn bản không có còn lại huyết long nhất tộc, cho nên hắn không có thị tộc căn cơ. Thứ ba, hắn hiện tại là tử kiếp, hắn không là quỷ thần nhất tộc, hắn đỉnh nhiều chỉ có 30 năm thời gian thành thần, ta đánh bạc hắn hẳn phải chết. Phương Thái Thanh nói, có ý tứ gì, hắn không phải nói, hắn 2-3 năm có thể thành thần sao? Hắn không cho những người này an định tâm hoàn, quỷ tông người, sẽ nguyện ý chống đỡ hắn sao? Vũ Tình, ta đến tầng 12 sinh kiếp, cũng biết thành thần khó khăn, bây giờ kẹt ở trước mặt ta chính là một đạo vô chỉ cảnh khoảng cách. Ta không tin hắn có thể vượt qua, đã có 100.000 năm không ai có thể leo lên thần vị. Chỉ cần hắn Độc Cô Tấn không được, hắn liền thị tộc đều không có, tương lai thiên hạ, liền sẽ đến phiên ta sẽ không tiến tử kiếp, tối thiểu làm cho ta Thái Thanh Phương Thị, dựa vào đế tông cường thế, phát triển 300 năm. Phương Thái Thanh ánh mắt nóng rực nói. Nhưng vạn nhất, hắn nếu có thể thành thần đâu? Phương Vũ Tình hỏi. Cái kia là hắn có thể nhất thống thiên hạ, đến lúc đó, bên trong thiên địa sẽ chỉ có một cái đế tông, ta Phương Thái Thanh làm thiên hạ đệ nhị, chúng ta Thái Thanh Phương Thị, đồng dạng có thể lớn mạnh, vì cái gì không được. Một bước này, là đã định trước làm sao đều sẽ không thua con đường, ngươi hiểu không? Phương Thái Thanh mỉm cười nói. Ta không hiểu, nhưng là ta không muốn ngươi làm như thế. Phương Vũ Tình không cười, nàng rơi lệ. Vì cái gì, đạo lý dễ hiểu như vậy, người cũng không nghĩ ra sao. Người muốn thường đi chỗ cao, người yếu, thì càng muốn nắm lấy cơ hội trèo lên trên. Phương Thái Thanh hơi giận nói. Thế nhưng là, chúng ta nhất tộc, tại Thái Cực Phong Hồ bao nhiêu năm a? Chúng ta tiền bối, tân tân khổ khổ ở chỗ này lớn mạnh, cùng thần tông cùng hô hấp chung vận mệnh, thần tông lớn mạnh, có công lao của chúng ta, Hiên Viên Hồ bên trong rất nhiều người, chúng ta đều biết, thậm chí là bằng hữu. Tại thần tông nguy nan thời điểm, chúng ta nhất tộc đào tẩu coi như xong, hiện tại còn muốn trợ giúp người khác, đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, lương tâm của chúng ta đâu. Phương Vũ Tình bắt lấy hai cánh tay của hắn, ánh mắt cầu khẩn. Thanh ca, đừng có lại trong khe hẹp cầu sinh tồn, có được hay không? Một cái thị tộc tôn nghiêm cùng người khác kính trọng, muốn đường đường chính chính dùng lực lượng của mình đi thu hoạch. Ta biết ngươi đột phá, có lòng tin, nhưng là, nhưng nịnh nọt, sẽ không có người để mắt chúng ta. Ngươi sai, Vũ Tình, chỉ không có cách nào chống cự cường đại, mới có thể thắng người khác tôn trọng. Người khác sẽ không để ý ngươi dùng thủ đoạn gì, sẽ chỉ sợ ngươi muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cái gọi là lương tâm, cũng không làm cho chúng ta Thái Thanh Phương Thị phát triển, tránh thức xưng hùng thiên hạ, chỉ có dựa vào thực lực có thể. Trong lịch sử vô số sự thật, đều tại chứng minh điểm này. Phương Thái Thanh nói, vì cái gì liền không thể đường đường chính chính đây? Ta thêm vào đế tông. Dựa vào lực lượng che diệt thần tông, là đế tông tranh bá thiên hạ, như thế cũng không phải là đường đường chính chính đây. Phương Thái Thanh hỏi. Thế nhưng là, người quên ba họ Gia Nô sao? Bọn họ sau lưng chỉ sẽ tăng thêm một lần, tư tính Gia Nô. Còn chưa đủ khuất nhục sao? Phương Vũ Tình nước mắt rơi như mưa. Cái gì khuất nhục, làm ngươi đứng ở cái thế giới này đỉnh phong thời điểm, ai dám lại nói ra bốn chữ này, đều phải đi chết. Chỉ có thực lực. Mới là ngăn chặn miệng của bọn hắn, biết hay không? Ta không hiểu, ta chỉ biết là, người lần này bội phản thần tông, đã bị quá nhiều người nhục mạ, vứt bỏ, người chính là không cam tâm cứ như vậy rời đi, không cam tâm trốn đi phát triển, người muốn chứng minh chính mình, để bọn hắn thu hồi chế giễu. Cho nên, người chẳng những hại thần tông một lần, còn muốn hại lần thứ hai. Phương Vũ Tình bệnh tâm thần nói. Vũ Tình. Phương Thái Thanh giống lên một tiếng, bàn tay giơ lên. Nhưng lại không có rơi xuống. Tôn nghiêm rất trọng yếu sao? Phương Vũ Tình hỏi. Trọng yếu, Phương Thái Thanh to khỏe hô hấp lấy nói. So lương tâm trọng yếu. Trọng yếu. Ngươi không yếu, cho nên ngươi một mực không phục,
ngươi cảm thấy mình làm cho nhiều người hơn tôn trọng ngươi, tôn trọng chúng ta. Đúng. Chỉ có thực lực mới có thể làm đến điểm này. Đúng, chỉ có thực lực. Đây chính là hiện thực, Phương Thái Thanh nói. Phương Vũ Tình lui về phía sau hai bộ. Ta nhìn lầm ngươi, Thanh ca. Nàng run rẩy nói. Trước khác kết luận, ngươi hỏi hỏi tất cả chúng ta, nghe nghe ý nghĩ của bọn hắn. Phương Thái Thanh chỉ hướng phía sau bọn họ. 80.000 người, đều đang nghe bọn hắn cãi lộn. Các vị, thu hồi cái gọi là lương tâm, để cho chúng ta nhất tộc, nắm giữ tôn nghiêm, leo lên cao hơn ngọn núi, vẫn là như vậy quy ẩn, tại người khác giễu cợt trong lúc cười, làm con rùa đen rút đầu, các ngươi lựa chọn ra sao? Phương Thái Thanh ánh mắt đỏ thẫm hỏi. Lòng của mỗi người, đều đang run rẩy. Ta chống đỡ tộc Phương. Một cái nhỏ gầy bóng người, cái thứ nhất đi ra. Hắn là một cái không có người chú ý hèn mọn nhân vật, gọi Phương Tinh Ảnh. Phương Thái Thanh cơ hồ quên người này. Hắn đối Phương Tinh Ảnh, nở nụ cười. Tại Phương Tinh Ảnh về sau, nguyên một đám Thái Thanh Phương Thị, cho thấy thái độ, nguyện ý đi theo Phương Thái Thanh. Thẳng đến sau cùng, đứng tại mặt đối lập, chỉ có Phương Vũ Tình một người. Tất cả mọi người nói cho nàng một đáp án. Tôn nghiêm so lương tâm trọng yếu. Vũ Tình, người đi đi, mang theo lương tâm của ngươi. Phương Thái Thanh nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi. Bọn họ 80.000 người, cùng nhau quay người, phóng tới Hiên Viên Hồ. Đi chưa được mấy bước, Phương Thái Thanh quay đầu, trông thấy Phương Vũ Tình đi theo bên cạnh hắn. Ngươi theo làm gì? Phương Thái Thanh cả giận nói. Ta nghĩ, các loại ngươi bị báo ứng thời điểm, nhặt xác cho ngươi. Phương Vũ Tình nói. Phương Thái Thanh sâu hít vào một hơi thật sâu. Ha ha! Hắn cười lớn quay đầu, đi đánh bạc cả đời này, trọng yếu nhất một lần. Hiên Viên Hồ trước. Kiếm tộc vừa đi, Độc Cô Tấn Đế Tông, hơn 700.000 đại quân đã tề tụ. Đúng vào lúc này, phương Bắc bỗng nhiên truyền đến Phượng Hoàng Minh gọi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tại cái hướng kia, hơn 100.000 Phượng Hoàng cộng sinh thú tại trong gió tuyết bay múa. Bọn chúng hỏa diễm, đốt hết tuyết lớn, hơn 100.000 Phượng Hoàng hội tụ vào một chỗ, hình thành ngập trời sóng lửa. Loại kia tràng diện, đồng dạng hùng vĩ. Là Thái Thanh Phương Thị. Bọn họ muốn trở lại thần tông.